Chương 41 Chương 41 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khương Tô đối trương thái thái triệu uyển muốn hòa trương kỳ phong ly hôn sự tình quả thực muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Triệu uyển phối trương kỳ phong, kia vốn chính là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu, trương kỳ phong xem như là lại ăn thiên nga thịt. Cố tình này lại ăn thiên nga thịt còn chưa thỏa mãn, cư nhiên còn ở bên ngoài làm nữ nhân, ngoạn gia trong hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu kia một bộ. Thực cho rằng hắn hiện tại kia gia sản đều là chính hắn bản sự giấy được. Không nói triệu uyển quý nhân mệnh, đem hắn này vận xấu mệnh cho mang vượng, đã nói nếu không là trương thái thái vì hắn nịnh hót nịnh bợ triệu gia ở triệu gia mượn thế, hắn hiện tại cũng không có biện pháp đem công ty làm thành hiện tại này môn quy, hắn nhưng là nửa điểm cảm ơn tâm đều không có, lần trước họ dương tiểu thư ký chuyện đó triệu uyển thả hắn một con ngựa, cư nhiên còn không chuyển biến tốt hãy thu, lại náo gặp chuyện không may đến. Nghe Triệu Uyển nói nhường nàng quá đi xem đi, Khương Tô muốn thay y phục liền xuất môn. Đương nhiên, nàng còn nhớ kỹ trác cận dược nói nhường nàng sắp tới đừng xuất môn lời nói, làm một phen phòng hộ thi thố, nàng lục ra trác cận dược mũ lưỡi trai đội, mặc một kiện cao cổ áo lông, trực tiếp đem cổ áo cho phiên đi lên che khuất chính mình đại nửa gương mặt. Xuống lầu về sau đánh xe thẳng đến trương thái thái gia thấy Triệu Uyển. Triệu Uyển ngồi ở phòng khách ba người tòa đại sofa chính giữa, sắc mặt hồng nhuận, cũng không đỏ mắt vòng, tóc bàn ngay ngắn chỉnh tề, nghe nói Triệu Uyển từ nhỏ liền luyện ba lê, tuy rằng liền luyện đến 16 tuổi, nhưng là thói quen nhưng vẫn không sửa, thắt lưng đỉnh được thẳng tắp, tư thái thập phần tao nhã, một thân xanh ngọc sắc kỳ bào sấn nàng cao quý thanh lịch, còn nhiều vài phần khí thế, xem ra trạng thái rất tốt, quả thực không thua điện ảnh minh tinh trái lại ngồi trên sofa Trương Kỳ Phong, tai to mặt lớn, đỉnh cái ruột già đầy bụng bụng bia, ủ rũ, mắt đục đỏ ngầu, mặt mũi sâu khổ. Triệu Uyển thấy Khương Tô, mới lộ khuôn mặt tươi cười. Khương Tô, ngươi đi lại. Trương Kỳ Phong thấy Khương Tô lại là có chút xấu hổ, đứng lên chà sát tay, nột nột chào hỏi. Tiểu tiên cô, thật lâu không thấy. Khương Tô hừ cười một tiếng, ngữ khí chế nhạo. Là nha trương lão bản gần nhất hoa đào không tệ ma chạy một cái còn có một trương kỳ phong sắc mặt xấu hổ nhìn về phía triệu uyển ngươi thế nào nói cái gì đều cùng người khác nói triệu uyển cười lạnh nói khương tô cũng không phải là người khác là ta nhận được tiểu mùi mùi tính là của ta nương gia nhân thế nào ngươi những thứ kia ác tha chuyện này ta không thể cùng ta nương gia nhân nói trương kỳ phong càng xấu hổ trong ánh mắt còn lộ ra vài phần cầu xin Nguyễn Nguyễn, chúng ta hai chuyện chúng ta chính mình thương lượng được không? Ngươi đem tiểu tiên cô kêu lên tới làm gì đâu? Triệu Uyển trực tiếp đi tới vãn trụ Khương Tô Tây. Khương Tô, đi, cùng ta đi phòng tán gẫu, miễn cho thấy những thứ kia chướng mắt người. Khương Tô cười cười, bỗng nhiên theo Trương Kỳ Phong trên người bay tới một cổ có chút kỳ quái mùi, bất động thanh sắc lườm sắc mặt xấu hổ Trương Kỳ Phong một mắt, liền cùng Triệu Uyển cùng tiến lên lâu. Đến Triệu Uyển phòng, Triệu Uyển trước không vội mà nói chuyện, mà là không chút hoang mang trước nhường Khương Tô ở mềm da trên sofa ngồi xuống, sau đó nhường hạ nhân pha trà, đem phòng bếp điểm tâm tiểu bánh ngọt bưng tới, bày ra uống trà chiều tư thế. Triệu Uyển bưng tinh xảo tiểu chén trà uống ngụm trà, sau đó mới chậm rì rì cùng Khương Tô nói lên tình huống hiện tại. Triệu Uyển kỳ thực theo lần trước bắt đến cái kia họ Dương Tiểu Tam Chi sau trong lòng liền đối trương kỳ phong cực kỳ thất vọng rồi nàng lúc đó cùng trương kỳ phong ở cùng nhau thời điểm trương kỳ phong còn không giống như bây giờ tai to mặt lớn mà là dại được nhã nhặn trắng nõn bằng không cũng sinh không ra trương tiểu kiều như vậy đẹp mắt nhi tử khi đó trương kỳ phong là thật nghèo nhưng là đối nàng cũng là thật tốt sau này hai người kết hôn về sau hắn như trước không thay đổi quá mọi chuyện coi nàng vì trước cái gì lễ tình nhân lễ noel kết hôn ngày kỷ niệm của nàng sinh nhật hắn so nàng nhớ được còn muốn lao một ít hàng năm đều sẽ lo lắng ba lực cho nàng kinh hỉ. Nàng nếu sinh bệnh, hắn liền đem công ty đều bỏ qua, chuyên tâm ở nhà bồi nàng. Ở trên điểm này, Triệu Uyển cũng biết, rất ít có nam nhân có thể làm đến cùng Trương Kỳ Phong như vậy, cho nên liền tính Trương Kỳ Phong năm gần đây dáng người biến hình, lại phì lại xấu, nàng đều không có ghét bỏ quá hắn, vì hắn sinh ý, đi nịnh hóc nịnh bờ triệu gia, cùng những thứ kia quan thái thái nhóm đánh hảo quan hệ hảo khai căn liền chi môn. Trước kia những thứ kia không xem trọng bọn họ, hiện tại đều nói nàng là tìm cái tìm lực cổ, tán nàng thật tinh mắt, trong vòng luẩn quẩn quý phụ người đều hâm mộ nàng, này trong vòng luẩn quẩn còn nhiều mà bằng mặt không bằng lòng vợ chồng, như là Trương Kỳ Phong như vậy yêu lão bà, vẫn là độc nhất cái. Cho nên lần trước Trương Kỳ Phong xuất quỷ, nàng xem ra đặc biệt lạnh nhạt, người trước biểu hiện giống như một điểm đều không thèm để ý. Nhưng thực tế thượng, ở công ty phát tác sau, buổi tối trở về nàng liền cùng Trương Kỳ Phong phân phòng ngủ, vào lúc ban đêm cả đêm đều không ngủ, đầu hôm là ở nhớ lại bọn họ nhiều năm như vậy ân ái, sau nửa đêm thì là liên tục trơi lệ đến bình minh. Lần đó sau, Trương Kỳ Phong đối nàng luôn mãi cam đoan tuyệt không tái phạm, thậm chí quỳ xuống nhận sai, sau cũng đối nàng gấp bội hảo, mỗi ngày tan tầm đúng giờ về nhà, liền xã giao đều thiếu. Nàng đến cùng nhớ nhiều năm như vậy phu thê tình nghĩa, hơn nữa ở Trương Tiểu Kiều trong mắt, nàng cùng Trương Kỳ Phong liên tục là mô phạm phụ mẫu, nàng thái độ dần dần mềm hóa xuống dưới. Nhưng là lại chỉ duy trì nửa tháng. Nàng phát hiện Trương Kỳ Phong lần thứ hai xuất quỷ là ở một tuần trước. Ban ngày trong nhà A Di đem khăn lông đều tẩy sạch lượng ở ban công đã quên thu, Trương Kỳ Phong tắm rửa xong mới phát hiện không có khăn lông, vì thế ngay tại phòng tắm nhường triệu uyển cho hắn kia khối khăn tắm đi vào, kết quả liền nhìn đến Trương Kỳ Phong sau lưng cào ra đến đã vậy kết vết trảo trương kỳ phong mập mạp tay hắn là không có biện pháp bắt đến cái kia vị trí hơn nữa hắn còn không thích lưu móng tay dài ra một điểm sẽ lập tức cắt căn bản không có khả năng đem chính mình phía sau lưng cho cào ra huyết đến mà phu thê hai cũng có hơn nửa tháng không có cùng phòng quá nếu không là hôm nay cho trương kỳ phong đưa khăn lông nàng còn phát hiện không xong triệu uyển lúc đó không có lộ ra chỉ đương không biết sau đó ngày thứ hai không có kinh động bất luận kẻ nào trực tiếp chính mình liên hệ thám tử tư đi điều tra. Kết quả thám tử tư còn không có tra ra cái gì, Triệu Uyển trước hết thu được tiểu tam phát đến khiêu khích tin nhắn, càng sâu là Trương Tiểu Kiều cũng thu được tin nhắn, Trương Tiểu Kiều chịu không nổi cái kia đã kích, trực tiếp phóng đi công ty tìm Trương Kỳ Phong, Triệu Uyển cũng không biết Trương Tiểu Kiều đối Trương Kỳ Phong nói gì đó, Trương Kỳ Phong khí đánh hắn một bạc tai, sau đó Trương Tiểu Kiều sẽ trở lại thu thập hành lý chuyển đi trường học ký túc xá trụ. Triệu Uyển vốn là nghĩ vụng trọng giải quyết chuyện này, về phần tiểu tam, nàng cho tới bây giờ sẽ không nhận vì nam nhân xuất quỷ đều là bên ngoài nữ nhân câu dẫn lỗi, đều là một cái nguyện đánh một cái nguyện ai, nàng cũng làm không đến cái loại này gọi người đi đem tiểu tam hành hung một chút lại cởi sạch y phục chụp thị tần ác tha thủ đoạn. Nhưng là tiểu tam cư nhiên tìm được trương tiểu kiều nơi đó, có thể nói hoàn toàn xúc phạm đến triệu uyển điểm máu chốt. Hôm đó liền cùng trương kỳ phong ngã bài. Kết quả Trương Kỳ Phong nhìn tin nhắn sau, cư nhiên còn vô liêm sĩ giúp cái kia tiểu tam nói chuyện. Triệu Uyển đối Trương Kỳ Phong lúc này là hoàn toàn triệt để đã chết tâm, trực tiếp nhường luật sư khởi thảo thỏa thuận ly hôn, đến công ty vung đến Trương Kỳ Phong trước mặt, sau đó sẽ trở lại. Trở về về sau nàng liền cho Khương Tô gọi điện thoại, nhưng nàng đi lại hỗ trợ. Ai biết Khương Tô còn chưa có đến, Trương Kỳ Phong trước đã trở lại, nói hắn không muốn cùng nàng ly hôn, còn nói một ít rất buồn cười lời nói. Việc này, Triệu Uyển không có cách nào cùng bằng hữu nói, cũng không có cách nào cùng người trong nhà nói, nàng đúng là vẫn còn kiêu ngạo, mặc dù là nàng thật sự sai rồi, cũng không nghĩ đem chính mình thất bại triển lộ người trước, đợi đến hết thảy bụi bặm lạc đình, lại tập thể thông tri. Nhưng là Khương Tô là không đồng dạng như vậy. Triệu Uyển đối Khương Tô nói ra những lời này, không có gì gánh nặng bởi vì chắc chắn Khương Tô sẽ không bởi vì này chút liền xem của nàng chê cười. Khi hiện tại ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Khương Tô nghe xong tiền căn hậu quả sau, hỏi. Triệu Uyển kêu nàng đi lại, khẳng định không chỉ là nói hết đơn giản như vậy. Triệu Uyển cũng đích xác không là, trong ánh mắt nàng nhiều vài phần sắc bén. Ta trước kia cảm thấy, trên mạng những thứ kia nguyên phối tìm người đánh tiểu tam thị tần rất buồn cười, những thứ kia nữ nhân cũng rất buồn cười, vì một người nam nhân, đem trường hợp biến thành như vậy khó coi đem chính mình cấp bậc cũng kéo thấp. Hiện tại mới biết được, dao nhỏ không rơi đến trên người bản thân không biết đâu. Ta rất muốn thể thể diện mặt giải quyết chuyện này, cũng không uổng ta cùng Trương Kỳ phong phu thêm một hồi. Nhưng là liền là có người buộc ta không nghĩ nhường ta thể diện, đã như vậy, ta cũng không thể nhường nàng tốt hơn. Nàng hơi hơi không lưng, đem chén trà không nhẹ không nặng đặt ở trên bàn trà, phát ra một tiếng giòn vang, sau đó nhìn Khương Tô nói. Ta nhường thám tử tư tra xét, kết quả cái gì đều tra không đi ra, hiện tại liền nạn trụ ở đâu, là cái gì thân phận đều không tra rõ ràng, chỉ chụp đến hai trương thấy không rõ chính mặt ảnh chụp. Ta mời ngươi đi lại, cũng tưởng cho ngươi giúp ta tác pháp tra một chút, nữ nhân này đến cùng là loại người nào. Nàng nói xong theo bên cạnh tay trong bao xuất ra hai trương ảnh chụp đặt ở trên bàn trà nhưng là lần này ta không có tóc của nàng, chỉ có hai trương ảnh chụp, ta không biết có phải hay không hữu dụng. Khương Tô đem ảnh chụp cầm đứng lên. Nhìn thoáng qua, nhất thời có chút muốn cười, này Bắc Thành thật đúng là quá nhỏ. Trên ảnh chụp là một nữ nhân toàn thân ảnh chụp, mặc dài khoảng màu trắng áo gió, hát tất chân phối thượng 12cm dày cao gót, một đầu phong tình vạn chủng dài tóc quăng, kéo trương kỳ phong cánh tay, không sai biệt lắm cùng trương kỳ phong giống nhau cao nữ nhân chỉ lộ bên sườn mặt đến, nhưng cũng che không được kia trên khuôn mặt đường làm quan trọng mở. Nữ nhân này, ta đã thấy. Khương Tô nắng bóp kia trương ảnh chụp đối Triệu Uyển nói, trách không được nàng vừa rồi theo Trương Kỳ Phong trên người ngửi được một cổ mùi lạ. Triệu Uyển cả kinh. Ngươi nhận thức. Không biết, chỉ là thấy quá. Khương Tô khóe miệng vi kiều. Bất quá ta có cái bằng hữu, khả năng nhận thức. Triệu Uyển nói chỉ cần ngươi giúp ta đem nữ nhân này tìm ra ta cho ngươi hai mươi vạn khương tô vui mừng triệu uyển chính là điểm ấy mỉm cười thành giao khương tô lại hỏi bất quá ngươi lúc này là quyết tâm muốn cùng trương lão bản ly hôn vẫn là chính là nghĩ cho hắn một cái giáo huấn triệu uyển lạnh lùng nói giáo huấn ta lần trước đã cho cơ hội cũng không phải chưa cho quá hắn khương tô liền đã hiểu hai người lại nói chuyện phím một lát, Khương Tô Trang một bụng điểm tâm nước trà, lại bắt đầu mệt trả rời, vì thế cầm thượng ảnh chụp liền cáo từ, Triệu Uyển thấy nàng thích ăn điểm tâm, liền nhường người hầu chuẩn bị một phần nhường Khương Tô mang về ăn. Triệu Uyển đưa nàng đến dưới lầu, Trương Kỳ Phong đã không thấy bóng người. Triệu Uyển nhường tài xế đưa Khương Tô trở về, Khương Tô lại chỉ tới nửa đường đã hạ xuống xe, mặt khác đánh xe đi Lê Thuật chỗ kia. Lê Thuật cũng không xuất môn, hắn vừa sát thanh nhất bộ điện ảnh, chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiếp công tác, thời gian này liền ở nhà ăn chơi đàn điếm. Nhìn thấy Khương Tô có thể nói là thập phần kinh ngạc, trong ngày xưa, vài thập niên đều không tìm hắn một lần người, gần nhất thế nào một chuyến tranh chạy đến như vậy cần đâu. Hại hắn đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Khương Tô bất hòa Lê Thuật khách sáo, trực tiếp đem theo triệu uyển chỗ kia cầm ảnh chụp cho Lê Thuật xem. Này mặt trên yêu tinh ngươi nhận thức sao? cũng là hồ ly tinh. Lê Thuật tiếp ảnh chụp hướng trên sofa ngồi xuống một dựa vào, hai điều đại chân dài vén đứng lên, kiều cái đại gia dường như chân bắt chéo, sau đó mới cẩn thận nhìn kia ảnh chụp, không chú ý xem người mặt, trước chăm chọc một câu. Này yêu tinh khẩu vị cũng thật trọng. Khương Tô trao trao mày, tỏ vẻ đồng cảm. Lê Thuật tiếp mới nhìn kỹ kia nữ nhân mặt, nghiêm cẩn nhìn một hồi lâu, mới nói. Không biết trước kia không đánh quá giao tế. Bất quá này con hồ ly tinh cần phải biến hóa không lâu, chúng ta này tộc loại trăm năm trước biến hóa ta trên cơ bản đều nhận thức. Hắn dương mắt xem Khương Tô. Ngôi hỏi tới ta chẳng trực tiếp hỏi yêu quản cục vị kia. Nghe nói gần nhất yêu quản cục quản chế rất nghiêm, ở nhân gian hành tẩu yêu quái, đều cần phải ở yêu quản cục lập hồ sơ tài năng ở nhân gian hành tẩu. Khương Tô đem ảnh chụp thu trở về trên ảnh chụp lão nam nhân với ngươi cái gì quan hệ? Lê Thuật hỏi. Khương Tô nghe ra hắn trong lời nói có chuyện. Thế nào? Lê Thuật nói. Biến hóa không lâu hồ ly tinh, đều cần hút nhân thân thượng dương khí đến duy trì hình người của chính mình. Hấp nhiều lắm, đoạn mệnh. Khương Tô cười. Kia không liên quan ta sự. Nàng nói xong liền đứng lên chuẩn bị đi rồi. Vừa mới đến bước đi. Lê Thuật một cái lắc mình liền chắn Khương Tô trước mặt, bàn tay to ái mùi khẽ vuốt Khương Tô bụng, cúi đầu, ấm áp thở khí ở Khương Tô trên trán. Thương thế của người tốt thế nào? Khương Khương, ta hôm nay không có ước nga, Khương Tô dương mắt, đuôi mắt hơi hơi thượng kiều, trong ánh mắt ba quan liễm diễm, đặc biệt động lòng người. Không ghê tẩm ta. Ta làm sao có thể ghê tẩm ngươi ni? Lê Thuật nhẹ tay nhẹ ông trụ Khương Tô eo nhỏ, ta vui mừng ngươi còn không kịp ni ngươi chính là như vậy dỗ những thứ kia nữ minh tinh khương tô tự tiếu phi tiếu các nàng làm sao có thể cùng ngươi so lê thuật bị khương tô này tự tiếu phi tiếu tiểu biểu cảm câu không được thần sắc hơi hơi vừa động dần dần cúi đầu muốn hôn nàng kia cái miệng nhỏ nhắn khương tô lại một tay lấy hắn đẩy ra ánh mắt ở lê thuật nửa người dưới lưu một vòng chập một tiếng nói ta ngại bẩn Hồ ly tính dâm, lê thuật này mấy trăm năm, ngủ quá nữ nhân chỉ sợ vô số kể. Lại nói, của nàng quy cũ là bất hòa yêu quái sinh ra cảm tình khúc mắt, nhiều phiền toái, phải đợi yêu quái bị thiên kiếp đánh chết, kia được hơn một ngàn năm, nếu phách bất tử, kia xong rồi, ngàn năm vạn năm dây dưa, nàng có thể khiên không được. Kia có biện pháp nào, chúng ta hồ yêu tính bổn dâm. Lê thuật chưa từ bỏ ý định có đi lại. Người nếu không thích, ta đây từ hôm nay trở đi cho ngươi thủ thân như ngọc thế nào? Hắn không là không biết Khương Tô quy củ, bằng không năm đó hắn lão cha cũng sẽ không thể trước khi chết còn khuyên giới hắn ngàn vạn đừng yêu thường Khương Tô, bởi vì nhất định là không có kết quả, hắn cảm thấy hắn không yêu thường Khương Tô, chính là có loại chấp niệm, muốn cho Khương Tô vì chính mình đánh vỡ của nàng quy củ. Khương Tô lãnh khóc cự tuyệt. Không là gì cả. Ngươi vừa vặn không có việc gì, đưa ta trở về. Hòa! Wow. Ngươi có phải hay không rất nhẫn tâm? Cự tuyệt ta sao còn muốn nhường ta tự tay đem ngươi đưa đến tình địch trong tay đi? Lê thuật khoa trương che ngực. Diễn hoàng không? Diễn hoàng sẽ đưa ta trở về. Trác cận dược nhường ta sắp tới không cần ở bên ngoài lộ diện, ta là trọng chạy đến. Khương Tô vừa nói một bên đi ra ngoài. Lê thuật ánh mắt hơi hơi mị đứng lên, nhào lại trong ánh mắt tránh qua một tia không khoái lại chính là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, âm dương quái khí trào phúng nói: "À, ngươi chừng nào thì như vậy nghe lời. Ta đây là đánh nhập địch nhân bên trong, hiểu hay không?" Khương Tô không có cùng Lê Thuật nói chính mình cái kia mộng, miễn cho hắn loạn quan tâm. Nghĩ trở về về sau muốn thế nào theo trác cận giật miệng đem nữ nhân này thân phận cho bộ đi ra, lại không bại lộ chính mình đi ra quá. Đối với Trương Kỳ phong chết sống, nàng thật đúng là một điểm đều không thèm để ý tốt nhất nhường kia con hồ ly tinh trực tiếp đem hắn hút khô. Đến lúc đó không cần nàng ra tay, chỉ cần hướng yêu quản cục một thống, kia hồ ly tinh liền tự nhiên sẽ bị giải quyết xong, nói không chừng nàng còn có thể lại kiếm một bút. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42 Chương 42 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lê Thuật đem Khương Tô đưa đến tiểu khu cửa, sau đó vẻ mặt không dám tin nói. Hắn liền trụ loại địa phương này. Yêu quản cục mở tiền lương như vậy thấp sao? Trác cận dược trụ tiểu khu chỉ có thể xem như là chất lượng thường tiểu khu, nhưng lại là mười mấy năm tiểu khu cũ, khói lửa khí thật đầy, thật sự rất khó nhập luôn luôn sinh hoạt xa hoa lãng phí lê thuộc mắt, nhưng là nhường hắn không dám tin là Khương Tô cư nhiên cũng nguyện ý trụ ở loại địa phương này. Khương Khương, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi ta cho ngươi mua cái thoải mái giường cho ngươi ngủ. Khương Tô nói, kỳ thực ngươi đừng nhìn nơi này phòng ở như vậy cũ, trong nhà hắn vẫn là rất tốt. Trác cận dược trụ địa phương hẳn là này trong tiểu khu lớn nhất hộ hình, đại khái 200 nhiều bình phương, chỉ có hai gian phòng ngủ, cho nên phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, toilet diện tích đều đủ đại, hơn nữa trác cận dược thẩm mỹ không tệ, trang hoàng cũng đỉnh thuận mắt, Khương Tô ngược lại không biết là so lê thuật đại biệt thự sai ở đâu lê thuật nói chật 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 khương khương này có thể không giống như là ngươi nói lời nói nha được rồi ngươi trở về đi khương tô đội mũ lại đem cổ áo kéo lên che khuất nửa bên mặt sau đó cởi bỏ dây an toàn chuẩn bị xuống xe một đẩy cửa xe lại phát hiện cửa xe khóa nàng quay đầu xem lê thuật mở cửa ta khai như vậy đường xa đưa ngươi trở lại liền không thể có điểm khen thưởng hắn dùng ngón tay nhiều điểm mặt mình. Thân một chút. Khương Tô cho hắn một cái ghê tẩm ánh mắt. Lê Thuật quyết định lui mà cầu tiếp theo, mạnh nghiêng thân đi lại, đồng thời bay nhanh thân thủ đem Khương Tô cổ áo lôi đi xuống đem mặt nàng lộ ra đến, xét đánh không kịp bưng tay cúi đầu thấu đi lại ở khóe miệng của nàng hôn một cái, vừa lòng cười cười, đem xe khóa mở ra. Khương Tô trừng hắn một mắt, đem vành nón đè thấp, cổ áo kéo lên, đẩy mở cửa xe xuống xe. Khương Tô trở về sau thay đổi áo ngủ, lại đem bị thay thế y phục thu hồi trong rương, tiếp đem từ trong tủ quần áo lục ra đến trác cận dược mũ thả lại chỗ cũ, sau đó liền lên giường ngủ. Một giấc ngủ đến 9 giờ tối. Bị điện thoại tiếng chuông đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, ngủ âm dày đặc. Uy, ngươi còn đang ngủ. Khi đầu trác cận dược nghe được của nàng thanh âm, này mới yên lòng, hắn theo hơn 6 giờ bắt đầu chờ Khương Tô điện thoại, liên tục chờ tới bây giờ đều không có đợi đến điện thoại của nàng, lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, mới trực tiếp gọi điện thoại đi lại. Khương Tô ánh mắt đều không mở, giữa trưa đi ra ngoài một chuyến, nàng nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, đem di động đặt ở lỗ tai phía dưới đè nặng, lười biến ư một tiếng. Không đói bụng sao? Đói. Ta đây hiện tại cho ngươi kêu ngoại bán. Ngươi chừng nào thì trở về nha. Khương Tô còn nhớ hỏi hắn hồ ly tinh chuyện đi, nàng nửa ngủ nửa tỉnh giang thanh âm cũng mềm nhũng như là ở vô ý thức làm nũng nhanh trác cận duật nói khương tô nói kia ta chờ ngươi trở về lại ăn ngươi trở về về sau lại đánh thức ta đi hảo khương tô lại đang ngủ trác cận duật nghe xong một lát không có nghe đến khương tô nói nữa chỉ có nàng nhợt nhạt hô hấp như là thấu qua di động ống nghe dâng lên ở hắn tai sườn hắn ma xui quỷ khiến nghe xong một hồi lâu, thẳng đến Chu Tiểu Ngư đột nhiên đẩy cửa tiến vào, hắn mới như là đột nhiên bị bừng tỉnh, cắt đứt điện thoại. Chu Tiểu Ngư cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác, thế nào cảm giác trác đội gác điện thoại động tác có chút hoảng loạn đâu. Chuyện gì? Trác cận ruột hỏi. Chu Tiểu Ngư chớp mắt trùng mình, cầm máy tính sách tay đã đi tới. Bị một kích nhân chứng nhìn đến cùng Trương Văn Liên ở cùng nhau kia nam nhân có tin tức. Hắn đem máy tính đặt ở trác cận dược trên bàn, đem màn hình hướng hắn, điểm đánh truyền phát kiện. Đây là ở trương văn liên trụ dưới lầu đổ một chiếc tiểu trong xe hơi đi xe ghi lại nghi ghi lại rồi, vừa vặn chụp được trương văn liên cùng kia nam nhân đi ra nhập cho thuê phòng thị tầng. Trác cận dược nhìn về phía màn hình máy tính. Chu tiểu ngư đã đem những thứ kia không quan hệ thị tầng đoạn ngắn đều tiễn rớt, thừa lại cũng chỉ là trương văn liên cùng kia nam nhân theo xe đối diện hướng này vừa đi tới kia một đoạn thị tầng. Trương Văn Liên dài so sánh tương đối thanh tú, tố nhan, quần áo rất mộc mạc, màu xanh nhạt áo khoác, phía dưới một cái quần dinh phối dày thể thao, dài tóc nhuộm thành hồng màu lá cọ, tùy ý rối tung trên vai đầu, đỉnh đầu đã dài ra tân hắc màu tóc, đem tóc chia làm hai loại sắc. Mà đứng ở bên người nàng nam nhân xem ra liền thời thượng nhiều, đại khái 26 sáu bảy tuổi, tóc rõ ràng trải qua tỉ mỉ quản lý, trên thân mặc áo sơ mi trắng phối hợp màu đen áo lông, phía dưới một cái màu đen quần dinh rất gầy, đi khởi lộ đến ống quần trống rỗng, mặc một đôi a địch dày thể thao, đi ngoại bát tự, nhìn có chút nghênh ngang. Hắn ông Trương Văn Liên nghênh diện đi tới, đứng ở cửa, Trương Văn Liên liền theo trong bao lấy ra thẻ phòng soát một chút, cửa mở, hai người cùng nhau đi rồi đi vào. Hiện tại đã bắt đầu liên hợp giao cảnh ngành xếp tra này năm nhân thân phận, tạm thời còn không có tân tiến triển. Chu Tiểu Ngư nói. Trương Văn Liên là nông thôn đến trong nhà không có tiền, chính nàng là dây chuyền sản xuất phổ công, một tháng hơn 3.000 tiền lương, cũng không có gì tiền, hơn nữa căn cứ thăm viếng điều tra kết quả, Trương Văn Liên tính cách ôn nhu nội hướng, thành thật, chịu khổ nhọc, vui với trợ người, bình thường chưa từng có cùng người hồng quá mặt, cũng không đắc tội quá ai. Một tuần Nếu như là ngoài ý muốn tử vong, cần phải đã sớm bị phát hiện thi thể. Nhưng là hiện tại Bắc Thành còn không có vô danh nữ thi bị phát hiện duy nhất làm cho người ta hoài nghi chính là nàng cái kia thần bí bạn trai, nàng tự hồ không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá nàng giao bạn trai, của nàng một ít xã giao tài khoản cũng không có lộ ra quá gì manh mối. Mà theo Trương Văn Liên sau khi mất tích, này nam nhân cũng chưa từng có lộ quá mặt, phản phất là cùng Trương Văn Liên cùng nhau mất tích. Các cận dược về nhà đã gần 11 điểm. Đại bộ phận nhà ăn đều đóng cửa, chỉ có làm bữa ăn khuya điếm còn mở ra, Trác Cận Duật liền đóng gói một ít bữa ăn khuya trở về. Nguyên vốn tưởng rằng Khương Tô khẳng định còn chưa dậy đến, không nghĩ tới mở cửa, Khương Tô liền đứng ở cửa, mặc hắn mua áo ngủ, cười khanh khách ngửa đầu nhìn hắn. "Trác thúc thúc, ngươi đã về rồi." Trác Cận Duật sợ run một chút. "Ngươi tỉnh." Hắn trở về thời điểm trong lòng còn có chút không yên, đêm qua hắn không biết thế nào chọc nạn, Khương Tô rõ ràng ở giận hắn không biết nàng hôm nay hết giận không có, ai biết cửa vừa mở ra, tiểu cô nương cười khanh khách, theo tối qua lạnh lùng bộ dáng quả thực tưởng như hai người. Đúng rồi. Khương Tô nói xong đi sách hắn trong tay gói to. Người đi làm vất vả, ta đến đây đi. Trác cận ruột bắt tay nâng lên, không nhường Khương Tô cầm, cảm thấy nàng ân cần có chút làm cho người ta bất an. Không cần. Đi thôi, đi ăn cái gì? Đến nhà ăn khương tô nhu thuận ngồi vào ghế thượng chờ trác cận ruột đem ăn đều lấy ra trác cận ruột ăn qua cơm chiều nhưng là ăn không nhiều lắm hiện tại cũng có chút đói bụng liền ngồi xuống cùng khương tô cùng nhau ăn khương tô ăn ăn liền bắt đầu thăm dò đứng lên nàng như là đột nhiên nhớ tới giường như vừa nhấc đầu đúng rồi trác thúc thúc ngươi còn nhớ rõ có một lần chúng ta ở nhà ăn gặp gỡ quá một con hồ ly tinh sao chính là ta lần đó cùng nàng nói yêu quản cục kia chỉ trác cận ruột cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Nhớ được, thế nào? Nàng ở các ngươi yêu quản cục có lập hồ sơ sao? Khương Tô hỏi. Trác cận ruột ngừng lại một chút, sau đó mới cẩn thận trả lời. Gần nhất cục trong quản lý điều lệ rất nghiêm, phàm là ở nhân gian hành tẩu yêu quái, đều phải trải qua yêu quản cục lập hồ sơ sau cầm chứng, nếu như không có hợp pháp giấy chứng nhận, một khi phát hiện đều sẽ trực tiếp bắt bắt. Khương Tô miệng tắt một viên cá hoàng, má giúp cổ đứng lên hàm hồ thanh âm nói trác thúc thúc ta tìm nàng có chút việc nhưng là ta hiện tại tìm không thấy nàng ngươi có thể hay không giúp ta tra một tra này con hồ ly tinh hiện tại trụ ở địa phương nào trác cận duật nhàn nhạt trả lời không thể khương tô kém chút bị cá hoàng nghẹn trụ vài cái nhai lạng nuốt xuống đi sau đó hỏi vì sao cũng chỉ là cho ngươi tra một chút của nàng địa chỉ mà thôi muốn tra cũng không phải là không thể được. Trác cận dược dùng khăn giấy xoa xoa miệng. Nhưng là ngươi được chi tiết nói với ta, ngươi tìm nàng làm gì? Hắn thần thái mang theo vài phần không chút để ý, nhưng là khóe mắt đuôi lông mày lại mang theo tản mạng lại lợi hại quan, tựa hồ ở nhắc nhở Khương Tô, muốn lừa dối quá quan không dễ dàng. Khương Tô chột dạ ngô một tiếng, ngươi có biết ngươi chột dạ thời điểm ánh mắt hội trác rất nhanh mà. Trác cận dược hỏi. Khương Tô ánh mắt hướng về phía trác cận duật cấp tốc chớp chớp hai hạ, vẻ mặt vô tội. Ta bình thường chính là như vậy nháy mắt. Nói xong lại cấp tốc trác vài cái. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi, vậy được cùng ta nói thật. Trác cận dược lạnh nhạt nói, cũng không bị nàng dao động tâm thần. Khương Tô do dự một chút, nhìn chầm chầm hắn một lát, sau đó nói. Nhưng là ta sợ ta nói về sau ngươi không giúp ta. Trác cận duật khí định thần nhàn nếu như ngươi nói, ta có 50% khả năng sẽ giúp ngươi. Nếu như ngươi không nói, ta đây trăm phần trăm không sẽ giúp ngươi. Khương Tô đều không biết trước kia Trác Cận dược biết nói chuyện như vậy, ngẫm lại cũng là, vì thế liền toàn bộ nhờ ra. Hôm nay Trương Thái Thái gọi điện thoại cho ta, nói Trương Lão bản xuất quỷ, Trương Thái Thái là ta trước kia một cái hộ khách, phía trước ta liền giúp nàng đi tìm Tiểu Tam. Sau đó lần này Trương Lão bản lại xuất quỷ nàng xin mời tư nhân trinh thám vỗ cái kia tiểu tam ảnh chụp, ta vừa thấy, liền nhận ra là cái kia ở trong phòng ăn gặp qua hồ ly tinh. Trương Thái Thái hứa hẹn ta, ta chỉ cần đem nàng tìm ra, nàng liền cho ta 10 vạn khối. Như vậy, ngươi nếu giúp ta ra, ta liền cho ngươi ở khiếm ta 100 vạn nợ nần thượng giảm ngũ vạn. Là ta tiền thù lao một nửa. Ngươi một tháng đều kiếm không xong nhiều như vậy đi. Ta đối với ngươi được rồi khương tô không chút nào chột dạ đem trương thái thái cho nạn tiền thù lao đánh cái nửa chiếc trác cận dược nghe xong về sau mặt không đổi sắc. ta đều không biết ngươi trừ bỏ bắt quỷ bên ngoài còn làm loại này sinh ý khương tô nói thế đạo gian nan kiếm một bút là một bút ma thế nào ngươi có giúp ta hay không nói như vậy ngươi hôm nay xuất môn trác cận dược đột nhiên hỏi khương tô thẳng thắn thắt lưng Đương nhiên không có." Là Trương Thái Thái trong điện thoại nói, ảnh chụp cũng là nàng phát tới được cho ta. "Không tin ngươi xem." Nàng nói xong cầm di động mở ra đồ khố cho Trác Cận Dược xem nàng trước tiên chụp tốt ảnh chụp, cười vẻ mặt nhu thuận bộ dáng. "Trác thúc thúc ngươi nói không nhường ta xuất môn, ta có thể nghe lời." Trác Cận Dược còn là có chút không thói quen xem nàng như vậy nhu thuận bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, đem di động cầm đi lại. Khương Tô cùng kia con hồ ly tinh đối chọi gây gắt khi, trác cận dược an vị ở Khương Tô nghiêng đối diện, đáng tiếc lúc đó Khương Tô đầy mắt đều chỉ có Triệu Vân Xuyên, căn bản không phát hiện hắn. Lúc đó hắn nhìn thoáng qua cái kia nữ nhân, bởi vì đạo hạnh cạn, hắn một mắt liền xem thấu nàng là con hồ ly tinh, chính là lúc đó nàng không làm cái gì, hắn cũng lười đi xen vào việc của người khác, hiện tại nhìn đến ảnh trực, cũng tìm không ra hào, lại đem di động trả lại cho Khương Tô. Khương Tô hai tay lay ở bên cạnh bàn thượng, hai cái ngập nước ánh mắt tha thiết nhìn hắn. Thế nào? Trác cận ruột hỏi. Tìm được này con hồ ly tinh về sau đâu? Khương Tô nói. Kia không phải ta chuyện, ta chỉ phụ trách tìm được nàng. Câu dẫn đàn ông có vợ, tư thái còn như vậy kiêu ngạo, bất quá trường thái thái không biết nàng là hồ ly tinh, nhiều lắm gọi người đem nàng đánh một chút, hoặc là bóc y phục chụp thị tần phóng tới trên mạng đi, nhưng nàng hảo hảo mà ra một lần danh. Trác cận duật nhàn nhạt nói. Ta quay đầu đi cục trong nhìn xem. Khương Tô nhất thời vui vẻ. Thật vậy chăng? Đừng cao hứng quá sớm. Trác cận duật đem bị Khương Tô ăn xong duy nhất cặp lòng cơm đều điệp đứng lên cấp vào trong bịch xốp. Còn không nhất định có thể tìm được. Khương Tô kẹp một cái bánh trẻo tráng bỏ vào trong miệng, cười mị mắt, chỉ cần trác cận duật thực dụng tâm đi tìm, sẽ không sợ tìm không thấy Trương Thái Thái kia 20 vạn Là vững vàng đương đương vào của nàng túi tiền Lại nói tiếp Nàng thích nhất vẫn là làm Trương Thái Thái sinh ý Trương Thái Thái làm người sản khoái Mở giá cũng không thấp Hoặc còn thoải mái Không có gì nguy hiểm Cũng không cần phí cái gì tinh lực So bắt quỷ trừ tà thoải mái nhiều Khương Tô ăn xong rồi bữa ăn khuya Trác cận dược thu thập mặt bàn Khương Tô đương phủi tay trưởng quầy đương quen cũng không nghĩ tới phải giúp vội cùng nhau thu thập trực tiếp trở về phòng cầm y phục đi phòng tắm tắm rửa tắm rửa xong ngửi ngửi mấy ngày không tẩy tóc do dự từ chối một hồi lâu mới hạ quyết tâm tẩy sạch nàng tóc lại dài lại dày tẩy đứng lên xác thực vất vả thắt lưng đều công đau cuối cùng dùng khăn lông một khỏa, phải đi gõ trác cận dược môn trác cận dược mở cửa khương tô đứng ở thứ năm cửa gian nàng che chở trên đỉnh đầu bao không được tóc khăn lông ngửa đầu nói trác thúc thúc ngươi giúp ta sấy tóc đi, ta bụng đau. Khương Tô tóc phi thường nồng đậm, bình thường nhìn đặc biệt đẹp mắt, theo tiểu tiên nữ dường như, tẩy đứng lên thổi lên đến mới biết được yếu nhân mệnh. Thổi thật lâu, mới thổi cái khô một nửa. Nếu thay đổi không có nhẫn nại, đã sớm đập máy sấy. Các cận ruột khó được có nhẫn nại. Hắn ngồi ở trên sofa, trên đùi thả cái gối ôm, Khương Tô liền nghiêng thân thể bả đầu gối lên gối ông thượng xem tivi, Trác Cận dược cũng không ngẩng đầu lên cho nàng sấy tóc, thỉnh thoảng nghe được Khương Tô cười khanh khách thân thể đều ở chấn động, hắn mới có thể ngẩng đầu vọng trên TV xem một mắt, đại khái là có tuổi sự khác nhau, hắn nhìn không ra đến có cái gì buồn cười. Khương Tô tóc rất hắc, đậm mật, nhưng là xúc cảm lại rất tế mềm, như là tiểu động vật bộ lông, làm cho người ta trong lòng như nhũng ra. Ngón tay theo bên trong sen kẻ mà qua, không có nửa điểm trở ngại cảm, hắn cũng không thấy nàng thế nào quản lý tóc của nàng, có đôi khi rời giường tóc lộn xộn nàng sơ cũng không sơ, nhưng mà nàng tóc phát chất so với rất nhiều tỉ mỉ bảo dưỡng tóc còn muốn hảo, mềm mại tỏa sáng không thắt nút cũng không có gì phân nhánh, phát chất tốt như là dầu gội trong quảng cáo bỏ thêm đặc hiệu hiệu quả. Mặt nàng thực tiểu, đại khái chỉ có hắn bàn tay 2 phần 3 lớn như vậy, làn da như là nấu chín về sau lột xác trứng gà như vậy trắng noãn, mắt to tiểu kiều mũi miệng nhỏ, tinh xảo như là bị tỉ mỉ tạo hình đi ra oa nhi, nhu thuận thời điểm, làm cho người ta nhìn liền kìm lòng không đầu sinh ra vài phần triều mến đến, tay hắn nhẹ nhàng mà theo tóc nàng xen kẻ mà qua, mềm mại tóc như là chậm rãi lưu quá trong lòng hắn. Trác cận ruột tay bỗng nhiên một chút, theo Khương Tô trong tóc trút đi ra, sau đó đóng trúng gió, nói. Tốt lắm, đã làm khô. Khương Tô lại không nhúc nhích, như trước gối lên hắn trên đùi, vui vẻ xem tivi nàng đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, một như chớp như không xem tivi trong tống nghệ tiết mục, bất chợt đi theo bên trong khách quý cùng nhau cười. Trác cận dược bỗng nhiên không đành lòng quấy rầy, đem máy sấy đầu cắm rút, đem tuyến cuốn ở cùng nhau đặt ở một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn tivi. Hắn chuyển đến nơi này hai năm nhiều, khai tivi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng mở ra tivi, hắn cũng không xem, cũng chỉ là nhường nó mở ra, nghe vang này đương sắp tới đại nóng tống nghệ tiết mục trong minh tinh hắn cư nhiên chỉ nhận thức một cái thật lâu trước kia ở trên TV gặp qua năm người chủ trì, những thứ kia tuổi trẻ xinh đẹp gương mặt, hắn chỉ cảm thấy xa lạ. Lần trước cùng người cùng nhau im lặng ngồi ở trên sofa xem TV, trong nhà trừ bỏ hắn thanh âm còn có khác người thanh âm, xa xôi đến trí nhớ đều đã mơ hồ. Tiết mục trong một vị khách quý nói một câu giành được chiếm được toàn trường cười to lời nói, đem Khương Tô cũng đậu được cười khanh khách có thể hắn lại hoàn toàn không hiểu câu nói kia cười điểm ở nơi nào nhưng là nghe được khương tô tiếng cười giống như bị cảm nhiễm dường như hắn cũng nở nụ cười hắn nói chuyện rất buồn cười đúng không khương tô nghe được trác cận duật nở nụ cười sau liền lập tức vội vàng cầu tán thành này tiết mục trong hắn nói chuyện tốt nhất cười ân trác cận duật nhẹ giọng lên tiếng cuối cùng trác cận duật cùng khương tô đem kia đương tống nghệ tiết mục xem xong mới đi tắm rửa ngủ. Hắn giống như đã ngủ phô. Ngày thứ hai, Trác cận dược giữa trưa nghỉ trưa đặc biệt đi yêu quản cục một chuyến. Trác đội. Ninh Hiểu nhìn đến hắn có thể nói thập phần kinh ngạc. Nàng là cái không nghề nghiệp nhân viên, duy nhất một phần công tác chính là yêu quản cục bắt yêu công tác, cho nên nhàn rất, không có việc gì ngay tại cục trong lắc lư. Nhưng là trác cận dược nhưng là cái người bận rộn, ban ngày muốn vội vàng làm người dân phục vụ, bắt phạm tội phần tử, buổi tối như trước là làm người dân phục vụ, ở bọn họ không biết thời điểm bảo hộ bọn họ sinh mệnh an toàn, nạn có đôi khi đều hoài nghi trác cận ruột có phải hay không đều không cần thiết ngủ. Trác cận ruột cực nhỏ đến cục trong, có nhiệm vụ hắn liền trực tiếp xuất nhầm vụ, rất ít ở cục trong hiện thân, khó được đến một lần cục trong, kia cũng là buổi tối, này ban ngày ban mặt đã chạy tới vẫn là lần đầu tiên. Trác cận ruột không nói vô nghĩa, thẳng đến chủ đề cục trong ngươi so với ta thuộc giúp ta cái vội ninh hiểu hôm nay thật sự là cảm thấy kinh ngạc trác cận dược dễ dàng không đến cục trong không dễ gọi người hỗ trợ hôm nay bỗng chốc liền phá hai hồi lệ nàng tò mò hỏi hỗ trợ cái gì trác cận dược đưa qua một trương theo trong di động đóng dấu đi ra ảnh chụp nữ nhân này là con hồ ly tinh người giúp ta tra một chút cục trong có hay không của nàng lập hồ sơ ninh hiểu tiếp nhận ảnh chụp nhìn thoáng qua cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt hỏi nàng phạm tội trác cận dược nói không là có người muốn tìm nàng ninh hiểu trong đầu linh Quang chợt lóe trụ trong nhà ngươi cái kia tiểu nha đầu trác cận dược theo bản năng liền phủ nhận không là nói xong sau trác cận dược sửng sốt một chút bởi vì hắn chính mình cũng không biết chính mình vì sao hội nói dối dừng một chút mới tiếp nói ngươi không cần hỏi nhiều như vậy giúp ta tra ra là có thể nếu quả có lập hồ sơ đem nàng hiện tại ở lại địa chỉ phát cho ta ninh hiểu cười nói trác đại đội trưởng thật vất vả có cầu cho ta ta đương nhiên sẽ cho ngươi làm thỏa đáng bất quá có phải hay không đắc ý tư ý tứ một chút trác cận giuột mặt không đổi sắc nói ta hiện tại thiếu rất nhiều tiền không có tiền mời ngươi ăn cơm Ninh Hiểu cả kinh. Người khiếm người tiền. Không thể nào. Trác Cận Dược ở yêu quản cục tiền lương cũng không thấp, hơn nữa hắn bình thường mặc quần áo dày cũng đều là một hai vạn cao cấp hàng. Ngươi mua phòng. Ninh Hiểu hỏi, hiện tại Bắc Thành phòng ở đã sao đến hơn 10 vạn nhất bình, nếu Trác Cận Dược mua phòng, nàng còn có thể lý giải. Trác Cận Dược nói, chờ ta còn hoàn nợ lại mời ngươi ăn cơm. Trong đội còn có việc đi trước. Ninh hiểu thanh âm theo phía sau truy đi lại. Trác đội, có cái gì khó khăn cùng ta nói a, à, ta trong tay còn có điểm tiền. Ninh hiểu vì tìm này con hồ ly tinh pha mất điểm công phu, nàng không ở yêu quản cục lập hồ sơ, nếu thay đổi người khác nhường nàng tra, tra được nơi này, không tìm được lập hồ sơ, nàng còn chưa tính, nhưng này sự là Trác cận dược xin nhờ, bọn họ nhận thức đã nhiều năm, Trác cận dược liền xin nhờ quá nàng như vậy một sự kiện nàng tự nhiên nhiều lắm hao chút tâm tư. Vì thế lại lấy khác ngành đồng sự, thông qua ở trong này có lập hồ sơ một con hồ ly tinh, tra được kia con hồ ly tinh chỗ ở. Hôm đó buổi chiều Ninh Hiểu liền thu phục, đem địa chỉ phát cho Trác Cận Duật, được Trác Cận Duật một tiếng tạ. So với bị mời ăn một chút còn nhường trong lòng nàng thoải mái. Trác Cận Duật được địa chỉ, không có vội vã phát cho Khương Tô, đứng dậy cầm bình giữ nhiệt đi bên ngoài văn phòng mặt đánh nước ấm, chợt nghe đến chu tiểu ngư ở bên ngoài cử di động sao gào to hô thư nhã ngươi xem ngươi kia thần tượng lê thuật lại có tân bạn gái này mới bao lâu a à, liền cùng viên lê nhi chia tay lại nói chuyện cái tân còn bị cẩu tử chụp đến ở trong xe hôn nồng nhiệt ngươi nói ngươi vui mừng này lê thuật cái gì nha không phải là không có điểm nào dễ coi nhi mà muốn nói đẹp mắt trác đội cũng không so với hắn sai nha vui mừng hắn còn không bằng vui mừng chúng ta trác đội ni. Ngươi vừa mới nói ai? Thình lình một đạo thanh âm ở chu tiểu ngư trên đỉnh đầu vang lên. Liền thư nhã vui mừng kia nam minh tinh, lê thuật. Chu tiểu ngư một bên đáp ứng một bên ngẩng đầu, thấy rõ người, nhất thời liền phát hoảng. Trác, trác đội, ngươi chừng nào thì đi ra. Trác cận ruột uống ngụm trà, vương tay, trong lòng bàn tay hướng thượng, ngoắt ngón tay. Cho ta xem. Thư Nhã nhìn qua, mặt không biết thế nào liền đỏ. Chu Tiểu Ngư cười gượng. Không có gì hay xem, liền những thứ kia minh tinh Skandang. Ta về sau không bao giờ nữa ở đi làm thời gian xem cái này loạn thất bát tao gì đó. Trác Cận Dược không nói chuyện, ngón tay lại câu một chút. Chu Tiểu Ngư chỉ có thể đem di động cung kính đặt ở Trác Cận Dược lòng bàn tay. Trác Cận Dược cầm lấy, nhìn thoáng qua. Ảnh chụp rõ ràng là chụp ảnh nhưng là góc độ lại rất xảo quyệt theo mặt phẳng nghiêng trực tiếp chụp đến xe chính diện chặn phong thủy tinh mặt sau lê thuật nghiêng thân về phía trước hôn ở ngồi ở chỗ kế bên tay lái nữ hài nhi miệng kia nữ hài nhi đội mũ vành nón ép tới rất thấp căn bản thấy không rõ dài được cái gì bộ dáng trác cận ruột đem di động còn cho chu tiểu ngư cái gì cũng chưa nói xoay người trở về văn phòng phanh một tiếng cửa văn phòng đóng lại Chu Tiểu Ngư bị liền phát hoảng, thế nào cảm thấy cửa này quan sao bình thường dùng sức? Không thể nào. Liền vì hắn xem giải trí tin tức sinh lớn như vậy khí. Đều khí té môn. Tác giả có chuyện muốn nói. À, tỉnh 30 cái hồng bao. Vui vẻ. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Chương 43 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khương Tô hơn 4 giờ liền dậy. Nàng ban ngày ngủ thời gian trở nên càng ngày càng ngắn, chứng minh của nàng miệng vết thương rất tốt mau. Nàng nghĩ kiểm tra một chút chính mình miệng vết thương, có thể trát cận dược da trừ bỏ rửa tay bồn thường khảm khối gương ngoại, không còn có khác gương. Khương Tô chỉ có thể đem váy lâu đến ngực đến, sau đó cúi đầu kiểm tra chính mình bụng thương, bên trong nội tạng khí quan đều đã trường toàn, chính là trên bụng ngoại thương còn không có hảo, mà là dài ra một tầng mỏng manh màng, đem nội tạng khí quan cùng không khí cách ly mở ra, vén lên y phục, có thể xuyên thấu qua kia tầng trong suốt lá mỏng nhìn đến bên trong nội tạng, như là bị lột da ếch bụng. Khương Tô nhìn thoáng qua liền đem y phục bỏ xuống đến, nàng vui mừng chính mình hoàng mỹ không sức mẻ, không lớn có thể nhận tự bản thân dạng, không trọn vẹn mỹ. Kiểm tra hoàng miệng vết thương, nàng cho trác cận ruột gọi điện thoại bên kia vang cả buổi mới tiếp đứng lên, thanh âm cũng lạnh lùng nhàn nhạt. Quy. Khương Tô không cảm thấy đi ra, còn ngọt ngào gọi người. Quy, trát thúc thúc, là ta. Ân. Ta đói bụng, ngươi hiện tại giúp ta điểm ngoại bán đi. Ân. Điện thoại cắt đứt. Khương Tô đem di động theo lỗ tai bên cạnh bắt đến, nhìn chầm chầm di động nhìn một lát, cảm thấy có chút không thích hợp, Trác cận dược nói là không nhiều lắm, nhưng là cũng không thiếu đến nhường này đi. Hơn nữa bình thường đều là nàng trước các điện thoại, hôm nay nàng nói đều chưa nói xong đi, Trác cận dược liền treo điện thoại. Trác cận dược treo điện thoại, chính mình cũng sửng sốt một chút, đột nhiên có chút tâm phiền ý loạn. Khương Tô nhìn chầm chầm di động nửa ngày, lại đem điện thoại đánh đi qua. Trác cận dược nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, không nghĩ tiếp. Khi di động lại ở trên bàn liên tục vù 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 chấn không ngừng, nhiễu được hắn không được an bình. Hắn nhìn chầm chầm di động một lát, vẫn là tiếp. Uy! Kia đầu tiểu cô nương ngọt ngào mềm yếu thanh âm vang lên. Trác thúc thúc, ngươi tâm tình không tốt sao? Trác cận dược vi hơi run sợ một chút. Không có. Vậy ngươi thế nào các điện thoại treo nhanh như vậy? Trác cận dược thoáng lấy lại bình tĩnh. Còn có việc sao? Hắn đoán khương tô là muốn hỏi hồ ly tinh địa chỉ sự tình khương tô ngồi ở trên giường cầm điện thoại nghe được trác cận dược câu nói này sau tròng mắt linh hoạt dạo qua một vòng sau đó nói không có a à, ta cho rằng trác thúc thúc ngươi tâm tình không tốt ta có chút lo lắng trác cận dược rõ ràng tâm tình không tốt nàng tại đây loại thời điểm hỏi địa chỉ có vẻ có chút rất chỉ vì cái lợi trước mắt loại này thời điểm đi ôn nhu lộ tuyến ngược lại sẽ có không đồng dạng như vậy hiệu quả trác cận duyệt quả nhiên thật không ngờ. Trầm mặt một lát mới nói. Ta không sao. Nếu như không có việc khác, ta trước treo, ta bên này còn có việc muốn vội. Khương Tô không có dây dưa, phi thường săn sóc nói. Hảo, ta đây ở nhà chờ ngươi, ngươi tan tầm về sau sớm một chút trở về. Nói xong thưởng trước một bước treo điện thoại, đem di động tùy tay hướng bên cạnh một ném, trên mặt hiện lên một cái tiểu đắc ý cười, sau đó liền nhảy xuống giường đi phòng khách xem tivi ngoại hạng bán. Trác cận dược đem di động ngược lại khấu ở trên bàn, bỗng nhiên khởi sướng ngốc đến. 10 giờ rưỡi đêm, trác cận dược mở cửa, như thường ngày giống nhau, trong nhà đèn sáng, tivi đã ở vang, Khương Tô không xem tivi kịch, nhạc trung với xem các loại chân nhân tú tống nghệ tiết mục, cũng không chọn loại hình, tùy tiện điều một cái đài ở phóng tiết mục nàng liền xem, vô luận khi nào thì đều là vô cùng náo nhiệt hắn thay đổi dép lê đi vào. Khương Tô Chính ngồi xếp bằng ông gối ông ngồi ở trên sofa cười tiền phủ hậu ngưỡng, còn không quên bớt chút thời gian cùng hắn chào hỏi. Trác thúc thúc, ngươi đã về rồi. Trác cận duật từ một tiếng, sau đó lập tức đi thứ nằm cầm y phục đi tắm rửa. Tắm rửa xong, mặc xong quần áo, tùy tiện lau một chút tóc, liền theo phòng tắm đi ra ngoài. Chiếu gương thời điểm hắn nói cho chính mình, Khương Tô không để ý bại lộ nguy hiểm muốn đi ra, muốn hòa ai gặp mặt, cùng ai có cái gì thân mật tiếp xúc, kia đều là của nàng tự do. Hắn không có tư cách, cũng không phải hẳn là quản, hắn liền đem địa chỉ cho nàng, còn lại đều cùng hắn không có quan hệ. Trác thúc thúc. Hôm nay này tiết mục đặc biệt buồn cười. Người mau tới đây xem. Khương Tô nhiệt tình vỗ vỗ bên cạnh bản thân địa phương. Trác cận dược không có ở bên người nàng ngồi xuống, mà là ở bên cạnh đơn độc người sofa ngồi xuống, nhìn một lát tivi, lại cái gì đều không xem đi vào, trong đầu đều là hôm nay buổi chiều ở Chu Tiểu Ngư trong di động nhìn đến kia trương ảnh chụp. Hắn đột nhiên một không lưng cầm lấy trên bàn trà điều khiển xoa bóp một chút đem tivi đóng. Tivi chớp mắt hắc bình, thế giới trong nháy mắt yên tĩnh. Khương Tô Thu cười, kinh ngạc nhìn đi lại. Ngươi ngày hôm qua xuất môn. Trác cận dược nhìn nàng, hỏi. Khương Tô trong lòng lập bộp một chút, Đêm qua rõ ràng đều đã lừa gạt đi, thế nào quá một ngày lại bị trác cận dược phát hiện Nàng nghĩ thầm đều quá một ngày, trác cận dược khẳng định là phát hiện cái gì tại hội hỏi như vậy mà không phải vì trá nàng Hiện tại chính là xem của nàng nhận sai thái độ Nàng lập tức đem bàn hai chân bỏ xuống đến, đoàn đoàn chính chính ngồi ổn, sau đó vẽ mặt thành khẩn nhận sai Trác thúc thúc, thực xin lỗi, ta sai rồi nàng vừa nói một bên nhìn trác cận giượt sắc mặt lại nhìn đến hắn chính cầm di động ở hoa làm cái gì có vẻ có chút không chút để ý nàng nói tiếp ngày hôm qua buổi chiều ta tiếp đến trương thái thái điện thoại nói nàng muốn hòa trương lão bản ly hôn trương thái thái là của ta ân nhân ta vừa đến bắc thành trên người một phân tiền đều không có chính là nàng cho ta làm thứ nhất bút sinh ý nàng cố ý đem trương thái thái thân phận nói trọng yếu chút có vẻ nàng này một chuyến thị phi đi không thể được con người của ta, nhất tri ân báo đáp, Trương Thái Thái cùng ta nói, ta liền nghĩa bất dung từ hỗ trợ đi. Trác cận duật ánh mắt như trước nhìn chầm chầm di động, nhàn nhạt hỏi. Sau đó đâu? Sau đó? Khương Tô vẻ mặt vô tội. Sau đó ta sẽ trở lại lạp. Kia trên ảnh chụp người này khẳng định không là ngươi. Trác cận dược mặt không biểu cảm nói câu, sau đó đem di động cử đứng lên, di động màn hình đối diện Khương Tô. Khương Tô theo trên sofa chuyển đi lại, hướng trên di động vừa thấy, nhất thời đầu đại. Ảnh chụp là nàng cùng Lê Thuật ở trong xe khi bị chụp. Này trương ảnh chụp thời cơ cùng góc độ đều tuyển rất xảo quyệt, vừa vặn là Lê Thuật nghiêng thân đi lại thân của nàng thời điểm, Lê Thuật đầu vừa vặn ngăn trở hình ảnh, xem ra giống như là ở cùng nàng hôn môi. Của nàng vành nón kéo thấp, cho nên chỉ lộ ra tiểu nửa gương mặt đến, hoàn toàn nhìn không ra là nàng. Cho nên, Trác cận dược thế nào chỉ biết là nàng đâu. Nàng quyết định trá một lừa hắn, theo dõi hắn hỏi. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy trong ảnh chụp người là ta? Trác cận dược nói. Nếu như ta không nhìn lầm, trên đầu ngươi mang mũ, hẳn là ta. Khương Tô nhất thời vô ngôn mà chống đỡ. Trác cận dược nói. Ta cho ngươi trụ đến nơi này, trừ bỏ ta đối với ngươi có điều ấy nấy cho nên muốn muốn bồi thường ngươi ở ngoài còn có một nguyên nhân là lê thuật dù sao cũng là giới giải trí người nhưng lại là tiêu điểm nhân vật hắn trụ địa phương người nhiều mắc tạp rất dễ dàng bị phát hiện ta đem ngươi tiếp đến chỗ ta nơi này liền là vì giấu người tai mắt hắn ngữ khí có chút lãnh nếu như ngươi như vậy khẩn trương muốn cùng lê thuật ước hội cũng không cần gấp tại đây nhất thời chờ ngươi thương hảo về sau rời khỏi nơi này ngươi muốn thế nào đều có thể khương tô lập tức nói không phải ngươi hiểu lầm trác cận dược lại không tính toán nghe của nàng giải thích trực tiếp đứng lên bước đi khương tô nói không nói rõ ràng làm sao có thể nhường trác cận dược đi trực tiếp đứng lên bổ nhào qua ông lấy trác cận dược thắt lưng ngươi không nghe ta đem nói cho hết lời không được đi trác cận dược thân thể cương một chút lập tức nhíu mày thân thủ dùng một chút lực liền đem tay nàng hất ra quay người lại muốn trách cứ nàng Khương Tô lại không biết xấu hổ không tao trực tiếp đụng tiếng trong lòng hắn, theo chính diện ông lấy hắn, hai tay gắt gao cô trụ hắn thắt lưng. Trác thúc thúc, ngươi trước đừng nóng giận, hãy nghe ta nói rõ ràng được không được. Ngươi trước buông ra ta. Trác cận dục ngữ khí cứng nhắc, thân thể cũng cứng nhắc. Ngươi như vậy giống bộ dáng gì nữa? Khương Tô chịu đựng cười, lại ông chặt hơn nữa, điều chỉnh một chút bộ mặt biểu cảm, sau đó mặt hướng lên trên một ngưỡng đúng lý hợp tình nhìn trác cận dượt ta không tha ai cho ngươi mắng ta một chút đứng lên bước đi trác cận dượt nhíu mày ta khi nào thì mắng ngươi khương tô nói vừa mới a à, mắng người còn không chuẩn người cãi lại nào có như vậy đạo lý trác cận dượt bị khương tô như vậy kề sát cả người đều run lên có cái gì nói ngươi trước buông ra ta lại nói ta không đi khương tô nói ta nói xong lại phóng Trác cận ruột duỗi tay nắm giữ khương tô vai ra ngoài đẩy hắn vừa dùng một chút lực khương tô liền bắt đầu kêu đừng đừng đẩy ta ta bụng đau trác cận ruột sợ làm đau nàng lập tức dở lực thật sự cầm khương tô không có biện pháp nhìn không được nhíu mày khương tô ngươi là cái nữ hài tử khương tô lại tự cố tự giải thích đứng lên ta đáp ứng rồi phải giúp trương thái thái chiếu cố ta nghĩ lê thuật là hồ ly tinh hắn nói không chừng nhận thức nàng trác thúc thúc ngươi bận rộn như vậy ta cũng ngượng ngùng quấy rầy ngươi cho nên phải đi tìm hắn hắn nói không biết sau đó ta lại nhường hắn đưa ta trở lại hồ ly tinh tính bổn dâm ngươi nhìn hắn giao nhiều như vậy bạn gái chỉ biết lạp là, là hắn đột nhiên hôn ta hơn nữa hắn chỉ thân đến mặt ta trác thúc thúc ngươi đừng ghen ma trác cận duật nghe được phía trước còn nghiêm cẩn đang nghe nghe được cuối cùng một câu cũng là điện giật dường như đem Khương Tô cho đẩy ra. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Khương Tô nhất thời thả lỏng, trác cận dược lại phản ứng quá đại, nàng trực tiếp bị đẩy ngã ở trên sofa, nàng thuận thế công đứng dậy, ôi một tiếng. Trác cận dược quả nhiên mắt mưu, vội vàng đi tới. Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ. Khương Tô cúi đầu nổi lên một giây, sau đó vừa nhấc đầu chính là hai mắt nước mắt lưng trồng, đáng thương lại ủy khuất nói, Trác thúc thúc, ta bụng đau. Trác cận duật nhất thời ấy nấy đến chân tay lúng cuốn, trực tiếp ngồi xổm ở trước sofa khẩn trương nhìn nàng. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, đau lợi hại sao? Miệng vết thương có phải hay không nứt ra rồi? Muốn hay không chỉ đau dược? Khương Tô không có đi quá bệnh viện, hắn hỏi đến, Khương Tô đã nói chính nàng làm xử lý, hội chậm rãi hảo lên. Hắn cũng không biết Khương Tô thương đến cùng là dạng tình huống gì, Tuy rằng hắn vừa rồi đẩy ra của nàng thời điểm cũng không có dùng rất lớn khí lực, nhưng là nàng liền như vậy một chút đại, cũng kinh không dậy nổi hắn đại lực một đẩy, hắn chỉ sợ nàng miệng vết thương nước ra rồi. Khương Tô đáng thương ủy khuất trong ánh mắt còn mang theo vài phần đau ý, ngược lại không là hoàn toàn là trang, đau cũng là đau, nhưng còn chưa có đau đến lưu nước mắt nông nổi, ba phần thực bảy phần trang, Khương Tô một bên cho chính mình nhu bụng một bên hừ hừ kêu đau. Trác cận dược không hề biện pháp, thúc thủ vô thố nhìn Khương Tô. Khương Tô thân thủ bắt lấy cổ tay hắn, sau đó mang theo tay hắn đặt ở chính mình trên bụng. Ta tay không khí lực, trác thúc thúc ngươi cho ta xoa xoa. Trác cận dược chính thúc thủ vô sách, Khương Tô như vậy một dẫn đường, hắn chỉ biết muốn làm gì, dè dặt cẩn trọng dáng Khương Tô mềm mại bụng, dè dặt cẩn trọng ấn xoa, sợ nhu đau nàng, một bên nhu một bên khẩn trương coi thần sắc của nàng. Như vậy có đau hay không? khương tô trong lòng nhạc lật thiên trên mặt còn muốn giả bộ một bộ suy yếu đáng thương dạng trác cận dược thật sự là đấu không lại nàng vốn là hắn khởi binh vấn tội trong chớp mắt tình thế liền long trời lỡ đất hiện tại biến thành hắn ngồi ở đàng kia dè dặt cẩn trọng cho khương tô xoa bụng khương tô không nhường hắn nhu bao lâu tuy rằng nhu nàng quái thoải mái nhưng là sợ lòi chuyển biến tốt hãy thu nàng chủ động kêu ngừng tốt lắm trác thúc thúc đã chẳng như vậy đâu. Trác cận duật liền ngừng tay, không nghi ngờ có hắn, có chút lo lắng hỏi. Thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Ngươi như vậy không đi bệnh viện cũng không uống thuốc, không có quan hệ sao? Khương Tô nói. Ngươi đừng lo lắng, miệng vết thương khôi phục rất tốt, chính là thỉnh thoảng có chút đau có chút ngứa. Lúc này không khí vừa vặn, Khương Tô làm bộ như là đột nhiên nhớ tới dường như. Đúng rồi trác thúc thúc, ta kém chút đã quên, kia con hồ ly tinh có hay không ở yêu quản cục lập hồ sơ a à? kỳ thực phía trước đều là chăn đệm đây mới là quan trọng hơn sự trác cận dược nói nàng không có ở yêu quản cục lập hồ sơ nhưng là ta nhờ ninh hiểu giúp ta tra được địa chỉ của nàng hắn dừng một chút giải thích ninh hiểu chính là lần trước ngươi gặp qua theo trên ban công vào cái kia kia thật tốt quá ngày khác ta giáp mặt cảm ơn nàng khương tô nói trác cận dược bất động thanh sắc nói. Không cần. Ta đã tạ quá. Khương Tô nếu đi tạ Ninh Hiểu, hắn giữa trưa phủ nhận sự tình chẳng phải là chiếm được chính thực. Cho nên nói, vung một cái dối liền muốn vung rất nhiều cái dối đến tròn. Hắn giữa trưa cũng không biết thế nào liền ma xui quỷ khiến phủ nhận, ngược lại có vẻ hắn chột dạ. Có thể hắn chột dạ cái gì đâu. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 Chương 44 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khương Tô lấy đến địa chỉ, sáng sớm hôm sau mới phát cho Trương Thái Thái. Về phần Trương Thái Thái chuẩn bị thế nào giải quyết này con hồ ly tinh, vậy không là nàng nên lo lắng sự tình. Trương Thái Thái gửi tiền cũng đến rất nhanh, lo lắng đến mỗi lần sinh ý muốn giao dịch tiền mặt đích xác không là rất phương tiện. Khương Tô riêng nhường Lão Tôn đi làm trương, chủ hộ là Lão Tôn, nhưng là tạp là nàng ở dùng, hiện ở bên trong tiền cũng không nhiều, liền một trăm đến vạn, nàng kiếm nhiều, hoa cũng nhiều. Khương Tô hồi tưởng chính mình giàu có nhất thời điểm, nàng từng đã ở ngàn năm trước trong hoàn thành mua xuống hoàng cung bên cạnh một chỗ có thể so với vương gia phủ tòa nhà, xuất hành đều là bác người nâng đại kiệu, tứ thất xe ngựa, đầu bếp đều là ở trong cung đương quá ngự trù, trong nhà các loại đồ cổ châu báu càng là vô số kể ăn, mặc ở, đi lại đều có người hầu hạ, kia hầu hạ cẩn thận trình độ là hiện tại người khó có thể tưởng tượng. Còn tại trong phủ dưỡng vài cái trai lơ suốt ngày cái gì đều không làm, chính là đậu nàng vui vẻ, vì nàng tranh giành tình nhân. Hiện tại ngẫm lại, kia mới là thần tiên dường như ngày. Sau này thế nào suy tàn tới? Thay đổi triều đại, quân địch giết tiếng hoàn thành. Nàng vốn đã nhìn đến này quốc gia vận số đã hết, nhưng là nàng luyến tiếc kia đầy tòa nhà vàng bạc châu báu cứng rắn ai đến thành phá ngày đó lúc này không trốn cũng phải chạy thoát không trốn mình bị giết vẫn là thứ yếu dù sao nàng cũng giết không chết nhưng là nàng dài được như vậy xinh đẹp nếu như bị những người đó bắt được có thể bị loạn đau chém chết vẫn là nhẹ nàng người này chịu không nổi tội gì càng cũng chịu không nổi khuất nhục kia đầy tòa nhà vàng bạc châu báu đồ cổ trang sức lại luyến tiếc cũng phải bỏ được ẩn giấu vài món quý trọng trang sức dùng bùn khỏa ở cùng nhau, liền giả dạng làm tiểu khất cái đi theo. Cùng nhau trốn ra thành. Chân chính là thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, trên đường đi, quỷ sau người nhiều. Nàng đi rồi rất nhiều địa phương, nơi nơi đều không an ổn, gặp nạn vài lần đều bị nạn hóa hiểm vi di. Sau nàng rõ ràng một đầu chui vào thâm sơn rừng già đợi vài thập niên, đợi đến chiến hỏa triệt để bình ổn mới từ ngọn núi đi ra kỳ thực thâm sơn rừng già cũng rất tốt, nàng chính là ở thâm sơn rừng già lớn lên, thâm sơn yêu quái nhiều. Chính là hiện tại càng ngày càng nhiều yêu quái hướng tới nhân gian hoa hoa thế giới, ngọn núi yêu quái càng ngày càng ít, chân núi yêu quái càng ngày càng nhiều. Nhưng là vẫn là có rất nhiều yêu quái không thích nhân gian, càng vui mừng ổ ở chính mình hang ổ, đợi ở thâm sơn rừng già yêu quái đại đa số tương đối trầm mê tu luyện, liền tính bất thành tiên, cũng tranh thủ có thể sống cái thiên thiên vạn vạn năm đại gia đều bận rộn, nhưng là Khương Tô cũng không biết bọn họ vội được cái gì. Sáng sớm hấp hướng sương, đêm khuya phơi ánh trăng. Không có chuyện gì ngủ lười thấy, thỉnh thoảng chuỗi chuỗi môn, tham gia tham gia yêu quái tụ hội. Có nhàm chán yêu quái sẽ ở trong đêm khuya ẩn vào chân núi nhân loại trong nhà, hù dọa hù dọa nhân loại trong nhà tiểu hài nhi. Có thiện lương yêu quái, cũng sẽ ở nhân loại ở thâm sơn bên trong lạc đường khi vụn trộm chỉ lộ. Ở nàng xem ra buồn tẻ lại nhàm chán dài lâu năm tháng, bọn họ lại thích thú. Khương Tô vẫn là vui mừng nhân gian. Ao ao hỗn loạn lại vô cùng náo nhiệt nhân gian. Khương Tô thu tiền liền ngứa tay, nghĩ mua đồ vật. Nhưng là tối qua thật vất vả mới đem Trác Cận Dược dỗ hảo, nàng cũng không nghĩ lại chọc não hắn. Nàng ở trong này trụ rất thoải mái, Trác Cận Dược dừng nàng ngủ thật sự thoải mái, hắn điểm đồ ăn cũng luôn rất hợp của nàng khẩu vị. Nhàn thời điểm còn có thể trêu chọc trêu chọc hắn, không khỏi thân thể thoải mái, tâm tình cũng thư sướng. Chính là nàng hiện tại ngủ thời gian càng ngày càng ngắn, tỉnh thời gian càng ngày càng dài, phía trước không thể xuất môn, dù sao nàng một ngày tỉnh thời gian chỉ có mấy cái giờ, ăn ăn cơm xem xem tivi liền bay nhanh đi qua, hiện tại nàng thanh tỉnh thời gian trở nên càng ngày càng dài, của nàng tâm cũng liền bay đi ra bên ngoài. Nhưng là không thể bị trác cận dược phát hiện nàng xuất môn bằng không liền cũng bị hắn phát hiện của nàng thương kỳ thực đã tốt không sai biệt lắm, nàng liền không thể danh chính ngôn thuận lại ở chỗ này. Khương Tô nằm ở trên giường phát sầu muốn thế nào tài năng tránh tai mắt của người vụng trộm chuồn ra đi. Nghe được bên ngoài tiếng mở cửa âm. Khương Tô biết là Trác Cận Dược mua bữa sáng đã trở lại, nàng không rời giường, tiếp tục nằm, đợi đến Trác Cận Dược tiếng bước chân đi nhà ăn, lại đi tới, gõ cửa nàng mới làm bộ như bị hắn đánh thức bộ dáng chậm rì rì rời giường. Trác cận duật đã đem tam phân chân giáo mở ra đặt ở Khương Tô ngồi vị trí trước, hắn mấy ngày nay đã đem Khương Tô yêu thích đều thăm dò rồi chứ, bữa sáng nàng yêu nhất là ngô hãm phối sốt cà chua chân giáo, bài danh thứ hai là rót gói canh, còn lại đều không sai biệt lắm. Nàng không làm gì kiên ăn, chỉ cần là thịt nàng đều thích ăn, đặc biệt thích ăn một cửa hàng vịt nướng, nhưng là rau xanh nếu như không là hắn kẹp cho nàng ăn, nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động đi kẹp, thích ăn ngọt, không thương an toàn, nhưng là ê ẩm ngọt ngào nàng lại rất vui mừng. Khương Tô ôm ôm tóc, đi tới ngồi xuống, trác cận duật gia bàn ăn cùng bàn ăn ghế dựa đều là định chế, không nghĩ quá tự bản thân trong hội có khách, cho nên định chế đều là dựa theo đùi hắn dài đến định chế, Khương Tô ngồi trên đi, chân đều là nhẹ nhàng. Vì sao ghế dựa như vậy cao, ta chân đạp không đến không thoải mái. Khương Tô oán giận nói. Ta hôm nay đi cho ngươi mua một trương ải một điểm ghế dựa." Trác Cận Dược ngồi xuống về sau nói, đối với Khương Tô rời giường về sau không rửa mặt mà là ăn cơm trước chuyện này đã thói quen. Khương Tô được tiện nghi còn khoe mã. "Trác thúc thúc ngươi công tác bận rộn như vậy, có phải hay không rất phiền toái ngươi nha. Nếu như ngươi muốn mua lời nói, nhớ được mua mềm một điểm, ghế dựa rất cứng rắn, ngồi lâu mông đau." Nàng ăn nhiều, tự nhiên ăn thời gian cũng muốn lâu một ít. Nàng hai chân nhẹ nhàng lực tất cả đều áp ở trên mông, ngồi lâu đích xác không thoải mái. Trác cận dược nói. Hảo. Đúng rồi. Trác cận dược nói. Ta vừa mới ở dưới lầu phát hiện hai cái giải trí phóng viên, hẳn là ở ngồi thủ ngươi. Ta đã đem bọn họ đuổi đi, nhưng là nếu như ngươi muốn xuất môn, nhớ được cẩn thận một chút. Khương Tô sửng sốt một chút, trong miệng hàm chứa sủi cảo đều đã quên nuốt. Trác thúc thúc ta có thể xuất môn sao nếu như ta không nhường ngươi xuất môn ngươi liền ngoan ngoãn không xuất môn sao trác cận duật hỏi khương tô nói dối không đỏ mặt chém đinh chặt sắt nói đương nhiên ngươi nói không nhường ta xuất môn ta liền không xuất môn trác cận duật liếc nhìn nàng một cái nói hảo kia đường ta chưa nói khương tô nhưng là ta gần nhất giấc ngủ biến thiếu một người đợi ở nhà rất buồn Khương Tô vừa nói một bên mở to một đôi ngập nước mắt to tội nghiệp nhìn Trác Cận Duật. Ta chỉ có hai điểm yêu cầu. Trác Cận Duật nhàn nhạt nói. Thứ nhất, xuất môn muốn chụp mũ cùng khẩu trang, khẩu trang thứ nằm trong hòm thuốc có. Thứ hai, không cần gặp Lê Thuật. Dừng một chút, hắn bổ sung. Còn có Vân Xuyên. Có thể làm được sao? Khương Tô vội vàng cam đoan. Có thể. Đừng chạy quá xa, tùy thân mang di động có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho ta ở trước khi trời tối phải về nhà nói đến về nhà này chữ thời điểm trác cận ruột bỗng nhiên sợ run một chút nhưng là không có biểu hiện ra ngoài chính là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường còn gì nữa không khương tô oán thầm này nơi nào là hai điểm yêu cầu nhưng là trên mặt cũng là vẻ mặt lấy lòng nịnh nọt cười trác thúc thúc ngươi thật tốt ta nhất định nghe ngươi nói không đến chỗ chạy loạn, đúng hạn trở về. Trác cận dược cũng ăn xong bữa sáng, đứng lên nói. Ta đi làm trước. Hắn vừa nói một bên lấy ra bóp tiền, theo trong ví tiền rút ra một xếp nhỏ màu đỏ tiền mặt đặt ở trên bàn, suy nghĩ một chút, cảm thấy Khương Tô như vậy có thể ăn, nói không chừng không đủ, rõ ràng chỉ cho chính mình lưu lại một chút tiền lẻ, còn lại tất cả đều đem ra, nói. Nghĩ mua chút gì ăn liền chính mình mua ăn. Giữa trưa nếu nghỉ trở về ăn cơm trước tiên gọi điện thoại cho ta, ta mang cơm trở về. Khương Tô nhìn kia một xếp nhỏ màu đỏ tiền mặt, không biết vì sao, nàng cho tới bây giờ cũng không thiếu cho nàng tiền tiêu năm nhân, nhưng là trác cận dược cho nàng tiền, nàng lại không hiểu có loại đặc biệt cảm động cảm giác. Đại khái là trác cận dược liên tục cho nàng một loại rất nghèo cảm giác, cho nên mới phá lệ nhường nàng cảm động. Khương Tô vẽ mặt chân thành nhìn trác cận dược nói. Trác thúc thúc. Ngươi đối ta thật tốt. Trác cận dược liếc nhìn nàng một cái. Tính ở ta nợ ngươi trướng thượng. Khương Tô Trác cận dược chân trước mới vừa đi, Khương Tô sau lưng liền vui vẻ chạy tới thay quần áo. Sau đó từ trong tủ quần áo đem trác cận dược mũ lục ra đến đội, lại chạy tới hắn ngủ phòng đem cái hòm thuốc tìm ra, lục ra duy nhất khẩu trang đội. Thông suốt phóng khoáng suốt môn Nàng nhưng là không có chuyện gì muốn làm chính là tiền sủy ở trong túi ngứa, không hoa không thoải mái. Trong thương trường xa xỉ phẩm điếm nhân viên cửa hàng ở khách nhân vào điếm chớp mắt, thói quen nghề nghiệp là trước từ đầu đến chân cấp tóc quét một lần. Khương Tô tuy rằng đội một cái màu đen mũ lưỡi trai, trên mặt còn mang theo khẩu trang, nhìn như là cái nữ sinh viên, nhưng là trên người nàng mặt cũng là từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, mắt sắc nhân viên cửa hàng cũng nhận ra nàng trong tay khóa bao là phẩm bài đương quý tương đối quý khoản giá đại khái ở 20 vạn tả hữu. Xem Khương Tô Lộ ở bên ngoài cặp kia tay, như là xanh lục giống như lại bạch lại nộn, đi ra dạo phố còn mang cái mũ lưỡi trai, hơn nữa khẩu trang hoàn toàn có thể che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt duy nhất lộ ở bên ngoài ánh mắt xinh đẹp đến làm cho người ta kinh diễm. Nhân viên cửa hàng âm thầm đoán có phải hay không cái nào nữ minh tinh, nhưng là ở trong não tìm tòi một vòng cũng không có cùng này ánh mắt đối thượng hào nữ minh tinh, liền tạm thời áp chế này ý tưởng, bắt đầu nghiêm cẩn cho Khương Tô giới thiệu khởi nhà mình tân khoản đến. Này vấy nếu như là người thường mặc lời nói khẳng định hội có vẻ làn da đặc biệt hoàng. Nhưng là ngài làn da như vậy bạch, loại này nhật nhạt nộn nộn hồng nhạt hội sấn ngài màu da đặc biệt đẹp mắt. Hơn nữa hiện tại nhìn trời khí cũng chậm rãi nóng lên, này váy này mùa bên ngoài mặt kiện mỏng manh châm dệt sam đáp một chút, đợi đến trời nóng là có thể đơn mặt. Lúc này cửa tiệm miệng lại đi vào đến một đôi tình lưỡng nhân viên cửa hàng dư quan nhanh chóng hướng bên kia nhìn lướt qua làm này một hàng ánh mắt đều nhọn năm một áo liền quần đều không là cái gì đại phẩm bài một thân cộng lại đều không vượt qua ba ngàn đi theo năm cùng nhau vào nữ hài nhi mặc quần áo vừa thấy chỉ biết là ở đào bảo thượng mua chỉ độ cái kiểu dáng đẹp mắt nhưng không có gì khuynh hướng cảm xúc nhưng là nhân viên cửa hàng nhíu mày lại không là bởi vì này hai người mặc rõ ràng không giống như là có thể tiêu phí được rất tốt này phẩm bài. Mà là này năm phía trước sẽ đến quá nhà này điếm. Đại khái là đại nửa tháng trước kia, cùng mặt khác một nữ hài tử, ở trong này đặc biệt sản khoái mua đi rồi một cái một vạn nhiều váy. Lúc đó các nàng còn mang ra đùa nói người bất kể vẻ ngoài. Kết quả không quá hai ngày, này nằm nhân mượn váy đến lui hàng. Hiện tại cư nhiên lại tới nữa, hơn nữa hắn ông cái kia nữ hài nhi, chẳng phải lần trước cái kia. Nàng vùng trộm cùng bên trong đồng sử dụng cái ánh mắt. Chính vào lúc này, nam nhân ông nữ hài nhi theo Khương Tô sau lưng đi qua. Khương Tô chớp mũi bỗng nhiên giật giật. Tác giả có chuyện muốn nói. Chúng ta bên này sử lộ, một lần nữa đắp dây điện. Hôm nay mất điện đoạn võng. Thật sự là rất lạnh, tay chỉ có thể sủy ở trong túi, ngồi đều ngồi không được, căn bản không có cách nào khác mã tự. Đến buổi tối mới đến điện. Ngày mai còn muốn ngừng một ngày. Quá này hai ngày ta thật sự muốn nỗ lực đổi mới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45 Chương 45 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khương Tô thoáng quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt dừng ở kia cái trên thân nam nhân, thường thường cùng quỷ giao tiếp người, trên người đều sẽ mang theo tử khí. Khi nam nhân theo bên người nàng một quá, nàng liền nghe thấy được kia cái trên thân nam nhân tử khí, mang theo một cổ mục mùi, nhưng là hiện tại xem qua đi, lại phát hiện kia trên thân nam nhân không chỉ có là mang theo tử khí, còn cuốn quýt lấy vài tiêu oán khí. Nhân viên cửa hàng thấy nàng chú mục, cho rằng nàng cảm thấy hứng thú, liền đề thấp thanh âm nói. Này năm trước kia mang theo mặt khác một nữ hài tử đã tới, cho nữ hài tử mua điều váy, không quá vài ngày liền đi qua lui. Hắn chính là cái loại này mang theo nữ hài tử đi lại trang rộng rãi nam, cũng không biết hắn thế nào không biết xấu hổ đem váy muốn trở về lui. Khương Tô không nghĩ xen vào việc của người khác, thu hồi ánh mắt, nhường nhân viên cửa hàng đem nàng đề cử cái kia váy trang đứng lên. Lúc này kia nam nhân vừa vặn quay đầu nhìn đi lại, nhìn đến Khương Tô thời điểm trong ánh mắt nhất thời tránh qua một tia kinh diễm, Khương Tô lại mặt không biểu cảm nhìn hắn một cái. Không tồn tại, nam nhân cảm giác trong lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Nhìn về phía Khương Tô ánh mắt liền dẫn theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Khương Tô lại lười quan tâm hắn, này đối với Khương Tô mà nói chính là một cái tiểu nhạc đệm, vừa quay đầu liền đã quên. Đội trưởng Xuất phát Giữa trưa 12 giờ, Chu Tiểu Ngư đẩy ra trác cận giật cửa văn phòng nhắc nhở nói, hôm nay là thư nhã sinh nhật, Nàng nói hôm nay mời khách ở bên ngoài ăn cơm, trừ bỏ trực ban đồng sự, những người khác đều cùng đi. Trác Cận Dược nhìn thoáng qua biểu, mới phát hiện đã giữa trưa 12 giờ. Cầm lấy di động nhìn thoáng qua, mặt trên không có gì chưa tiếp điện thoại. Ngươi đi trước đi, ta gọi cuộc điện thoại. Trác Cận Dược nói. "Hảo, chúng ta đây ở dưới lầu chờ ngươi a." À? Chu Tiểu Ngư đóng cửa lại sau bỗng nhiên cảm thấy gần nhất trác đội điện thoại giống như có chút nhiều. Trác cận dược điện thoại đánh tới được thời điểm, Khương Tô đang ngồi ở Triệu Vân Xuyên trước kia mang nạn đến ăn qua thịt nướng điếm, Mỹ tư tư ăn thịt nướng. Nghe được tiếng chuông, theo trong bao đem di động lấy ra, nhìn đến trác cận dược tên, sợ tới mức nàng kém chút đem di động rơi vào đang ở thịt nướng sát bàn trong. Nàng lập tức đối triệu vân xuyên cùng đặng thành văn làm cái chớ có lên tiếng động tác. Chờ bọn hắn đều an tĩnh lại nhìn nàng, Nàng mới đem điện thoại tiếp đứng lên Uy Ngươi ăn cơm trưa sao Trác cận dược hỏi Tạ đang ở ăn ni Khương tô một bên trả lời trác cận dược lời nói Ánh mắt tắt nhìn chầm chầm Triệu Vân Xuyên nói Triệu Vân Xuyên cũng nhìn nàng Bớt chút thời gian đem đang ở nướng thịt phiên cái mặt Ngươi một người Trác cận dược thuận miệng hỏi Đúng vậy Khương tô mặt không đỏ khí không thở gấp Thảo, vậy ngươi tiếp ăn đi. Trác cận dược nói. Gặp lại. Khương Tô lập tức cắt đứt điện thoại. Khương Tô điện thoại treo quá nhanh, trác cận dược đều sửng sốt một chút. Sau đó cửa văn phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Đại khái là hôm nay sinh nhật, thư nhã hôm nay trang hóa được phá lệ tỉ mỉ, ăn mặc cũng cùng bình thường tương đối tùy tiện bộ dáng không quá giống nhau, nàng đẩy cửa ra đối trác cận dược nói. Đội trưởng. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Trác Cận Dược cầm di động đứng lên. Đi thôi. Khương Tô, ai điện thoại a, à, như vậy cẩn thận. Đặng Thành Văn cười hỏi. Khương Tô đem di động ném hồi trong bao. Ta thúc thúc. Thúc thúc. Triệu Vân Xuyên đem thịt kẹp tiếng Khương Tô trong mâm, có chút kinh ngạc hỏi một tiếng, sau đó lại giật mình một chút. Ngươi nói là cùng ngươi ở cùng một chỗ vị kia. Khương Tô gật gật đầu nàng biết triệu vân xuyên nói là lão tôn nhưng là nàng hiện tại là cùng trác cận dược ở cùng một chỗ cho nên ở cùng một chỗ vị kia thúc thúc ở nàng nơi này nói đúng là trác cận dược hoàn toàn không tính là nói dối đặng thành văn ở một bên nhi nhìn xem luôn luôn tại ăn khương tô lại nhìn xem luôn luôn tại cho khương tô thịt nướng nướng tốt lắm liền lập tức kẹp đến khương tô trong mâm chính mình đều cố không lên ăn triệu vân xuyên có chút ngầm hiểu hắn nở nụ cười một chút sau đó chế nhạo nói. Vân Xuyên thiếu gia, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, có thể không thấy được ngươi hầu hạ quá ai a, à, đây là như thế nào? Triệu Vân Xuyên kẹp ba công tay run một chút, sau đó mặt không đổi sắc đem nguyên bản kẹp cho Khương Tô ba công bỏ vào hắn trong bát. Thế nào? Trách ta chưa cho ngươi kẹp. Đặng Thành Văn không để ý hắn, mà là đối Khương Tô nói. Khương Tô ngươi là không biết, năm đó Vân Xuyên ở chúng ta ký túc xá ngoài hiệu chính là thiếu gia sai sự chúng ta sai sự quả thực giống là nhà hắn trong người hầu giống nhau bốn năm đại học hắn liền không cho chúng ta đi căng tin đánh quá một lần cơm đều là chúng ta cho hắn đánh đương nhiên triệu vân xuyên làm người phi thường tốt ra tay hào phóng đặc biệt đối bọn họ cái này bằng hữu khi đó trong ký túc xá cho nhau đều không biết đối phương gia đình bối cảnh chính là cảm thấy triệu vân xuyên khí chất cùng bọn họ những người này có chút không giống như vừa thấy chỉ biết là sống an nhàn sung sướng lớn lên sai sử người sai sử đặc biệt tự nhiên ra tay cũng tổng là phi thường rộng rãi sau này tốt nghiệp về sau cùng ký túc xá có cái bằng hữu liên tục cao bất thành thấp không phải tìm không thấy công tác sau này là triệu vân xuyên trực tiếp an bài đi triệu gia công ty đi làm sau bọn họ mới biết được triệu vân xuyên lai lịch lớn như vậy phía trước ở ký túc xá mang ra đùa nói triệu vân xuyên có phải hay không là triệu gia người nhưng là đều cho rằng là mang ra đùa dù sao Triệu Vân Xuyên 4 năm đại học trụ đều là trường học 4 người ký túc xá, cùng bọn họ giống nhau ăn ở nhà ăn, làm việc tác phong luôn luôn phi thường điều thấp. Chính là cảm thấy Triệu Vân Xuyên khả năng gia cảnh tương đối hảo, ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên là vị kia đại danh đỉnh đỉnh một dặm chân có thể nhường bắt thành chấn tam chấn triệu lão gia tử thân tôn tử. Lúc trước có thể làm cho bọn họ tiêu hóa thật lâu, sau này bọn họ hung hăng gõ Triệu Vân Xuyên một chút triệu vân xuyên kẹp khởi vừa khảo tốt hai khối cánh gà đặt ở khương tô trong mâm sau đó đối đặng thành văn nói khi đó ngươi sinh bệnh chẳng lẽ không đúng ta chiếu cố ngươi ăn dược cho ngươi mua cơm sao đặng thành văn lập tức nói oa wow. bốn năm ta cho ngươi mua bao nhiêu lần cơm a à, ngươi liền mua như vậy một lần liền kiêu ngạo triệu vân xuyên vô ngôn mà chống đỡ hắn bốn năm đại học căng tin liền khai giảng đi qua một lần sẽ lại cũng không đi qua bởi vì không thói quen nhiều người như vậy. Hắn từ tiểu gia giáo liền nghiêm, liên tục đều là thực không nói tẩm không nói, dưỡng thành thói quen chính là vui mừng yên tĩnh. Đại học căng tin, các học sinh đều vui mừng vừa ăn cơm bên tán gẫu, người một nhiều liền phi thường ầm ĩ, hắn thật sự thích ứng không xong cái loại này hoàn cảnh, cũng không thích chen chúc tại đám đông trong xếp hàng thời điểm cùng người dựa vào là gần như vậy. Hắn vận khí xác thực đủ hảo gặp được cùng ký túc xá xá hữu đều phi thường tốt. Chẳng những không có xa lánh hắn, ngược lại còn cho hắn đánh 4 năm cơm. Cho nên bọn họ tốt nghiệp sau, hắn mới có thể ở ngầm giúp bọn hắn làm cho bọn họ nhân sinh lộ rất tốt đi một ít. Liên tính là đặng thành văn loại này trong nhà có chính mình công ty, cũng bởi vì Triệu Vân Xuyên nguyên nhân dựa vào thượng triệu gia này khỏa đại thụ, vài năm nay càng chạy càng tốt. Vân Xuyên ở trường học thời điểm, thành tích hảo đến làm người ta giận sôi, chúng ta đều cho rằng hắn về xã hội trở thành tài chính đại ngạc ai biết hắn thay đổi giữa chừng chạy tới vẽ tranh đi đặng thành văn uống lên chút rượu đặng thành vũ tử sau hắn tâm tình liên tục thập phần hậm hực cũng là thật lâu đều không có cùng người nhẹ nhàng như vậy ăn ăn cơm nói chuyện phím hiện tại đặc biệt thả lỏng một thả lỏng nói liền nhiều thật sự là người so với người khí tử người hắn thay đổi giữa chừng chạy tới vẽ tranh còn họa có tiếng đường không giống ta sáng chín chiều năm cẩn trọng đưa vào hoạt động công ty muốn phóng cái giả đều không bỏ xuống được mấy hát mở ra hãy thu không đứng dậy đặng thành văn hảo hảo mà nhớ lại một lần bọn họ cuộc sống đại học kỳ thực trong phòng liền hắn ở động tình nói khương tô cùng triệu vân xuyên một cái vội vàng ăn một cái vội vàng chiếu cố khương tô ăn thỉnh thoảng mới đáp hai câu nói triệu vân xuyên bỏ xuống cái cặp vỗ vỗ còn tại hồi ức qua lại đặng thành văn chú ý một chút trong mâm thịt đừng nướng quá, Khương Tô thích ăn nộn một điểm. Sau đó đối Khương Tô nói, ta đi toilet một chuyến. Khương Tô không rảnh phân tâm, chỉ gật gật đầu. Thư nhã, nhà này điếm cũng không tiện nghi à, ngươi mang đủ tiền thôi. Nếu không chúng ta đổi ra điếm ăn đi. Chu Tiểu Ngư vụng trộm tra xét một chút nhà này điếm đại chúng lời bình sau bị mặt trên người đều giá cho sợ tới mức có chút liếu lưỡi, cố ý nữa mang ra đùa đối thư nhã nói, bọn họ tổng cộng có 5 người, cộng lại phỏng chừng được ăn cái 3-4 nghìn. Này nên đỉnh thượng hắn đại nửa tháng tiền lương, thay đổi hắn, cũng thật không hào phóng như vậy. Yên tâm đi, ta muốn là không chuẩn bị liền sẽ không mang bọn ngươi đi lại. Thư Nhã cười nói, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh có chút không yên lòng trác cận duyệt. Hôm nay vốn nàng là muốn mời bọn họ ăn cơm chiều, thời gian không như vậy đuổi. Ai biết trác cận duyệt nói hắn buổi tối mặt khác có việc, không thể đi. Thư Nhã mới đem thời gian sửa đến giữa trưa. Sau đó liền đem bọn họ đưa nhà này nàng cùng bằng hữu thường đến điếm. Chu Tiểu Ngư đi đến một nửa liền muốn đi toilet, làm cho bọn họ đi trước phòng, sau đó ở người phục vụ chỉ lộ hạ hướng toilet phương hướng chạy vội đi qua. Người phục vụ tiếp tục dẫn bọn hắn đi phòng. Lúc này phía trước hành lang bên cạnh cửa phòng mở, Triệu Vân Xuyên theo bên trong đi ra. Trác cận duật vừa vặn dương mắt xem qua đi, mà triệu vân xuyên cũng đang hảo lơ đãng nhìn qua sau đó đều sửng sốt một chút triệu vân xuyên đáy mắt tránh qua một tia cái gì bất động thanh sắc thân thủ đóng cửa sau đó mới đúng trác cận dược cười nói cận dược cùng đồng sự cùng nhau đi lại ăn cơm trác cận dược cười cười cũng cảm thấy khéo ngươi cũng cùng bằng hữu đi lại đúng vậy triệu vân xuyên nói chính vào lúc này Triệu Vân Xuyên cửa ở sau người mở. Khương Tô theo trong môn đi ra, nhìn đến Triệu Vân Xuyên đổ ở cửa, kỳ quái hỏi. Vân Xuyên ca ca ngươi đổ ở cửa làm gì? Không phải nói đi toilet sao? Nàng vừa nói một bên lơ đảng ra ngoài xem, nhất thời chống lại một đôi quen thuộc lãnh liệt mắt. Trác cận dược. Khương Tô cả người đều run một chút. Thư nhã bọn họ đều chính rất tò mò nhìn đi lại, không đợi bọn họ thấy rõ Khương Tô mặt chỉ nghe đến phanh. Một tiếng. Môn bị dùng sức quan thượng. Vừa mới theo trong phòng đi ra người lại bay nhanh lui trở về phòng, đóng cửa lại. Chỉ để lại Triệu Vân Xuyên một người ở ngoài cửa. Triệu Vân Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía trác cận duật, chỉ thấy sắc mặt của hắn có chút rất nhỏ biến hóa, không cẩn thận nhìn lời nói nhìn không ra đến. Trác cận duật mặt không đổi sắc, quay đầu đối thư nhã bọn họ nói, các ngươi trước đi vào phòng đi, ta cùng bằng hữu tán gẫu vài câu, như thế này liền đi qua. Thư Nhã theo bản năng cảm thấy cùng vừa rồi theo trong môn toát ra đầu đến cái kia nữ hài tử có liên quan, nàng liền chỉ còn kịp vội vàng thoáng nhìn, nhưng cũng có thể cảm giác được là cái xinh đẹp nữ hài nhi. Nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến Chu Tiểu Ngư nói cái kia trác cận duật sau tòa cái kia lễ hợp. Đợi đến nàng phục hồi tinh thần lại, đã cùng đồng sự cùng nhau bị người phục vụ đưa bao xương cũng là khéo. Bọn họ phòng ngay tại Triệu Vân Xuyên bọn họ phòng nghiêng đối diện. Bên ngoài hành lang liền chỉ còn lại có Triệu Vân Xuyên cùng Trác Cận Dược. Trác Cận Dược bất động thanh sắc nói: "Ta vừa mới nhìn đến Khương Tô, lần trước nàng giúp ta một cái vội, ta còn chưa kịp hảo hảo cảm ơn nàng, vừa vặn đi vào cùng nàng đánh cái tiếp đón." "Ngươi không là muốn đi toilet sao? Hãy đi trước đi." Triệu Vân Xuyên nói ta đợi lát nữa lại đi, cùng nhau vào đi thôi. Nói xong liền xoay người mở cửa. Hắn nắm giữ tay nắm cửa uống éo, sau đó hướng bên trong đẩy. Một đẩy, lại không đẩy ra. Hắn sửng sốt một chút. Môn giống như theo bên trong bị người ngăn chặn. Trong phòng đầu Đặng Thành Văn nhìn Khương Tô cắn răng một kiện thống khổ dùng lưng đỉnh môn, không hiểu ra sao hỏi. Khương Tô, ngươi đổ môn làm chi đâu? Khương Tô trong lòng khổ tác giả có chuyện muốn nói. Ha 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 ta yêu nhất tu la tràng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Chương 46 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nếu như trong phòng có cửa sổ, Khương Tô sẽ không chút do dự khiêu cửa sổ chạy về trác cận dược gia thu thập xong hành lý, lại chạy về chính mình gia đi. Nàng đại khái là đầu óc trúc, ở phát hiện trong phòng không có cửa sổ, sau phản ứng đầu tiên là đổ môn không nhường Trác Cận Dược tiến vào, đồng thời trong đầu bay nhanh nghĩ như thế này muốn thế nào ứng phó Trác Cận Dược. Bên ngoài Triệu Vân Xuyên đẩy cửa không khai, nhìn Trác Cận Dược một mắt, sau đó lại gõ cửa một chút môn. "Khương Tô, mở cửa." Khương Tô không lên tiếng trả lời. "Ngươi có phải hay không đắc tội nàng, nàng như vậy trốn tránh ngươi?" Triệu Vân Xuyên hỏi. Trác Cận Dược mặt trầm như nước, Ta đến. Triệu Vân Xuyên không có theo cửa tránh ra, mà lạ nói. Ngươi đi trước ngươi đồng sự bên kia đi, ta đi vào hỏi một chút. Không quan hệ. Trác Cận Duật đi lên phía trước đến. Triệu Vân Xuyên chỉ có thể đem vị trí nhường đi ra. Trác Cận Duật đi tới, cùng Triệu Vân Xuyên nói cùng một câu nói. Khương Tô, mở cửa. Sau đó. Cửa mở. Triệu Vân Xuyên mâu quan hơi hơi tối sầm lại khương tô xuất hiện tại phía sau cửa vẻ mặt nghi hoặc nói vừa rồi không biết vì sao môn đánh không mở sau đó nhìn về phía trác cận dược, vẻ mặt kinh hỉ trác thúc thúc ngươi thế nào đi lại lạp đồng sự sinh nhật vừa vặn đi lại bên này ăn cơm thực khéo không nghĩ tới có thể gặp gỡ ngươi trác cận dược bất động thanh sắc nói cũng là thoại lý hữu thoại khương tô cũng phối hợp nói đúng vậy Thật sự thật khéo, ta một người quá tới nơi này ăn thịt nướng, ai biết vừa vặn gặp được Vân Xuyên ca ca cùng hắn đồng học ở trong này, bọn họ kêu ta cùng nhau ăn, ta liền cùng nhau ăn. Khương Tô cảm thấy chính mình thật sự là oan uổng. Trác Cận dượt nhường nàng đừng gặp Triệu Vân Xuyên, nàng thật sự là không gặp. Ai biết nàng nghĩ lần trước Triệu Vân Xuyên mang nàng ăn thịt nướng điếm tốt lắm ăn, nàng liền chính mình một người đánh xe đi lại bên này ăn thịt nướng. Khi quản lý vừa khéo gặp qua nàng cùng Triệu Vân Xuyên cùng nhau đã tới, thấy nàng, cho rằng nàng cùng Triệu Vân Xuyên là cùng nhau, trực tiếp liền đem nàng đưa Triệu Vân Xuyên cùng đặng thành văn phòng. Đã gặp đều gặp được, Triệu Vân Xuyên cùng đặng thành văn lại nhiệt tình tướng yêu, kia nàng cũng liền thuận thế ngồi xuống cùng nhau ăn. Ai biết nàng như vậy điểm lưng. Triệu Vân Xuyên bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, ngắt lời nói. Cận dược, giới thiệu một chút, đây là ta đồng học. Thành Văn, đây là ta bằng hữu, trác cận duật. Đặng Thành Văn lơ mơ một chút, chạy nhanh ở khăn giấy thường xoa xoa chính mình trên ngón tay du, sau đó thân thủ nói. Hành ngộ. Trác cận duật thân thủ cùng hắn nắm một chút tay. Hành ngộ. Sau đó nói. Ta chính là đi lại đánh cái tiếp đón, ta bên kia đồng sự còn tại chờ ta, liền không quấy rầy. Các ngươi chậm dùng. Trác cận duật nói xong, ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua khương tô sau đó đối triệu vân xuyên khẽ gật đầu liền xoay người đi ra ngoài vừa khéo nhìn đến chu tiểu ngư chính đi tới hắn thân thủ đến trước cửa ánh mắt hướng trong phòng nhẹ nhàng một mắt sau đó hôn một tiếng chu tiểu ngư khương tô ở trong phòng nghe được trác cận ruột kêu chu tiểu ngư tên lập tức nhớ tới chu tiểu ngư còn không biết chính mình còn sống sự tình trác cận ruột kêu kia một tiếng hẳn là ở cho nàng nhắc nhở chu tiểu ngư đã ở chu tiểu ngư đi tới nói đội trưởng ngươi ra tới làm gì a à? trác cận dược nói không có việc gì gặp được cái bằng hữu đi thôi chúng ta địa phương không ở chỗ này hắn nói xong tiến lên ông lấy chu tiểu ngư vai đi về phía trước mang cách này trong bị trác cận dược như vậy ông lấy vai chu tiểu ngư rất có điểm thụ sủng nhược kinh Nầm nấp lo sợ theo trác cận dược cùng nhau vào thư nhã đính phòng ai vân xuyên khương tô các ngươi không là muốn đi đi toilet sao? Còn không đi. Đặng Thành Văn kỳ quái nói. Khương Tô nói. Ta ăn no, đi về trước. Đặng Thành Văn nói. Không là, ngươi điểm nhiều như vậy đồ vật đều còn chưa có ăn ni, thế nào bước đi? Trên bàn còn bày đầy còn chưa kịp nướng các loại thịt loại, đều là Khương Tô chính mình điểm, này còn chưa có ăn một nửa ni, thế nào liền nói đi là đi. Triệu Vân Xuyên cũng nhìn Khương Tô. Khương Tô nói. Ta ăn no, không muốn ăn. Nàng được sớm một chút đi, vạn nhất theo Chu Tiểu Ngư đánh lên, nơi này nhiều người như vậy, nói đều nói không rõ ràng. Triệu Vân Xuyên nói. Ta đưa ngươi. Sau đó phải đi trên sofa cầm áo khoác. Khương Tô vội vàng ngăn cản. Không cần, ta chính mình đánh xe trở về, các ngươi tiếp tục ăn đi. Nếu nhường Triệu Vân Xuyên đưa nàng trở về, chẳng phải là liền bọc quan nàng cùng trác cận dược ở cùng một chỗ chuyện. Nàng đem mũ khẩu trang đội, sách thường chính mình bao lớn bao nhỏ, nói. kia ta đi trước, các ngươi từ từ ăn. kia ngày khác chúng ta có thời gian lại cùng nhau ăn cơm. Đặng Thành Văn vội vàng đứng lên nói. Khương Tô sản khoái đáp ứng rồi. Ta đưa ngươi đi xuống đánh xe. Triệu Vân Xuyên tiến lên đây cầm quá Khương Tô trong tay bao lớn bao nhỏ, Đặng Thành Văn cười hề hề nói. Ta đây liền không tiễn lạp. Khương Tô hướng hắn khoát tay. Sau đó liền cùng Triệu Vân Xuyên đi ra ngoài. Khương Tô đánh tới xe, Triệu Vân Xuyên đem của nàng bao lớn bao nhỏ bỏ vào sau toa xe, sau đó nói. Về nhà điện thoại cho ta. Khương Tô ngồi ở trên xe hướng hắn vẫy vẫy tay. Vân Xuyên ca ca gặp lại. Triệu Vân Xuyên cũng hướng nàng vẫy vẫy tay, cười cười. Gặp lại xe chạy đi rồi triệu vân xuyên không có trước tiên hồi bao sương mà là nhìn theo xe taxi rời khỏi sau đó đứng ở ven đường điểm một chi yên hút một khẩu quay đầu nhìn lầu hai một mắt sẽ đem yên chậm rãi phun ra lúc này đang ở cùng đồng sự ở cùng nhau trác cận dược, cảm giác trong túi di động chấn động một chút hắn cầm lấy nhìn thoáng qua là khương tô phát tới được tin nhắn trác thúc thúc ta đi trước lạp hắn nhìn thoáng qua không có hồi âm tức thu hồi túi tiền. Không quá 10 giây, di động lại chấn một chút. Hắn vốn không nghĩ để ý, tay lại khống chế không được đem di động đem ra. Trác thúc thúc, ta vừa rồi chưa ăn no, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi ăn cơm a? À? Đội trưởng, ngươi sẽ không thật sự yêu đương thôi. Gần nhất cảm giác điện thoại tin nhắn biến nhiều nga. Nhìn đến Trác Cận dược liên tiếp cầm lấy di động, một cái nam cảnh sát mang ra đùa nói. Chu Tiểu Ngư chột dạ rụt lui cổ. Đều là hắn ngày đó nhìn đến trác cận duật trên ghế sau có cái lễ hộp, không nhìn xuống, cùng trong đội vài cái đồng sự nói, kết quả đều ở đoán trác cận duật có phải hay không yêu đương. Không có. Trác cận duật đem di động thu hồi đến, sau đó một bên đứng dậy một bên đối thư nhã nói. Thư nhã, ngượng ngùng, ta lâm thời có việc, phải đi trước. Ngươi quà sinh nhật ta ngày mai bổ thượng đồng sự nhóm lập tức phát ra một trận ai kêu. Thư Nhã đi theo đứng lên. Là trong đội có việc sao? Không là, tư nhân chuyện. Trác cận dục mặt không đổi sắc nói xong, đối khác đồng sự nói. Các ngươi từ từ ăn. Sau đó liền đối Thư Nhã nói. Kia ta đi trước. Thư Nhã trong lòng không vừa ý, nhưng là không có cách nào. Chờ Trác Cận Dược đi rồi, Thư Nhã rõ ràng cảm xúc đều thấp mới hạ xuống khác đồng sự đều cảm giác được, yên lặng trao đổi vài cái ánh mắt. Thư Nhã hôm nay trang điểm như vậy xinh đẹp, rõ ràng liền là vì trác đội, bằng không cũng sẽ không thể bởi vì trác đội buổi tối không rảnh liền lập tức sửa đến giữa trưa ăn cơm. Thư Nhã vui mừng trác đội, trong đội phỏng chừng chỉ có trác đội không biết. Nhưng là trác đội có thích hay không Thư Nhã, này thật khó mà nói, dù sao bình thường trác đội ở trong đội, giống như liền không đem Thư Nhã trở thành nữ nhân xem qua, cùng khác đồng sự đều là giống nhau. Nói thực ra, thư nhã dài được xinh đẹp, trác đội vừa cao lớn vừa đẹp trai, đồng sự nhóm cũng không phải không đem hai người thấu quá đối, nhưng là trác cận dược mỗi lần đều phản ứng rất lạnh nhạt, vài lần về sau, đồng sự nhóm cũng liền không dậy nổi dỗ. Trác cận dược đi thời điểm, đi quầy thu ngân đem hai cái phòng đơn độc đều mua, xuống lầu thời điểm vừa vặn gặp được hút thuốc xong trở về Triệu Vân Xuyên. Sớm như vậy bước đi triệu vân xuyên có chút kinh ngạc trác cận dược nói ân lâm thời có việc triệu vân xuyên cười cười ngày khác chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thật lâu đều không tụ hảo kia ta đi trước trác cận dược nói sau đó hai người mỗi người đi một ngã một cái hướng lên trên đi một cái đi xuống dưới triệu vân xuyên đi đến cửa thang lầu đột nhiên như là nghĩ tới cái gì quay đầu nhìn thoáng qua Khẽ nhíu mày, lại cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng bao sương đi đến. Trác cận dược theo trong tiệm đi ra, lên xe, không có hồi âm tức, mà là trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Khương Tô tiếp rất nhanh, thanh âm trước sau như một ngọt mềm. Uy, Trác thúc thúc. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta còn ở trên xe ni, còn không biết đi chỗ nào, Trác thúc thúc ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Khương Tô nhiệt tình mời đến cho tới bây giờ không biết dè dặt là cái gì ta phát địa chỉ cho ngươi ngươi nhường tài xế đi chỗ đó nhi trác cận dược nói khương tô ứng sau đó cắt đứt điện thoại không quá một phút đồng hồ trác cận dược liền đem địa chỉ phát ra đi lại khương tô báo cho tài xế trác cận dược báo địa chỉ là một nhà cơm trung sảnh có một khối nho nhỏ trên bảng hiệu viết trăm năm lão điếm trác cận dược đã đính tốt lắm phòng Khương Tô đến về sau báo phòng hào, người phục vụ liền đem nàng mang đi lầu hai phòng. Khương Tô ở trong phòng đợi không đến 5 phút đồng hồ, trác cận dược liền đến. Cửa vừa mở ra. Khương Tô ngồi ở bên trong, hướng hắn sáng lạng cười. Trác thúc thúc, ngươi tới lạp. Thật sự là nàng như vậy cười. Trác cận dược liền tính là có nghĩ rằng đối nàng phát giận đều phát không đi ra. Huống chi hắn vốn liền không nghĩ đối nàng phát giận hắn đi qua hỏi gọi món ăn sao điểm lạp khương tô nói sau đó nghiêng người đem bên cạnh chuẩn bị tốt cái hộp nhỏ đưa qua trác thúc thúc cho cái gì trác cận dược theo bản năng tiếp nhận khương tô cười tủm tỉm cho ngươi mua trác cận dược thần sắc hơi hơi vừa động sau đó mở ra hòm bên trong là một chi nam sĩ đồng hồ khương tô ở thương trường dạo thời điểm trong lúc vô tình nhìn đến cảm thấy kiểu dáng đẹp mắt liền mua chuẩn bị đưa cho trác cận dược chính cái gọi là ăn thịt người nhu nhược bắt người chùng tay về sau muốn hắn hỗ trợ hắn khẳng định cũng ngượng ngùng không giúp này biểu ở quý giới trong ngoài đầu không tính quý 20 đến vạn khương tô ngược lại không là luyến tiếc cho trác cận dược mua càng quý sợ trác cận dược ngại quý không thu hơn nữa nàng vui mừng này biểu kiểu dáng điệu thấp có nội hàm trác cận dược hiện tại mang biểu là tùy tiện mua cũng liền hai ba nghìn với hắn mà nói mấy thứ này đều không trọng yếu đồng hồ chỉ cần thời gian chuẩn là có thể nhưng là này khoảng biểu hắn vừa thấy chỉ biết không tiện nghi vô công không chịu lộc trác cận dược đem hòm đặt ở trên bàn lại đẩy trở về cầm lui đi ta ở ven đường thượng tùy tiện mua chính là cảm thấy đẹp mắt riêng mua đến tặng cho ngươi Khương Tô nói. Người kia chỉ biểu không là gương hỏng rồi sao? Không cần. Cảm ơn. Trác cận dục nhàn nhạt nói. Trên tay hắn kia chi biểu ở chấp hành yêu quản cục nhiệm vụ thời điểm đụng đến trên tường biểu kính đức, bởi vì cũng không ảnh hưởng nhìn thời gian, hắn liên tục không đi đổi. Khương Tô tâm tư vừa chuyển, nói. Được rồi. Lui ta là không lùi, đã ngươi không cần, ta đầy đưa cho Vân Xuyên ca ca tốt lắm nàng vừa nói một bên thân thủ đi lấy trác cận dược tay so nàng nhanh hơn một vật không tiễn nhị chủ trác cận dược bắt tay biểu cầm lại lạnh nhạt nói khương tô cười tủng tỉm trác cận dược tiếp nói biểu tiền ghi tạc nợ thượng khương tô tiếp tục cười tủng tỉm mặc kệ thế nào chỉ cần trác cận dược thu kia là đến nơi cắn người miệng mềm bắt người chùng tay đồ vật một cầm về sau muốn ném thanh cũng không dễ dàng như vậy ngày thứ hai à đổi biểu trình nham mắt sắc nhìn đến trác cận dược trên tay biểu cuối cùng bỏ được đem ngươi kia phá biểu thay đổi trác cận dược nhàn nhạt bằng hữu đưa trình nham bát quái bạn gái trác cận dược trong mắt hốt dẫn theo chút ý cười tiểu bằng hữu trình nham tiếp tục bát quái nghe nói ngày hôm qua ngươi ở bữa ăn thượng phóng thư nhã bồ câu. Trác cận dược lại khôi phục lãnh đạm thần sắc, nói. Lâm thời có việc. Trình Nham nói. Chuyện gì như vậy trọng yếu? Nghe nói người cuối cùng bánh ngọt đều không tâm tình ăn. Sẽ không là bị bạn gái kêu đi rồi đi. Trác cận dược. Tiểu bằng hữu. Trình Nham hỏng mất. Này tiểu bằng hữu đến cùng ai a? À? Chắc cận dược dương mắt liếc hắn một cái, nhàn nhạt. Người không biết. Tác giả có chuyện muốn nói. Xin lỗi. Hôm nay ta nhị di sinh nhật. Vốn ta không tính toán đi, nhưng tỷ tỷ liên tục muốn ta đi nói tiểu ngoại sinh nữ nghĩ ta. Phải đi cho nhị di quá sinh. Ngày mai bảo cái sáu ngàn. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47 chương 47 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khương Tô vì chính mình mỗi lần đều có thể ở trác cận dược trước mặt ứng phó xong mà đối chính mình thủ đoạn nhỏ rất có chút đắc ý. Hoàn toàn không biết, kia cùng thủ đoạn của nàng không quan hệ, thuần túy là trác cận dược nguyện ý nhường nàng ứng phó xong. Nàng buổi tối tiếp đến Triệu Vân Xuyên điện thoại. Uy, Khương Tô, ăn cơm sao? Triệu Vân Xuyên trước lễ phép tính hỏi, còn không có ni. Khương Tô nói, bởi vì Trác Cận Duật buổi chiều gửi thư tín tức nói hắn hôm nay sớm đi trở về, cho nên nàng đang đợi hắn trở về. Triệu Vân Xuyên liền ước nàng đi ra ăn cơm. Khương Tô tự nhiên cự tuyệt. Triệu Vân Xuyên nói chờ nàng có rảnh muốn mời nàng đi hắn phòng vẽ tranh tham quan. Khương Tô đối cái này nghệ thuật gì đó hoàn toàn không dám thưởng năng lực, cũng không thưởng thức ánh mắt, càng yêu sống phóng túng, đối xem họa loại sự tình này không hề hứng thú nhưng là nghe ra Triệu Vân Xuyên ngữ khí chờ đợi. Triệu Vân Xuyên luôn luôn đối nàng không tệ, nàng không nghĩ quét hắn hưng, đáp đáp ứng đến, chính là không định cụ thể ngay. Triệu Vân Xuyên lại ở trong điện thoại cười nói hôm nay giữa trưa nàng đi rồi về sau, Đặng Thành Văn vì không lãng phí nàng điểm kia rất nhiều chưa ăn hoàn nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng chống đỡ lộ đều đi bất động. Ăn xong rồi, lại ở trong ghế lô ngồi nửa giờ mới đi. Đem Khương Tô Đậu được cười khanh khách, nàng nhưng là rất thích Đặng Thành Văn, làm người sảng khoái, nói chuyện cũng có hứng thú. Trác Cận dược trở về thời điểm, liền nhìn đến tivi thanh âm bị điều thật nhỏ, Khương Tô ngồi ở trên sofa cầm di động tiếng cười thanh thúy, nhìn đến hắn về sau đối hắn so cái chớ có lên tiếng động tác, sau đó một bên tiếp tục cùng đầu kia điện thoại người ta nói nói một bên theo trên sofa nhảy xuống, chạy tới phòng đóng cửa lại. Đóng cửa trước Trác Cận dược mơ hồ nghe được Khương Tô nói một câu vân xuyên ca ca hắn trước đem đóng gói trở về đồ ăn đặt ở trên bàn cơm, sau đó đem Khương Tô thường ngồi ghế dựa chuyển đi, đi cửa đem sau khi tan tầm đặc biệt đi ra cụ thị trường mua ghế dự chuyển đi lại bày biện ở tại Khương Tô thường ngồi trên vị trí. Bà Kha lục ghế dựa, nhan sắc rất tươi mát, nhìn rất thoải mái, độ cao có thể điều tiết, đệm rất mềm. Cùng nhà ăn chỉnh thể sắc lạnh điều trang hoàng phong cách kỳ dị dung hợp ở cùng nhau, cũng không có vẻ đặc biệt đột ngột. Khương Tô nói chuyện điện thoại xong đi lại nhà ăn liền nhìn đến này trương ghế dựa, nhất thời vui vẻ chạy tới ngồi xuống, dùng mông cảm thụ vài cái, vui vẻ nói. Hảo mềm nga nhan sắc cũng tốt xem. Cảm ơn Trác Thúc Thúc. Trác Cận Duật đã đem đồ ăn đều bày ra đến, ở Khương Tô đối diện ngồi xuống, bài khai liền ở cùng nhau duy nhất chiếc đũa sau tùy tay đưa cho Khương Tô, sau đó nhàn nhạt hỏi. Vừa mới là Vân Xuyên điện thoại. Khương Tô tiếp nhận chiếc đũa, Cảm thấy không có gì là không thể nói, liền chi tiết nói. ừ, hắn nhường ta có rảnh đi hắn phòng vẽ tranh tham quan. Trác cận dược lại cho chính mình mở ra một đôi chiếc đũa, hỏi. Ngươi đi sao? Khương Tô lập tức nói. Trác thúc thúc ngươi yên tâm, hôm nay cùng hắn gặp mặt thuần do ngoại ý muốn, ta thời gian này đều sẽ không cùng Vân Xuyên ca ca gặp mặt. Trác cận dược nhìn nạn trong ánh mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc như là chính là thuần túy ở tham thảo một vấn đề. Ngươi gọi hắn ca ca, lại kêu ta thúc thúc, là cái gì đạo lý? Ta đây cũng kêu ca ca ngươi. Khương Tô phản ứng rất nhanh, nhìn Trác Cận Dược, ánh mắt Trác Nha Trác, ngọt ngào kêu. Cận Dược ca ca, Trác Cận Dược. Ngươi vẫn là kêu ta thúc thúc đi. Ngươi về sau còn chuẩn bị tiếp tục làm này một hàng. Trác Cận Dược ăn trước hoàng, không có trước trời khỏi bàn ăn mà là đợi đến khương tô cũng ăn xong mới mở miệng hỏi không làm này ta có thể làm cái gì khương tô nói trác cận dược nói theo ta được biết ngươi hiện tại kiếm tiền cần phải cũng đủ ngươi hoa cả đời ngươi này đi tuy rằng đến tiền mau nhưng là đồng dạng cũng rất nguy hiểm vì sao ngươi không cầm ngươi hiện tại kiếm tiền an phận sinh hoạt trác cận dược nghe nói này một hàng có rất nhiều cấm kỵ mặc dù không nói những thứ kia cấm kỵ nạn ban nhân Tự nhiên hội ngăn trở một ít người lộ, sẽ có cừu gia, lúc này đây nàng đại nạn không chết, kia lần sau, hạ lần sau đâu?" Khương Tô ẩn ẩn nói. "Ta kiếm nhiều, hoa cũng nhiều, lại nói có ai hội ngại chính mình tiền nhiều sao? Hơn nữa ngươi cũng không biết ta có thể sống bao lâu a." À? Của nàng cả đời là nhân loại bình thường tưởng tượng không đến độ dài. Kiếm lại nhiều tiền cũng không có khả năng đủ nàng hoa cả đời. Hơn nữa này thế đạo hay thay đổi nàng tồn lại nhiều tiền, nói không chừng có một ngày liền đều hóa thành hư ảo, cho nên nàng kiếm được tiền, luôn tận hưởng lạc thú trước mắt. Sống đủ lâu, Khương Tô liền tham phá một cái đạo lý, tiền này đồ vật, chỉ có hoa đi ra mới là của chính mình. Ngươi không sợ sao, trác cận ruột hỏi. Tử sao? Khương Tô nói. Tử là trên cái này thế giới ta không sợ nhất gì đó. Ta chỉ sợ đau không tồn tại trên người nàng gì đó nàng thế nào sinh ra sợ hãi. Cho nên nàng sẽ không bởi vì lo lắng chính mình thân phận bại lộ liền dè dặt cẩn trọng sống tạm, chỉ cần bất tử, tùy nàng thế nào ép buộc. Những thứ kia muốn hại nàng giết của nàng người, cuối cùng đều đấu không lại nàng. Nàng liền tính là ngao cũng có thể đem những người đó ngao tử. Chỉ cần bất tử, liền không có gì đáng sợ. Đương nhiên, đau vẫn là đỉnh đáng sợ. Nàng thân kiều thịt nộn, chịu không nổi một điểm tội. Nàng tính toán chi ly, lòng trả thù trọng, cho nên năm đó cái kia bởi vì nghĩ muốn được đến nàng trường sinh bất lão bí mật, đem nàng bắt lại ngược đãi nàng, nhưng nàng bị rất nhiều tội luyện đan sư mặc dù cuối cùng đã yêu thượng nàng, thậm chí nguyện ý vì nàng buông tha cho trường sinh bất lão suốt đời theo đuổi, nàng vẫn là vô pháp tha thứ hắn, ở được đến cơ hội sau, không chút do dự giết chết hắn nàng còn nhớ mang máng cái kia luyện đan sư ở trước khi chết như vậy không dám tin ánh mắt nàng không sẽ tha thứ gì thương hại của nàng người mặc dù cuối cùng hắn yêu thượng nàng không có nhường hắn mất hồn mất vía đã là nàng đối hắn cuối cùng một điểm thương hại trác cận dược nhìn khương tô nàng không biết nghĩ tới cái gì ánh mắt bỗng nhiên trở nên dị thường lạnh như băng trác cận dược đánh gãy khương tô cho nên ngươi vẫn là hội tiếp tục làm này một hàng. Khương Tô phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hơi hoảng, nghe rõ Trác Cận Duật lời nói sau gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Trác Cận Duật nhàn nhạt hỏi. Ta đây nơi này có cọc sinh ý, ngươi tiếp không tiếp. Khương Tô vẻ mặt khó xử nhìn hắn. Vừa muốn nhớ trướng. Thân huynh đệ minh tính sổ, nàng có thể cho Trác Cận Duật mua 20 vạn đồng hồ ánh mắt đều không trác. Nhưng là làm buôn bán, muốn một mã về một mã, không thu tiền, nàng liền cạn sạch sức lực. Trác cận dược nói. Ta trước cùng ngươi nói một chút này cọc sinh ý, sau đó ngươi khai cái giới, nếu như ta ra khởi, chúng ta bàn lại. Khương tô này mới nhẹ một hơi. Được rồi. Nàng chỉ sợ trác cận dược cùng nàng đánh cảm tình bài, lại nhường nàng miễn phí làm việc. Trác cận dược nói. Ta muốn cho ngươi tra một người sinh tử cần bao nhiêu. Khương Tô nhìn Trác Cận Dược, nội tâm thập phần dày vò. Nàng lấy tiền đều không có cố định tiêu chuẩn, chủ yếu là quyết định bởi cho lúc đó nàng có bao nhiêu nghèo, còn có chính là đối phương có bao nhiêu phú. Nếu Triệu Vân Xuyên, nàng khả năng hội thu cái 10 vạn. Dù sao Triệu Vân Xuyên có tiền rất, nghe nói hắn một bức họa có thể bán mấy trăm vạn, càng đừng nói Triệu gia gia đại nghiệp đại nhưng là trác cận ruột còn khiếm nàng 95 vạn ni, nhìn cũng không giống như là có tiền còn bộ dáng. Nàng do dự một lát, nhìn trác cận ruột chần chờ nói. Ngủ. Tam. Một vạn. Không đợi trác cận ruột tỏ thái độ, nàng liền chính mình trước lại hàng một lần giới. Năm ngàn. Thấp nhất giới. Dừng một chút, nàng hỏi. Năm ngàn ngươi luôn có đi. Trác cận ruột nở nụ cười ta cho ngươi một vạn. Ngươi cần muốn cái gì? Ta chuẩn bị. Khương Tô thở ra. Tên cùng với sinh ra năm tháng ngày, nếu như có thể chính xác đến sinh ra thời gian vậy rất tốt. Còn có ta thùng. Trác cận ruột hỏi. Nếu như ta còn tưởng tra nàng hiện tại ở địa phương nào đâu? Khương Tô nói. Khi nhưng là mặt khác sinh ý. Trác cận ruột gật đầu. Ngươi cứ việc tra giá, hai vạn. Thành giao. Đàm thỏa giá, Khương Tô lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp chính là trác cận dục chuyện. Không chậm trễ thời gian, hắn trực tiếp lái xe đi lão tôn bên kia cầm Khương Tô thùng. Lão tôn hỏi hỏi Khương Tô hiện trạng. Trác cận dục chỉ nói hết thảy đều hảo. Lão tôn liền đem Khương Tô thùng chuẩn bị tốt. Trác cận dược phải đi thời điểm, lão tôn gọi lại hắn. Khương Tô nàng tính tình không tốt, có thể nhường thời điểm ngươi liền nhiều nhường nàng điểm. Trác Cận Duật nói. Nàng tốt lắm. Lão Tôn sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười cười nói. Kia rất tốt, kia Khương Tô liền nhờ ngươi nhiều chiếu cố. Trác Cận ruột gật gật đầu. Ngài yên tâm. Chính mình khá bảo trọng. Trác Cận ruột cáo từ sau bước đi. Về nhà sau đêm Khương Tô Thùng còn có Trương Văn Liên sinh ra năm tháng ngày đều cùng nhau giao cho Khương Tô. Trương Văn Liên sinh ra thời gian cụ thể thời gian mẹ nàng đã không rõ ràng, chỉ biết là lạ ở buổi tối sinh ra. Khương Tô lập tức khởi công. Nàng tác pháp thời điểm cũng không kiên kỵ có người ở tràng. Trác cận dược chỉ thấy nàng đem Trương Văn Liên tên, sinh ra thời gian chuyển biến thành ngày sinh tháng để dùng chu sa viết ở tại một trương hoàng phù mặt trái, lại theo trong rương xuất ra hai mặt bàn tay lớn nhỏ gương, chính là ven đường hai nguyên trong tiệm bán cái loại này plastic tròn khung tiểu gương, mặt trái còn có một tầng plastic giấy, mặt trên ấn phi thường lão thổ hai mươi mấy năm trước minh tinh họa báo, vẫn là bóng chồng. Nàng dùng chu sa ở hai mặt gương kính trên mặt các viết một chữ. Phân biệt là, sinh, tử. Đỏ đậm chu sa, lộ ra một tia huyết tinh. Kính mặt hướng thượng phóng, các trí một bên. Khương Tô lại xuất ra phía trước hắn gặp qua tiểu đỉnh đặt ở hai mặt gương chính giữa. Xuất ra một chi hương, châm, cắm vào tiểu đỉnh trong. Khương Tô đâu vào đấy làm này hết thảy, trác cận duột một bên bàn quan, cũng không nhiều nói, nhưng nàng thập phần vừa lòng, nàng chán ghét nhất ở nàng làm việc thời điểm bên cạnh có người kỹ kỹ tra tra hỏi không ngừng. Cuối cùng, Khương Tô cầm lấy kia trương viết trương văn liên tên cùng ngày sinh tháng đẻ hoàng phù theo tay vung lên châm về sau vòng quanh kia hương vòng vo ba vòng, đem không đốt hoàng hoàng phù ném tiếng kia tiểu đỉnh trong sau đó liền bắt đầu quan sát hương thượng đằng yên không gió bày hai hạ sau đó lại thẳng tấp hướng lên trên phiêu khương Tô nhíu nhíu mày không đúng a à. trác cận dược lúc này mới mở miệng thế nào khương Tô hỏi ngươi xác định người này tên cùng ngày sinh tháng đẻ đều không sai trác cận dược lập tức nói ta lại đi xác nhận một chút Trác cận dược đi ra ban công đánh cái điện thoại, quá đại khái 5 phút đồng hồ mới trở về. Trương Văn Liên ở thượng sơ trung thời điểm sửa đổi một lần tên, bởi vì nàng đi đoán mạng, thầy bói nói nàng thiếu một thiếu nước, liền cho nàng sửa lại cái nước sinh thực vật tự. Ở sơ trung trước kia, nàng kêu Trương Văn Tú. Hắn đem đồng sự tìm Trương Văn Liên mẫu thân xác minh qua đi sau tới được tin tức cho Khương Tô nhìn thoáng qua, xác nhận Trương Văn Tú là kia ba chữ này thầy bói hơn phân nửa là cái kẻ lừa đảo. Khương Tô Hừ Thanh nói. Trương Văn Liên nếu như thật muốn nói thiếu cái gì, kia cũng là thiếu kim. Địa phủ quy củ cùng nhân gian không giống như. Nhân gian là xem chứng minh thư. Địa phủ sinh tử bộ thượng, cũng là người vừa sinh ra còn có tên. Không nói nhiều. Khương Tô chỉ có thể đem phía trước lưu trình lại đi một lần đem viết Trương Văn Liên trước kia tên cùng ngày sinh tháng đẻ hoàng phù ném tiếng tiểu đỉnh trong. Lúc này, kia hương thượng đang khởi yên không gió bày hai hạ sau, lão đảo, như là bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo dường như, hướng một bên nghiêng đi qua. Các cận duật ánh mắt dừng ở yên thổi qua đi một bên kia trên gương. Kính trên mặt dùng chu sa viết một cái đỏ đậm tự, Khương Tô Thanh âm có chút lạnh khóc. Đã chết. Tác giả có chuyện muốn nói hôm nay không thông tri liền ngừng một ngày điện buổi tối rất trễ mới đến điện máy tính mặc dù có điện nhưng thật sự là rất lạnh tay căn bản theo trong túi cầm không đi ra đánh mấy trăm cái lời đông cứng ngày mai còn muốn ngừng không biết ngừng vài ngày bởi vì sửa lộ hiện tại ở một lần nữa giá dây điện các điện đoạn nước đoạn võng ngay di động số liệu đều là e ta tính toán hỏi một chút cách ta ra chỉ có 20 phút xe trình đại di chỗ kia có hay không mất điện, nếu nàng chỗ kia không ngừng, ta ngày mai liền ông máy tính đi nàng chỗ kia. Ngày hôm qua hứa hẹn 6.000 tự không đạt tới, cho đại gia phát 20 cái hồng bao đi, bình luận trước 20. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48 Chương 48 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Kính trên mặt tự là Tử. Tuy rằng không là ở ngoài dự đoán, nhưng Trác Cận Dược vẫn là nhíu một chút lông mày. Trương Văn Liên mất tích đã vượt qua một tuần. Báo án người báo án thời gian cũng đã qua bốn ngày, nhưng không có tra được gì Trương Văn Liên rời khỏi Bắc Thành dấu vết. Nàng giống như là ở Bắc Thành trống rỗng chưng phát rồi. Hiện tại sẽ là kết quả này, Trác Cận Dược cũng không ngoài ý muốn. Chính vào lúc này, chỉ nghe đến Khương Tô bỗng nhiên kinh dị một tiếng. Trác Cận dược nhìn về phía kia khối tử kính, cũng hơi kinh hãi, kia phiêu hướng tử kính sương khói cũng không có như vậy tán đi, mà là nhẹ nhàng dừng ở kính trên mặt, chậm rãi xoay quanh, này cảnh tượng quá mức kỳ dị, hơn nữa Khương Tô vừa rồi kia có chút kinh ngạc phản ứng, Trác Cận dược đoán này chẳng phải cái gì bình thường hiện tượng. Nàng là loại người nào? Khương Tô đột nhiên quay đầu hỏi hắn. Nàng mất tích. Hơn nữa mất tích rất kỳ quái chúng ta hiện tại đang ở điều tra này khởi án tử trác cận ruột hỏi ngươi phát hiện cái gì nàng oán khí rất nặng khương tô giải thích nói nói như vậy người nếu như là tự nhiên tử vong hoặc là ngoại ý muốn bỏ mình đều sẽ không sinh ra oán khí nhưng nếu như người này tử oan uổng hoặc là bị người dùng tàn nhẫn thủ đoạn hại chết khi người này tử sau hội ngưng tụ ra rất lớn oán khí nếu như người này sinh trước tính cách dịu ngoan kia này cổ oán khí cũng sẽ không thể làm ác, hội dần dần tiêu tán, trở thành kia một phương một phần. nếu như tử người nhiều, oán khí trọng, kia này một mảnh địa phương dần già sẽ trở thành một mảnh ác thổ. nhưng nếu như người này sinh trước hung hãn, cuối cùng vô cùng có khả năng hóa thành lợi quỷ làm ác. khương tô mị hí mắt, dựa vào này cổ oán khí, hiện tại muốn tìm được nàng, liền muốn thiếu phí rất nhiều công phu, không có chậm trễ thời gian. Khương Tô lại xuất ra một mặt gương, lúc này này khối gương liền không là phổ thông hai nguyên điếm giá trẻ tiểu gương, mà là một khối bàn tay đại, khảm ở đồ đồng đen trong gương đồng, gương đồng mặt trái đồ đồng đen thượng điêu khắc phức tạp đồ án, chợt nhìn qua như là nào đó động vật, nhưng là nếu như nhìn kỹ, lại sẽ cảm thấy là nào đó từ xưa tự thể. Khương Tô đem này tiểu gương đồng đặt ở trên mặt bàn, sau đó hai tay kết ấn, hai căn ngón trỏ kề sát ở cùng nhau thẳng dựng thẳng đi ra, chỉ hướng kia mặt, tự kính nàng ngón tay hướng phương hướng chậm rãi chuyển dời đến kia khối tiểu gương đồng thượng, mà kia xoay quanh ở tử kính thượng oán khí như là bị một cổ lực lượng vô hình dắt, theo Khương Tô ngón tay di động phương hướng biến thành một luồng thật dài tế yên chậm rãi hướng tới kia mặt gương đồng thượng di động, mà kia tiếp xúc đến. Gương đồng oán khí, cư nhiên như là xuyên thấu gương, hoặc như là bị gương cắn nuốt, trước sau đại khái chỉ có không đến một phút đồng hồ thời gian, tử kính thượng oán khí liền tất cả đều chuyển dời đến gương đồng thượng, bị gương đồng, cắn nuốt, không còn một mảnh. Khương Tô theo trong rương xuất ra một cái tiểu bình sứ, dùng ngón trỏ cắm vào bình miệng quấy một vòng, sau đó lấy ra, ngón tay thượng khỏa thượng một tầng niêm trụ đỏ tươi chất lỏng, xem ra như là huyết, nàng cầm lấy kia mặt gương đồng, sau đó ở gương đồng thượng vẽ một đạo phù, đem oán khí phong ở tại bên trong. Cho ta giấy. Khương Tô kiều kia căng mặt trên còn có lưu lại vết máu ngón trỏ trác cận dược theo hộp khăn giấy trong rút một trương giấy sau đó không nhẹ không nặng bắt lấy khương tô cổ tay dùng khăn giấy bao lấy của nàng ngón trỏ tinh tế chà lau sạch sẽ khương tô sửng sốt một chút dương mắt nhìn hắn trác cận dược lại chính là cúi đầu lau ngón tay nàng nàng lại cúi đầu xem tay hắn nàng mới chú ý tới trác cận dược ngượng tay đặc biệt đẹp mắt nàng rất ít gặp nam nhân dài như vậy đẹp mắt tay ngón tay rất dài ngón tay là nhọn móng tay đều là phi thường đẹp mắt hình dạng sinh tuyệt không ngốc, trên mu bàn tay có thể nhìn đến hắn làn da hạ hơi hơi lộ ra đến gân mạch, khớp xương rõ ràng, gầy dài lại rất hữu lực lượng, nàng mơ hồ cảm thấy như vậy một đôi tay tự hồ ở những người khác trên người thấy quá. Trác cận dược đem Khương Tô ngón tay lau sạch sẽ về sau tự nhiên buông ra cổ tay nàng, kia oánh nhuận mềm mại xúc cảm còn lưu lại ở lòng bàn tay, cổ tay nàng liền tinh tế một cái, hắn một vòng nắm chặt còn có rất nhiều trống không, nhìn như là chỉ có xương cốt, xúc cảm được không đến chỗ nào đi, nhưng là sờ lên mới biết được dị thường mềm mại, giống nàng làm nũng thời điểm, thanh âm cũng truyền miên mềm yếu. Cũng không biết của nàng xương cốt có bao nhiêu tế, như là nhẹ nhàng gặp lại có thể bẻ gãy. Hắn đem khăn giấy bắt thành một đoạn, muốn phá đi cái loại này xúc cảm, nâng tay tùy tay ném tiếng trong thùng rác, sau đó mới dương mắt xem nàng, ngữ khí cũng không khác thường. Kế tiếp muốn chuẩn bị cái gì? Khương Tô cũng phục hồi tinh thần lại vốn muốn của nàng bên người vật phẩm, hiện tại có của nàng oán khí, vài thứ kia liền đều không cần thiết. Người kia khối tiểu gương, có cái gì đặc biệt sao? Trác cận dược đột nhiên hỏi. Khương Tô Tiểu đắc ý nâng nâng cầm nói. Đây chính là thiên kim khó mua bảo bối. Này khối gương theo nàng hơn một ngàn năm, là nàng theo một cái thiên sư trong tay thắng trở về, cụ thể năm nàng không có khảo cứu, nhưng là hảo nói cũng có cái tiểu mấy ngàn năm bị nàng đã đánh mất vô số lần, lại bị nàng vô số lần tìm trở về. Không nói nó thần kỳ chỗ, chỉ nói nó bản thân lịch sử giá trị, phóng tới ở chợ đi lên, cũng có thể tùy tùy tiện tiện bán cái mấy ngàn vạn thượng triệu. Đây là duy nhất còn tại Khương Tô trong tay bảo bối. Khương Tô này hai tay có được quá vô số kỳ trân dị bảo, nhưng là bây giờ còn ở lại bên người nàng, cũng liền này một khối tiểu gương. Trác cận dục nhìn nàng kiêu ngạo nâng lên cầm, trong ánh mắt bay nhanh tránh qua một tia ôn nhu ý cười, giây lát lướt qua, hắn cũng không truy vấn kia khối gương, mà là trở lại chính đề. Khi nào thì có thể tra của nàng vị trí? Khương Tô bắt quá trác cận giật tay, nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, 8. 38, sau đó đi ra ban công nhìn thoáng qua thiên thượng nửa vòng tròn ánh trăng, ngón tay bấm đốt ngón tay vài cái, xoay người đối trác cận giật nói. Chờ một chút, hiện tại lúc này còn chưa đủ âm sau đó trở lại phòng khách, đem đồ vật đều ném tiếng rương nhỏ trong. Động tác phi thường tùy ý, lão tôn mã ngay ngắn chỉnh tề gì đó bị Khương Tô tùy ý bày biện siêu siêu vẹo vẹo chồng chất ở cùng nhau. Trác cận dược ở một bên xem nhíu mày, hắn ngồi xổm xuống, hỏi. Để ý ta đụng mấy thứ này sao? Khương Tô nghi hoặc nhìn hắn. Rất rối loạn. Trác cận duật nói, sau đó thân thủ đem khương tô tùy tiện loạn ném đi vào gì đó đều ngay ngắn chỉnh tề nhất nhất bày biện hảo khương tô sinh hoạt thói quen là thật thật không tốt rời giường về sau chăng là cái dạng gì liền là cái dạng gì trác cận dược thỉnh thoảng đi ngang qua phòng ngủ chính cửa nếu như không đóng môn lời nói đều có thể nhìn đến trên giường thỉnh thoảng trình ma hoa trạng thỉnh thoảng trình đoàn trạng chăng hoàn toàn tưởng tượng không đến khương tô buổi tối ngủ đến cùng là thế nào ngủ tài năng đem chăn ngủ thành cái kia bộ dáng khương tô liền ngồi ở nơi đó nhìn trác cận dược sửa sang lại tự đấy lòng khích lệ nói trác thúc thúc tay ngươi thật là đẹp mắt bạch gầy dài mà có lực lượng hoạt động lúc thức dậy cũng có một loại dị thường mỹ cảm trác cận dược theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình tay cũng không biết là có chỗ nào đẹp mắt sau đó ánh mắt chuyển qua khương tô trên tay cảm thấy tay nàng mới là thật đẹp mắt ngón tay thật dài thon thon tinh tế, trắng trắng non mềm, mềm mềm nhũng, làm cho người ta rất muốn nắm ở trong tay xoa bóp có phải hay không chân thật xúc cảm cùng trong tưởng tượng giống nhau mềm. Trác cận dược đột nhiên đừng mở ánh mắt. Khương Tô kinh ngạc nói. Trác thúc thúc, ngươi lỗ tai thế nào như vậy hồng? Trác cận dược trên mặt bất động thanh sắc, đem thùng đắp đứng lên. Nước da. Khương Tô. Cho tới hôm nay tối âm canh giờ còn có vài giờ. Khương Tô mở ra TV cầm điều khiển điều đài. Ta trước đi tắm rửa. Trác cận dược nói. Khương Tô gật gật đầu, ánh mắt không rời khỏi TV, biểu thị chính mình cũng không hội nhìn lén quyết tâm. Phòng tắm truyền đến rào rào lạp tiếng nước. Khương Tô nội tâm có chút trục trịch, nhưng là nghĩ đến Trác cận dược cảm giác rất sâu sắc, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Trác cận dược tắm rửa xong đi ra, ngồi ở đơn người trên sofa lau tóc, ánh mắt xem TV, hắn gần nhất ở khương tô mưa dầm thấm đất hạ, tự hồ có chút có thể nhìn xem biết cái này tống nghệ tiết mục cười điểm. Khương tô vừa vặn oai ở bên cạnh nằm nghiêng, ánh mắt không được hướng trác cận ruột trên người phiêu, trác cận ruột vừa tắm rửa xong trên người tự hồ còn mang theo bốc hơi nhiệt khí, hiện tại thời tiết tuy rằng còn không xem như là ăn mặc ngắn tay trình độ, nhưng là trác cận ruột lại chỉ mặc một kiện màu trắng ngắn tay tê, sớt, hắn lau tóc thời điểm cánh tay nâng lên, hơi hơi hở ra nhưng không khoa trương cơ bắp đường nét nhường Khương Tô có chút miệng khô lưỡi khô. Nàng có chút miên man bất định, ngẫm lại nàng đều cấm dục thật lâu. Nàng càng vui mừng nắm trong tay nam nhân linh hồn mà không phải thân thể. Cùng nữ nhân theo cổ đến nay đều đối dáng người có cực cao yêu cầu bất đồng, nam nhân từ cổ chí kim liền không có vài cái đối chính mình dáng người có rất cao yêu cầu. Liền tính là dáng người thích hợp nam nhân, trên người thịt cũng là mềm mềm nhũng, rộng lung thùng có tắc quá đáng theo đuổi thị giác hiệu quả, đem chính mình biến thành theo tảng đá thành tinh giống nhau. Nhưng là trác cận dược thân thể lại vừa vặn tốt, hảo đến nhường nàng nhìn không được muốn chủ động phát lên rồi. Nếu thay đổi năm nhân khác, nàng hiện tại phát đi lên 8 chín phần 10 có thể thành này chuyện tốt. Có thể nơi đó ngồi là trác cận dược. Nhìn một cái người tên này khởi, cận dược cấm dục. Giống như hắn trời sinh chính là cái lục căng thanh tịnh nê Bồ Tát nàng nếu hiện tại cầm giữ không được phát đi lên, Trác Cận Dược 89 phần 10 sẽ đem nàng theo lầu 12 bỏ lại đi. Thật sự là được không tiếc núi. Vì dời đi lực chú ý, Khương Tô Giang nàng đem ánh mắt theo Trác Cận Dược trên người dời, nỗ lực đem lực chú ý phóng tới trong tivi tống nghệ trên tiết mục đi, kết quả vừa thấy, nhất thời vui vẻ, này kỳ khách quý cư nhiên có lê thuật. Lê thuật trước nay không thích tham gia loại này bên ngoài chân nhân tú, ngại mệt, ngại nhàm chán. Khương Tô đoán rằng, hắn khẳng định là coi trọng cái nào nữ minh tinh, vì sáng tạo cơ hội mới tiếp này đương tiết mục. Khương Tô lực chú ý bỗng chốc dời đi. Trác cận ruột cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khương Tô không có thể nhìn thấy, nàng vừa rồi lửa nóng ánh mắt đều đem trác cận ruột lỗ tai cho xem đỏ. kia nói rất có lực áp bách tầm mắt vừa chuyển khai, trác cận ruột nhất thời trong lòng hơi hơi buông lỏng ánh mắt lại không tự chủ được theo trên tivi chuyển dời đến Khương Tô trên người. Khương Tô không hình không trạng nằm nghiêng ở nơi đó, trên người mặt hắn mua kia kiện màu trắng váy ngủ, váy ngủ độ dài là đến cẳng chân, hiện tại lại cuốn khúc ở của nàng trên đầu gối phương, lộ ra vén ở cùng nhau hai điều bạch hoảng người mắt tinh tế oánh nhuận cẳng chân, của nàng chân đại khái chỉ có thể mặc 35 mã giày, nho nhỏ, trắng trắng non mềm. Trác cận dược trong lòng đột nhiên rùng mình, mạnh đừng mở ánh mắt. Trong lòng như là bị cái gì trước một chút, nóng lợi hại, liên tục lan tràn đến trên mặt. 11. 20 phân. Khương Tô ngáp một cái, đem tivi đóng, theo trên sofa đứng dậy, duỗi cái đại đại lười thắt lưng, nói: "Đến lúc đó Giang." Trác Cận Dược đứng dậy đem của nàng thùng nhất lên đi lại, nhìn không lớn thùng, nhắc đến lại thập phần trầm trọng. "Nhắc tới trên ban công đi." Khương Tô nói: Trác cận dược liền mang theo thùng đến ban công. Khương Tô ngồi sổng xuống, đem thùng mở ra. Xuất ra một xếp nhỏ hoàng phù nằm ở miệng, tiếp tục tìm kiếm khác đồ vật. Lục ra giống nhau liền thuận tay hướng lên trên đưa cho trác cận dược, trác cận dược tiếp, đặt ở ban công vòng bảo hộ thượng bày biện hảo. Khương Tô đứng lên nhìn thoáng qua, đồ vật trên cơ bản tề, có thể khởi công. Nắm lên trác cận dược tay nhìn thoáng qua biểu. 11 26 phân. Khương Tô lại đánh cái đại đại ngáp, trong ánh mắt hai mắt đẫm lệ mông lung, nháy mắt, nước mắt liền chảy xuống đi ra, Khương Tô trong tay còn cầm lấy Trác Cận Dược tay ni, hắn lúc này đã mặc vào áo khoác, Khương Tô nhân thể nắm lên hắn tay nhỏ bé cánh tay, đem mặt mai đi lên cọ sát, đem ngáp đánh ra đến nước mắt cho cọ đến tay áo của hắn thượng. Mệt nhọc. Trác Cận Dược hỏi, "Hôm nay một ngày đều không ngủ?" khương tô nói xong cảm giác sau lưng đột nhiên ngứa nàng lật tay nạo phía sau lưng nhưng mà nàng tay ngắn điểm bình thường khuyết thiếu rèn luyện với không tới ngứa địa phương trực tiếp đem đưa lưng về phía trác cận ruột mềm nhũng làm nũng trác thúc thúc ta lưng ngứa với không tới ngươi cho ta gãi gãi trác cận ruột cương một chút không nhúc nhích khương tô ngứa được lợi hại thúc giục nhanh chút nha trác cận ruột cứng ngắt nâng lên tay ở nàng phía sau lưng lung tung quét quét khương tô thanh âm mềm nhũng liền sinh khí đều mang theo điểm làm nũng ý tứ hàm xúc không là ngươi nạo nha sợ cái gì bên trái điểm xuống lần nữa đi điểm trở lên đến điểm tốt lắm ngươi dùng sức một điểm nha trác cận dược trên mặt có chút nóng lên khương tô không chú ý trên lưng không ngứa nàng liền trực tiếp đi đến lan can bên cạnh bắt đầu chuẩn bị tác pháp. Tiểu gương đồng kính mặt hướng hạ phóng. Trước chăm tam chi hương hợp thành một cổ cắm vào tiểu đỉnh trong. Tiểu đỉnh trong cố định hương gì đó là khương tô nhường lão tôn theo chùa miếu ngõ đến hương cho, ép tới phi thường thực, theo lý thuyết cắm vào đi muốn hao chút lực, khương tô lại theo cắm đầu phụ giống nhau hào không phí sức liền cắm đi vào. Nàng xuất ra tam trương phù, hoành chiếc ở cùng nhau, kẹp ở ngón tay giang, ở không trung huy một chút, lửa theo phù thượng đang khởi. Khương Tô đem kính mặt hướng hạ tiểu gương đồng bay qua đến, kính mặt hướng thượng, nàng cầm phù ở mặt trên vòng vo ba vòng, nhìn kia mặt gương đồng, trong miệng lẩm bẩm. Nàng niệm được cực nhanh, thanh âm lại tiểu, trác cận ruột ngưng thần nghe xong một lát, cái gì đều nghe không rõ ràng. Dần dần, kia gương đồng kính trên mặt bị Khương Tô họa đi lên phù thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm nhạc vết máu triệt để biến mất dây tiếp theo, kia cổ oán khí theo trong gương mảnh lao tới, cuốn quýt lấy kia hương thượng sương khói thẳng vọt lên. Khương Tô không nhúc nhích. Nửa ngày, kia oán khí lại quay lại đến, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn, đứng ở Khương Tô trước mặt, kia trong đó nhưng lại như là có một đôi mắt ở không tiếng động nhìn chăm chăm nàng. Khương Tô cũng phản phất đang nhìn nó, môi đỏ mộng khẽ mở. Đi thôi kia oán khí lại lần nữa biến hóa trạng thái biến thành một luồng sương mù dày đặc bò lên kia hương sương khói đi lên trên đi khương tô nhắm mắt lại linh thức đuổi theo khương tô không nghĩ tới cương nhiên như vậy xa mà tối hôm nay phong lại đại nàng đầy đủ ở trên ban công thổi hơn một giờ gió lạnh linh thức trở lại thân thể thời điểm khương tô đều đông cứng run run rẩy rẩy hướng trong phòng đi hạ quyết tâm lần sau nếu sẽ tìm người nhất định phải trước mặt vào một thân đại áo bông Tay đều đã không cảm giác, xoa thời điểm có loại lại ma vừa đau lại ngứa cảm giác, mặt cũng đông lạnh đã tê rần, miệng đều trương không mở, Khương Tô trực tiếp hướng đi theo nàng đi vào không hề phòng bị trác cận dược trong lòng một phát, tay theo hắn rộng mở trong áo ngoài tham đi vào, đặt ở hắn cận cách một tầng vải dệt ấm áp dễ chịu sau trên lưng, thân thể cũng dán hắn, trác cận dược cùng nàng ở bên ngoài thổi đồng dạng lâu gió lạnh, trên người lại như trước phi thường ấm áp, Khương Tô ôm hắn giống như là ông một cái đại lò sưởi, thoải mái nghĩ thở dài, không khỏi nghĩ đến nếu như mùa đông ông trác cận ruột ngủ, phỏng chừng liền hơi ấm đều vô dụng khai. Trác cận dược theo bản năng muốn đem nàng đẩy ra, nhưng mà một cúi đầu nhìn đến Khương Tô dán tại hắn ngực bị đông lạnh được phát thanh khuôn mặt nhỏ nhắn, tay hắn nâng lên đến lại bỏ xuống, một lát sau, yên lặng bắt lấy áo khoác hai bên, nhẹ nhàng mà đem nàng toàn bộ khỏa tiếng vào. Khương Tô cư nhiên liền như vậy đứng đang ngủ. Trác cận ruột kêu nàng hai tiếng, nàng không kiên nhẫn dùng mặt ở hắn ngực cọ sát, lẩm bẩm một tiếng. Vây. Trác cận ruột tâm bỗng chốc mềm, ánh mắt là chính hắn đều không có nhận thấy được ôn nhu, ôm nàng một lát, thân thủ nhẹ nhàng mà phủ phủ của nàng cái ót, sau đó dè dặt cẩn trọng công hạ thắt lưng một tay bảo vệ của nàng lưng, một tay nâng đùi nàng công, nhẹ nhàng mà đem nàng ông ngang khởi, cảm giác nàng nhẹ nhàng không nửa điểm sức nặng, cũng không biết ăn gì đó đều đi đâu vậy đem Khương Tô về dặt cẩn trọng đặt ở trên giường, sau đó kéo qua bị Khương Tô hoàn toàn đá đến mặt khác một bên chăn, cho nàng đắp thượng. Khương Tô nghiêng đi thân thể dùng mặt dán gối đầu thoải mái cọ sát, nặng nề đã ngủ. Trác cận dược đứng ở bên giường xuất thần nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên ý thức được cái gì, khẽ nhíu mày, khinh thủ khinh cước lui đi ra, đi đến ban công đem đồ vật tất cả đều thu thập xong, ngay ngắn chỉnh tề cất vào trong trương. Khương Tô ngày hôm qua thật sự là mệt. Ngày thứ hai trác cận dược kêu nàng rời giường, nàng ánh mắt đều không mở ra được, phiền cái thân tiếp tục ngủ. Trác cận dược thấy nàng thật sự khởi không đến, liền đi trước cục trong một chuyến, sau đó lại trở về. Khương Tô một giấc ngủ đến 9 giờ rưỡi, trác cận dược mua bữa sáng đều lạnh. Hắn lại mặt khác cho Khương Tô mua mấy phân. Khương Tô đói thật sự, làng thôn hổ ý cố không lên ăn tướng. Trác cận dược cảm thấy chính mình đại khái cũng là đêm qua nói mát thổi, cư nhiên cảm thấy Khương Tô Lan thôn hổ yết bộ dáng một điểm đều không khó coi, thậm chí cảm thấy có chút đáng yêu. Khương Tô cuối cùng một hơi rót xuống một chén táo đỏ sữa đậu nành, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn, thoải mái thở dài. Nàng nhưng là chưa từng quên chính sự. Cũng cảm thấy trác cận ruột coi như có lương tâm, nàng tối qua liền như vậy đang ngủ hắn cũng không đem nàng diêu đứng lên vấn đáp án. Đương nhiên, nếu như trác cận ruột lúc đó đem nàng đánh thức tìm nàng muốn đáp án, nàng khả năng hội vẽ buồn nguyền rủa hắn khương tô ở lên no nê chậm rì rì uống tách thứ ba sữa đậu nành nói cho ta bản đồ cái gì phạm vi trác cận dược hỏi quốc nội trác cận dược dùng di động điều ra một trương cả nước bản đồ cũng chỉ hướng bắc thành sở tại vị trí nhắc nhở khương tô khương tô nhìn một lát ngón tay linh hoạt dựng ở cách bắc thành rất xa một cái tỉnh sơn thành Trác Cận giật lông mày nhíu lại. Nếu như theo Bắc Thành muốn đi Sơn Thành, vô luận là máy bay, tàu tốc hành, xe lửa, đại ba, tư gia xe đều sẽ ở lại dấu vết. Nhưng là cái này giao thông bọn họ đều đã tra quá, cũng không có Trương Văn Liên mua phiếu ghi lại, cũng không có ở sân bay, tàu tốc hành đứng, nhà ga, bến xe chờ theo dõi trong clip phát hiện Trương Văn Liên tung tích. Khi nàng là thế nào bị người mang ra Bắc Thành? Không có ở nhà chậm trễ rất nhiều thời gian cùng khương tô nói lời cảm tạ sau liền tiến đến cục trong đang lái xe thời điểm trác cận dược bỗng nhiên chú ý tới ven đường có người thân thủ ngăn đón xe taxi hắn bỗng nhiên linh quang chật lóe ngày hôm qua chạng vạn 5 giờ rưỡi bắc thành khai hướng sơn thành một chiếc đại ba xe chính chạy ở trên đường ở đi ngang qua nội thành ngoại một nhà bán lẻ tiểu thương điếm khi nguyên bản cần phải liên tục chạy ra khỏi thành đại ba xe dựa vào ven đường ngừng lại ở tiểu điếm trong chờ người đi đường lập tức mang theo chính mình bao lớn bao nhỏ một loạt mà lên. Loại này hiện tượng là ngành nghề nội một cái bất thành văn quy tắc ngầm. Có rất nhiều cách nhà ga xa lữ khách lười đi nhà ga nội mua phiếu, đi nhà ga lên xe, ở mùa ế hàng thời điểm bởi vì trên xe có rất nhiều chỗ trống. Bọn họ sẽ đi một ít cùng đại ba xe tài xế có quan hệ ven đường tiểu điếm chờ, không cần thiết đi đứng trong mua phiếu cũng không cần thiết đi đứng trong ngồi xe, trực tiếp ở trong này lên xe, phiếu tiền là trực tiếp cho đại ba xe tài xế cùng theo xe viên tương đương là kiếm tiền trước kia mùa thịnh vượng thời điểm liền tính trên xe vị trí đã ngồi đầy người nhưng bọn hắn còn có thể ở hành lang trong chuẩn bị tiểu ghế thêm tắt vào hành khách an vị ở hành lang trong tiểu trên ghế mặt gần hai năm bắt nghiêm phạt được trọng bọn họ cũng không dám ở mùa thịnh vượng làm chỉ tại mùa ế hàng vị trí có bao nhiêu thời điểm thầm kín bán phiếu xe dừng lại bên trong theo xe viên lập tức theo xe cuối xuống đến đem phía dưới hành lý xương mở ra. Không mang đại kiện hành lý hành khách đều phía sau tiếp trước tể lên xe tìm vị trí. Theo xe viên mở ra hành lý xương, những người khác đều phóng hảo hành lý, sau đó liền nhìn đến một cái trang điểm rất thời thượng trẻ tuổi nam nhân tha một cái lớn nhất hào màu đen rương hành lý có chút cố hết sức hướng bên này đã đi tới. Theo xe viên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người cầm lớn như vậy rương hành lý, ngạc nhiên nói, Ngươi thế nào cầm cái lớn như vậy trương hành lý, trang bao nhiêu đồ vật Nga? Khi thùng phỏng chừng rất trầm, tuổi trẻ nam nhân phi thường cố hết sức nhắc tới thùng, nghĩ bắt nó bỏ vào hành lý sương, nàng hảo tâm nghĩ thường đi hỗ trợ, vừa tới gần, đã bị nam nhân ngăn lại. Không cần hỗ trợ, ta chính mình đến. Hắn nữ khí không tốt, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Theo xe viên cũng có chút buồn bực, chính mình hảo tâm thượng đi hỗ trợ, không cần giúp còn chưa tính, còn loại này hướng ngữ khí, nhất thời cũng tức giận. Chờ hắn phóng hảo rương hành lý, hay dùng lực đem hành lý sương môn áp chế đến dùng sức quan thượng. Tác giả có chuyện muốn nói. Cuối cùng hoàn thành 6 ngàn. Dài nhẹ một hơi. Đi phát ngày hôm qua hồng bao. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 49 Chương 49 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com giữa trưa 12 giờ bến xe nhân viên công tác lầu hai căn tin chỉ có tam hơn 10 người công nhân viên chức ở ăn cơm chu phương phương đang ở vùi đầu ăn cơm đột nhiên phía sau lưng bị người vỗ một chút nàng uống éo đầu lại hướng lên trên xem sửng sốt một chút chu phương phương người tới kêu tên của nàng thanh âm dễ nghe cực kỳ nghe quen giọng trọ trẻ các loại mang theo khẩu âm tiếng phổ thông Nàng hình như là lần đầu tiên ở trong hiện thực nghe được như vậy tiêu chuẩn tiếng phổ thông, mới biết được nguyên lai like tiếng phổ thông lại nói tiếp dễ nghe như vậy, thế cho nên tự bản thân cái liên tục bị nàng ghét bỏ lão thổ tên đều trở nên ôn nhu đứng lên. Chu Phương Phương năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp không tìm được công tác, ở nhà đợi 3 tháng, trong nhà liền an bại nàng tạm thời ở ba ba ở đơn vị đương một cái theo xe viên. Có chuyện gì sao? Nàng có chút ngượng ngùng chuyển mở ánh mắt. Nhìn về phía bên cạnh bến xe nhân viên công tác Lúc này toàn bộ căng tin người đều hướng bên này nhìn đi lại Thật sự là vừa mới bị bến xe nhân viên công tác dẫn tới nam nhân quá mức đáng chú ý Còn có công nhân viên chức ở nhỏ giọng nghị luận có phải hay không diễn phim truyền hình diễn viên Nam nhân lại dơ lên một trương giấy chứng nhận Cảnh sát Có chuyện cần ngươi phối hợp điều tra Người này đúng là trác cận dược chu phương phương nhìn thoáng qua hắn lấy ra căn cứ chính xác kiện một chút sửng sốt phổ thông dân chúng bình thường nào có đối mặt cảnh sát cơ hội theo bản năng liền cảm thấy khẩn trương chu phương phương khẩn trương hỏi cái gì chuyện gì à trác cận ruột đem ảnh chụp đưa qua gặp qua người này sao chu phương phương nhìn thoáng qua nhất thời trong lòng lập bập một chút này không là ngày hôm qua buổi chiều cái kia kéo cái rất lớn rương hành lý nam nhân sao Trác cận dược nhìn đến nàng khẽ biến thần sắc liền đã biết đến rồi đáp án. Hắn quay đầu đối nhân viên công tác nói. Cảm ơn hỗ trợ, ngươi đi vội đi. Sau đó ngồi ở chu phương phương đối diện, nói. Không quan trọng. Ngươi ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta lại nói. Chu Phương Phương nơi nào còn ăn hạ, không nói trong lòng có việc, chính là như vậy cái đại soái ca ở nàng đối diện nhìn chầm chầm nàng, nàng cũng ngượng ngùng lại ăn, miễn cưỡng ăn hai miệng liền để xuống chiếc đũa. Ta ăn no." Trác Cận Dược đã nói. "Hảo, kia mời ngươi đem ngươi có biết người này tình huống cùng ta kỹ càng nói một lần." Chu Phương Phương trước tạm dừng một chút, sau đó mới nói. "Ngày hôm qua 5 giờ rưỡi đi." Trác Cận Dược nghe được lúc này ánh mắt hơi hơi mị một chút, nhưng cũng không có đánh gãy Chu Phương Phương. Chu Phương Phương nói, "Chính là hắn ngồi ta xe đi sơn thành, chính là một cái phổ thông hành khách." cái khác ta cũng không rõ ràng trác cận dược hỏi trên người hắn có cái gì kỳ quái địa phương sao kỳ quái địa phương chu phương phương hồi tưởng một lát không có gì kỳ quái địa phương nàng vốn muốn nói nam nhân dài được tương đối xoái, nhưng là trác cận dược ngồi ở nàng trước mặt bỗng chốc liền đem kia nam nhân so đến bùn trong đi suy nghĩ một chút mới nói chính là trang điểm tương đối phong cách tây thời thượng đúng rồi hắn kéo một cái đặc biệt đại rương hành lý ta lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy rương hành lý giống như rất nặng hắn chuyển lên xe thời điểm ta nghĩ đi hỗ trợ hắn đều không chuẩn ta đụng hắn thùng hình như là có cái gì quý trọng vật phẩm giống nhau nàng nói tới đây đột nhiên tự mình đoán đến cái gì người này có phải hay không trộm đồ vật trác cận dượt không có trả lời của nàng vấn đề chú ý điểm tại kia nam nhân tha đại thùng mặt trên người nói hắn tha được đại thùng có bao lớn ta đã thấy cái loại này 28 tấc, đã rất lớn, hắn kéo cái kia so 28 tấc còn lớn hơn. Chu Phương Phương tận lực nói kỹ càng. Thùng là màu đen, là cứng trắng sát cái loại này. Lúc này Trác Cận Duật một câu nói, liền nhường Chu Phương Phương mau cốt tủng nhiên đứng lên. Nếu như kia chỉ thùng muốn trang hạ ngươi, có thể trang được hạ sao? Chu Phương Phương thân cao một M62, không là rất gầy, tương đối cân xứng, 105 cân bị trác cận ruột lời nói nhắc tới tỉnh, nàng nghĩ đến một cái rất đáng sợ ý niệm. Khi chỉ thùng lớn như vậy, lại như vậy trọng. Bên trong là cái gì vậy? Chu Phương Phương nhìn trác cận ruột một mắt, sau đó nói. Nếu như ta là cuốn lời nói, cần phải có thể. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, lúc đó liền cảm thấy kia nam nhân làm cho người ta một loại rất âm trầm cảm giác. Hắn là ở Sơn Thành nơi nào hạ xe? Trác cận ruột hỏi. Chu Phương Phương cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó nói. Là Sơn Thành Thiệp đưa ra thị trường, có một chúng ta hội nửa đường ngừng địa phương, hắn liền ở bên kia hạ xe. Sơn Thành. Thiệp đưa ra thị trường. Sơn Thành rất nhiều địa phương đều giữ lại phối âm hôn dân tộc. Phối âm hôn lại bảo làm minh hôn. Ở Sơn Thành, nếu quả có chưa hôn nam tử bất hạnh qua đời, bị nhận vì sẽ ảnh hưởng hậu thế hương thịnh. Vì thế phụ mẫu sẽ tìm phối âm hôn âm môi, chết thay đi nhi tử chọn lựa một vị bác tự tướng hợp nữ thi cùng với hợp tán ở cùng nhau, phù hộ hậu thế phồn vinh hưng thịnh. Mà này âm hôn, tuy rằng là người chết cùng người chết hôn lễ, nhưng là tổ chức nghi thức nhưng không thể sau người sống muốn thiếu, tiêu phí thậm chí sau người sống kết hôn còn muốn ngẩng cao. Cho nên rất nhiều gia cảnh phổ thông nhân gia đều làm không dậy nổi âm hôn. Ở sơn thành, làm âm hôn nhân gia cũng thường thường là kẻ có tiền gia. Tỷ như Thiệp đưa ra thị trường kho trấn Chu gia. Chu gia xem như là kho trấn phi thường có tiếng kẻ có tiền, trong nhà công ty ở Sơn Thành cũng xếp thượng hào, bình thường cho trấn trên Sử Kiều phô lộ cũng pha đắc nhân tâm. Gần nhất Chu gia ra điểm sự. Chu gia vừa đầy 20 tiểu nhi tử Chu Hưng, tuần trước cùng bằng hữu cùng đi bá thượng Du Vịnh, không cẩn thận chết đuối. Bởi vì tuổi còn nhỏ, còn chưa có kết hôn, dựa theo kho trấn tập tục, hắn là muốn phối âm hôn. Huống chi Chu gia gia đại nghiệp đại, vì hậu thế càng muốn đem trận này việc vui làm náo nhiệt. Bởi vì Sơn Thành giữ lại này dân tộc. Sơn Thành liền tự nhiên diễn sinh ra hạng nhất đặc biệt chức nghiệp tên là âm môi. Âm môi chủ yếu phụ trách cho tìm phối âm hôn nữ thi, đồng thời chủ trì âm hôn nghi thức. Mà âm môi chủ trì một hội âm hôn được đến tiền sau phổ thông bà mối được đến tiền muốn nhiều thường thập bội đã ngoài. Sơn thành trọng nam nhẹ nữ phong từ cổ chí kim ở quốc nội đều là tương đối nghiêm trọng địa khu, làm cho nam tính cùng nữ tính tỷ lệ nghiêm trọng thất hoành. Người sống hảo tiền. Người chết lại không tốt tiền. Năm gần đây, trừ bỏ nông thôn, thành thị đều đã bắt đầu lưu hành hỏa táng, đã chết về sau hướng hỏa táng tràn một đưa, trực tiếp thành cho cốt, hơn nữa ra sơn thành, như là loại này phối âm hôn tập tục, địa phương khác nếu không chính là không có loại này tập tục, nếu không chính là sớm cũng đã đi này bả. Trên cơ bản ở Sơn Thành bên ngoài địa phương đã mai danh ẩn tích, cho nên muốn tìm đến thích hợp nữ thi, thật đúng là không dễ dàng. Cũng bởi vậy, tuổi trẻ qua đời nữ tính thi thể ở Sơn Thành trở thành một loại thương phẩm, không chỉ có minh mã ít giá, hơn nữa thị trường nhu cầu tràn đầy, chỉ cần có tiền kiếm, còn có người dám bí quá hóa liều, bởi vậy liền nảy sinh ra đạo thi ít lợi liên. Chu gia tiểu nhi tử đã chết, muốn tìm một cùng hắn tuổi không sai biệt lắm nữ thi đến phối âm hôn. Nhưng là ở Sơn Thành, gần nhất mặc kệ là nhiễm bệnh tử vẫn là ngoài ý muốn tử nữ hài nhi đều không có. Hơn nữa Chu gia yêu cầu còn rất cao, yêu cầu thi thể không có tổn hại, diện mạo thanh tú. Nhưng là đồng dạng, Chu gia cho giới cũng cao. Chỉ cần có thích hợp, có thể cho thân gia 100 vạn xính lễ âm môi cũng có thể có 50 vạn vất vả phí. Địa phương không ít trọng nam nhẹ nữ không đem nữ nhi đương người xem người đều ở trong lòng âm u muốn là chính mình có thể được này 100 vạn thật tốt. Mắt thấy chu gia tiểu nhi tử thi thể ở nhà tang lễ trong tủ lạnh đều nằm mau 4 ngày. Cuối cùng, bản địa một cái phi thường có tiếng âm môi tiếp được chu gia xin ý. Cũng cùng chu gia hứa hẹn, cam đoan trong vòng 3 ngày, có thể nhường chu gia tiểu nhi tử xuống mồ vì an này không, ba ngày còn chưa có quá ni, hôm nay sáng sớm, chu già ở trấn trên phòng ở cuối cùng truyền ra nhạc buồn. Này cũng là sơn thành phối âm hôn truyền thống, buổi sáng làm tan sự, buổi tối làm việc vui. chu gia có tiền, tan sự tự nhiên làm phi thường long trọng. Mời Tam Chi Mai tán dàn nhạc diễn tấu sáo và trống, tan tịch bày một trăm nhiều bạn. Linh đường thiết lập tại chu gia đại viện trong đại đường, bên trong bày biện hai phó quan tài phía trước dàn tế thượng bày hai phó ảnh chụp. Trên ảnh chụp nam hài nhi dài so sánh tương đối giản dị, có chút hắc còn có điểm tiểu mập, hướng về phía màn ảnh cười rất vui vẻ. Nữ hài nhi thì là chính nàng tự chụp ảnh, cũng liền đại khái vừa 20, không hóa trang, đâm cái đuôi ngựa, diện mạo cũng không thập phần xinh đẹp, lại rất phù hợp chu gia yêu cầu, dài thật sự thanh tú. Một cái tăng nhân chính quỳ gối vàng tế trước gõ mỏ tụng kinh ai cũng nghe không rõ hắn ở niệm được cái gì kinh chỉ nhìn đến hắn miệng luôn luôn tại động một cái đạo sĩ thì tại hai phó quan tại bên cạnh một bên niệm chú một bên hướng quan tại thượng vung hoàng phù ai cũng nghe không hiểu hắn nói là cái gì chính là từng cái âm cuối đều kéo rất dài kéo rất cao hai người các mang vài tên đệ tử đều hổ mặt kệ nhiễu trường hợp có loại quỷ dị hài hòa cảm ở linh đường ngoại cách đó không xa một cái hấp dẫn rất nhiều người liên tiếp chú một dị thường xinh đẹp thiếu nữ một bên đụng tan tịch thường phát hạt dưa, một bên xem mùi ngon. Này thiếu nữ vừa thấy chỉ biết không là trấn trên người. Dài được rất xinh đẹp rất tinh xảo, trang điểm cũng rất phong cách Tây, cả người giống như mạo hiểm tiên khí, còn lộ ra cổ người không phận sự miễn gần lãnh khốc cảm. Không chỉ là trấn trên, liền ngay cả dặm đến chu gia bằng hữu, cũng không có người nhận thức nàng. Những thứ kia tuổi trẻ nam nhân, choai choai nam hài tử, mặc kệ đứng ở đàn kia, ánh mắt đều ở vùng trộm hướng bên kia liếc, nhưng là lại thủy chung không ai dám tiến lên bắt chuyện. Ngược lại không là vì kia thiếu nữ nhìn liền không tốt tiếp cận, mà là kia nữ hài nhi bên cạnh đi cùng một người nam nhân. Không là cái gì phổ thông nam nhân. Hắn hướng chỗ kia vừa đứng, cơ hồ là hạt trong bầy gà, hấp tinh trình độ hào không thua gì hắn bên cạnh bé bỏng mỹ nữ thiếu nữ. Này phụ cận người, nam nhân đều ở trọng nắm thiếu nữ nữ nhân tắt đều ở nhìn lén kia nam nhân còn vụng trọng nghị luận này đối chọc người chú một nam nữ là chu gia cái gì thân thích vẫn là bằng hữu này đối xuất hiện tại kho trấn nơi khác nam nữ đúng là khương tô cùng trác cận dượt khương tô phun ra miệng hạt dưa da chăm chọc nói kia hòa thượng tối qua khẳng định là thức đêm nhìn hắn niệm kinh đều nhanh niệm đến lên rồi trác cận dượt xem qua đi chỉ thấy kia quỳ gối linh đường trước tăng nhân đầu đều đã mau cúi đến mỏ thượng, mỏ đánh tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Khương Tô lại chăm chọc kia đạo sĩ. Kia qua sĩ không biết là ở niệm chú ni vẫn là ở hát khí khúc ni, trên người áo choàng mặt chẳng ra cái gì cả, cũng không biết là cái nào qua xem chạy đến. Nàng đùa dai tâm khởi, đột nhiên hướng kia linh đường đi đến. Bị trác cận ruột kịp thời ngăn lại. Người đi làm cái gì? khương tô giảo hoạt cười ta đến hỏi hỏi kia qua sĩ niệm được cái gì kinh trác cận dược ôm lấy vai nàng thần sắc tầm thường hạ giọng nói đừng quên chúng ta là tới làm gì ngươi lại là thế nào đáp ứng ta nhìn giống như là một đôi tình lữ đang nói chuyện khương tô nghĩ đến chính mình trước khi đi tử triền lạng đánh muốn hòa trác cận dược cùng nhau đến chủ động tỏ vẻ chính mình hết thảy hành động phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy nhất thời đánh mất đi trêu cợt kia qua sĩ tâm. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng đột nhiên một ngưng. Đặt ở liên tục không có chú ý tới hai phó quan tại phía trước trên ảnh chụp, nói đúng ra là dừng ở nữ hài nhi trên ảnh chụp. Tổng cảm thấy tự hồ ở đâu gặp qua. Chính vào lúc này, nàng chóp mũi hơi hơi vừa động, ngửi được trong không khí một tia bất thường hơi thở, nàng theo trong không khí bay tới này cổ hơi thở, quay đầu nhìn lại, nhất thời ánh mắt hơi hơi mị đứng lên tác giả có chuyện muốn nói. Ngày mai bảo 6 ngàn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50 Chương 50 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khương Tô chính là một mắt, liền nhận ra đến kia nam nhân là ở thương trường gặp qua kia nam nhân. Hôm nay hắn mặc sau kia thiên xem ra càng điệu thấp một điểm, một kiện màu đen mang mạo vệ y, quần dinh phối phối dậy thể thao, tóc như trước dùng keo xịt tóc bắt quá, cùng kính đi theo một cái lão đầu bên người. Khương Tô ánh mắt theo kia nam nhân trên mặt một lượt mà qua, liền dừng ở hắn đi theo cái kia lão nam nhân trên người. Hắn tuổi đại khái ở ngủ khoảng 60 tuổi, mặc một kiện tẩy được trắng bệt trung sơn trang, màu đen tây khố, dưới chân một đôi quân hài, tóc không biết là nhiễm được vẫn là trời sinh, nhàn sắc phi thường hắt, một căn tóc trắng cũng không có, vóc người không cao, đại khái cũng liền một M7 xuất đầu, có chút hơi hơi lưng còng, xem ra giống như là nông thôn trong tùy ý có thể thấy được phổ thông lão đầu. Duy nhất nhường hắn có chút chọc người chú mục là ánh mắt hắn, hắn phải mắt hình như là mù, dùng một khối màu đen cao su lưu hóa phong, kia cao su lưu hóa không biết đeo đã bao nhiêu năm, thậm chí bên cạnh đã hơi hơi rơi vào hắn trong thịt. Mà nhường Khương Tô chú mục nguyên nhân lại không là hắn kia chỉ mù rơi ánh mắt, mà là trên người hắn cuốn quanh sau khi cái tuổi trẻ nam nhân muốn dày đặt nhiều tử khí cùng oán khí. Ngay tại Khương Tô hướng bên kia xem đồng thời, cái kia đang ở cùng Chu Chính Quan thảo luận tối hôm nay âm hôn nghi thức mắt mù lão đầu đột nhiên hướng bên này nhìn đi lại. Khương Tô không tránh không tránh, tuyệt không chột dạ cùng hắn đối xem, còn cười tủm tỉm. Mắt mù lão đầu không thấy ra cái gì khác thường. Thường cùng quỷ giao tiếp người, trên người khó tránh khỏi đều sẽ mang theo vài phần trọc khí có thể khương tô cũng là cái ngoại lệ nàng tuy rằng hàng năm cùng yêu ma quỷ quái giao tiếp nhưng là trên người lại nửa điểm không dính những thứ kia dơ bẩn hơi thở hơi thở lành lành ánh mắt thông thấu tinh thuần liền tính là đạo hành cao tới đâu thăm cao nhân chỉ cần là không biết nội tình cũng tuyệt đối nhìn không ra đến khương tô là trong nghề người nhưng mà trác cận dược cùng khương tô khí chất thật sự quá mức hạt trong bầy gà độc đáo mắt mù lão đầu hỏi bên cạnh chu chính quan bên kia kia hai người là chu chính quan hướng bên kia nhìn thoáng qua nói nga đó là tiểu bằng bằng hữu nói trước kia tiểu bằng giúp quá hắn chiếu cố nghe nói tiểu bằng gặp chuyện không may hắn riêng chạy tới cái kia năm họ địch tây thành địch gia ngươi biết không kia nhưng là đại môn nhà giàu trác lão gia tự trước kia là kinh quan hiện tại đều có thể ở trên đầu nói được thượng nói đúng rồi ngươi có biết kia vụ việc sao trước kia còn lên quá tin tức nói là trác lão gia tử con lớn nhất một nhà đi du lịch thời điểm đắc tội sản khoái ác bá, dẫn theo nhất ban người đem hắn con lớn nhất cùng con dâu đều cho giết, liền lưu lại một cái tôn tử. Thật sự là làm bậy. Chu chính quan nói xong, lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình kia hiếu thuận tiểu nhi tử, không khỏi hốc mắt cũng đỏ. Trên đời này lớn nhất thống khổ đừng quá mức người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mắt mù lão đầu gặp chu chính quan bi thương, cũng không cố đi lên chú ý Khương Tô, an ủi khởi chu chính quan đến. Hắn bên cạnh trẻ tuổi nam nhân Tăng Hùng cũng là ánh mắt một như chớp như không nhìn chầm chầm bên kia Khương Tô, ngày đó ở trong thương trường thấy một mắt, hắn còn có điểm kinh vì thiên nhân, ấn tượng tự nhiên khắc sâu, không nghĩ tới lúc này cư nhiên ở kho trấn như vậy cái tiểu địa phương gặp, này cũng quá khéo thôi. Chẳng lẽ là lão thiên an bài? Tăng Hùng nội tâm một trận rung động. Ngày đó xem nàng ở thương trường mua đồ vật, vài vạn váy, nàng không nói hai lời liền mua vừa thấy chỉ biết gia cảnh không đơn giản nếu hắn có thể tìm tới nàng kia hắn về sau nơi nào còn muốn làm cái này nhưng mà nhìn đến khương tô bên người trác cận ruột khi hắn kia hạt lửa nóng lên tâm nhất thời lại lành nửa thanh lại nhìn không được nghĩ không nhất định là bạn trai nói không chừng là ca ca huống hồ chính mình dài được cũng không kém hơn nữa vừa thấy cái kia nam chính là cái loại này sẽ không làm thấp phục tiểu nhân dỗ nữ nhân nam nhân Nữ nhân ma lại thế nào, đều là cần nhờ Dỗ mà hắn vừa vặn, khác cái gì đều không ở hành, chính là đối nữ nhân, hắn biết nói sao tài năng Dỗ được. Tăng Hùng ở bên cạnh Mơ Tưởng Hảo Huyền. Khương Tô lại liền xem đều lười liếc hắn một cái, nghiêng đầu đối Trác Cận Dược nói: "Ta bên trái là người muốn tìm người kia." Trác Cận Dược cũng không có lập tức hướng bên kia xem, mà là ở bốn phía nhìn quanh một vòng sau, làm như lơ đãng hướng bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó liền đối Khương Tô nói: "Đi, chúng ta đi qua." Khương Tô liền đi theo Trác Cận Dược cùng nhau đi rồi đi qua. Tăng Hùng nhìn đến bọn họ đi lại, nhất thời trong lòng vui vẻ, theo bản năng kéo kéo vạt áo, đem nếp nhăn vạt áo huề nhau một ít. Chu thúc thúc. Trác Cận Dược đi lại cùng Chu chính quan đánh thanh tiếp đón, sau đó đối với mắt mù lão đầu hơi hơi vuốt cầm xem như là chào hỏi qua, đối Tăng Hùng càng chính là nhìn lướt qua xem ra đối hắn cũng không chú ý thậm chí mang theo vài phần thế gia công tử kiêu căng khương tô ở bên cạnh cười thầm trác cận dược bày khởi cái giá đến thật là có vài phần phái đoàn trên mặt nàng cũng là hoàn toàn lạnh lùng liền tính là cười rộ lên cũng là cười không kịp đáy mắt có thể nói cùng trác cận dược phối hợp tốt lắm thật sự là chiêu đãi không chu toàn chu chính quan sợ chậm trễ trác cận dược dù sao gần nhất chu gia công ty sắp tiến vào tây thành thị trường mà địch gia ở Tây Thành vô luận là chính giới vẫn là thương giới đều lực ảnh hưởng thâm hậu. Các ngươi nếu cảm thấy nhàm chán, trong nhà có wifi, chính là người trong nhà nhiều lắm, có chút âm ỉ, các ngươi có thể đi phía sau núi bò leo núi, mặt trên phong cảnh rất tốt. Lúc này Khương Tô nũng nịu nói, có thể là chúng ta không biết phương hướng ai, có thể hay không tìm cá nhân mang ta nhóm đi qua. Nàng vừa nói, ánh mắt như có như không mang quá tăng hùng. Các cận ruột lông mày không dễ phát hiện một túc. Tăng Hùng cũng là bị Khương Tô như có như không kia một mắt câu tâm thần dập dần, nhất thời xung phong nhận việc nói. Vừa vặn ta bên này không có chuyện gì, ta mang bọn ngươi đi thôi. Khương Tô lập tức cười ngọt ngào nói. Oa, thật sự nha, kỳ cảm ơn ngươi lạp. Là... Chút không phát hiện bên người nam nhân chân mày cau lại. Tăng Hùng hướng mắt mù lão đầu xin chỉ thị. Sư phụ Ta đây trước dẫn bọn hắn sau khi đi qua sơn nhìn xem." Mắt mù lão đầu gật đầu. "Đi thôi." Chu Chính Quan đối Trác Cận Dược nói. "Vậy ngươi nhóm nhường Tăng Hùng mang bọn ngươi đi thôi." Trác Cận Dược đối Chu Chính Quan khẽ gật đầu, sau đó liền mang theo Khương Tô đi theo Tăng Hùng đi rồi. Khương Tô thân thủ thân mật vãn trụ Trác Cận Dược cánh tay, đuổi kịp Tăng Hùng. Nếu bình thường, Trác Cận Dược hội yên lặng bắt tay rút ra, nhưng là lúc này trác cận ruột nhưng không có làm như vậy. Tăng Hùng cố ý ở Khương Tô trước mặt khoe khoang, một hơi theo lên núi trên bậc thềm hai ba mười thước, sau đó dừng lại một bên nghỉ ngơi một bên đi xuống xem, liền nhìn đến Khương Tô thân mật kéo trác cận ruột cánh tay chậm rì rì hướng lên trên bò, nhất thời trong lòng có chút phím toan. Cũng không ngẫm lại chính mình có hay không tư cách. Trác thúc thúc, ngươi về trước tránh một chút. Khương Tô nói. Ngươi muốn làm gì? Trác cận dược hỏi bộ hắn lời nói nha ngươi ở chỗ này ta không tốt phát huy khương tô nói hiện tại cảnh sát đều ở kho trấn ngoại hậu bắt người là phân phân chung chuyện nhưng là hiện tại không thể đã thảo kinh xà trác cận dược phỏng đoán tăng hùng mặt sau khẳng định còn có người cho nên khương tô mới nghĩ một mình cùng tăng hùng ở chung một lát tìm cách hắn lời nói trác cận dược thu lại thần sắc Ngươi không nhớ rõ lần trước phát sinh quá cái gì? Lần trước hắn chính là nhường Khương Tô một mình đi qua, mới xảy ra mặt sau chuyện. Khương Tô cả người là huyết bộ dáng còn thật sâu khắc vào hắn trong đầu, hiện tại ngẫm lại đều sẽ cảm thấy lòng còn sợ hãi, một lúc sau sợ. Hắn tuyệt đối sẽ không lại nhường như vậy sự tình lại lần nữa phát sinh. Khương Tô nói, "Ngươi yên tâm, ta lần này khẳng định cẩn thận." "Không thể." Trác Cận Dược nói ta đáp ứng ngươi nhường ngươi theo ta đi lại. Nhưng là ngươi cũng đáp ứng ta, nghe ta. Khương Tô nói. Chúng ta đây đi lên núi tới làm gì? Trác Cận dược nói. Ta nghĩ đến ngươi nghĩ leo núi. Khương Tô. Gặp kế hoạch có biến. Khương Tô chỉ có thể cùng Tăng Hùng nói chính mình mệt mỏi, nghĩ xuống núi. Này vừa mới bò đến chân núi ni. Tăng Hùng vừa mới nhìn đến hai người ở nói cái gì đó, trong lòng đoán có phải hay không hai người cãi nhau. Sau đó đi theo hai người mặt sau xuống núi. Hắn nhìn phía trước Khương Tô bóng lưng, trong lòng đột nhiên lập bập một chút, nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu nhất đến. Ngày đó ở thương trường, hắn là cùng cái kia nữ cùng đi, kia Khương Tô chẳng phải là cũng nhìn thấy cái kia nữ. Kia linh đường trong có thể chói lọi bậy cái kia nữ ảnh chụp ni. Khương Tô có hay không nhìn đến? Trong lòng hắn hoảng hốt, lại là nhất định không nhất định hôm nay khương tô rõ ràng liền hắn cũng chưa nhận ra được huống chi cái kia nữ làm khi giống như cùng khương tô không đánh lên đối mặt tâm lý an ủi chính mình một phen lại vẫn là không yên lòng chỉ nói chính mình muốn đi đi toilet vội vội vàng vàng trước chạy xuống đến sơn đi linh đường đem kia hai người ảnh chụp lâm thời triệt xuống dưới vốn muốn đi nói cho sư phụ kia vụ việc nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là sợ nhiều sinh chuyện liền không có nói Tăng Hùng muốn đi tìm Khương Tô muốn cái vi tính điện thoại, nhưng là Trác Cận dược luôn luôn tại bên cạnh một tấc cũng không rời, hắn tìm không thấy cơ hội. Hắn liền vụng trộm vỗ hai trương Khương Tô ảnh chụp. Sau đó đã bị sư phụ kêu trở về chiếu cố sư nương. Tăng Hùng là kho trấn người địa phương. 11-2 tuổi thời điểm liền phụ mẫu song vong, không có thân thích chịu mang theo hắn, chủ yếu là sợ hắn mệnh cứng rắn, hơn nữa Tăng Hùng bình thường cũng không phải cái loại này nghe lời tiểu hài nhi, ở trấn trên tay chân cũng không sạch sẽ thành tích cũng bình thường tính cách nghịch ngợm sau này thật sự không có người nguyện ý thu dưỡng hắn trấn trên người liền khuyên nhường mắt mù lão đầu bắt hắn cho thu đồ trăm năm sau cũng có cái chăm sóc người thân trước lúc lâm chung người sau này hắn liền đi theo mắt mù lão đầu gọi hắn một tiếng sư phụ hắn còn có cái sư nương kỳ quái là nàng này sư nương cũng mù một con mắt nhưng lại là cái người què hắn khi đó tiểu không hiểu chuyện, hỏi nàng thế nào mù mắt, sắc mặt của nàng sẽ trở nên rất khó xem, mắt mù lão đầu sẽ đem hắn tha đi ra đánh một chút, thẳng đến nàng nguôi giận. Hắn chạy quá, nhưng là không địa phương nhưng đi, nhưng lại là mùa đông, hắn sợ hắn chết cống ở bên ngoài, có vùng trộm chạy trở về, sư phụ không nói cái gì, nhưng là cái kia sư nương, âm dương quái khí nói hắn thật nhiều. So với này cả ngày tránh ở trong phòng không thấy người, chỉ cần vừa nói nói không là kỳ quái chính là nghiến răng nghiến lợi sư nương, hắn tình nguyện cùng chính mình cái kia quái tính tình sư phụ thân cận. Đảo mắt quá mười mấy năm. Hắn vẫn là cùng này sư nương thân không đứng dậy, bởi vì của nàng tính tình thật sự là quá kém, hơi có không hợp tâm ý liền chửi ầm lên, còn thường thường hội đánh hắn nguôi giận, hắn không biết bởi vì nàng, động nhiều ít thứ chạy trốn ý niệm, nhưng là trời đất bao la, hắn lại có chỗ nào có thể đi đâu mà chính mình sư phụ, lại đối nạn duy mệnh là theo, chỉ cần nàng một phát giận, hắn sẽ trăm phương nghìn kế lấy lòng nàng, nhưng nàng nguôi giận mới thôi. Tăng Hùng có đôi khi cũng sẽ ở trong lòng thay sư phụ bên vực kẻ yếu, hắn thật sự không biết cái kia mù một con mắt, vừa già lại xấu tính tình lại không tốt sư nương có cái gì tốt, trấn trên tùy tiện một nữ nhân đều so nàng hảo, ở hắn trong mắt, này sư nương quả thực không chỗ nào đúng cũng không biết nàng là thế nào có thể nhường sư phụ như vậy vài thập niên như một ngày đối nàng tốt. Nhưng là không có biện pháp. Hắn muốn đi theo sư phụ ăn cơm, sư phụ lại đối này sư nương nhìn theo trăm thuận. Hắn cũng chỉ có thể sau lưng nói nói của nàng nói bậy, rủa nàng sớm một chút tử. Cũng may gần hai năm đến, hình như là hắn trưởng thành, nàng có điều kiên kỵ, tính tình hơi chút thu liễm điểm, nhưng là hắn lại như trước không thích này sư nương, theo trong đáy lòng chán ghét đối nàng nói lời nói cũng đều là bằng mặt không bằng lòng. Hơn nữa không biết sao lại thế này, này lão bà mấy năm gần đây bắt đầu không nhường sư phụ hầu hạ, liền nhường hắn hầu hạ, nếu như hắn không ở nhà, mới nhường sư phụ hầu hạ. Này không, không biết lại có chuyện gì, gọi điện thoại cho sư phụ nhường hắn trở về hầu hạ nàng. Hắn vừa vào phòng. Một đào sắc nhọn lại âm dương quái khí thanh âm liền vang lên. Hảo oa tăng hùng, ngươi hiện tại liền điện thoại của ta đều không tiếp. Còn muốn gọi điện thoại cho sư phó của ngươi nhường sư phó của ngươi gọi ngươi trở về. Này căn nhà là hai năm trước tân đắp lên. Vốn thông quan cần phải phi thường sáng ngời, nhưng là sư nương lại nhường sư phụ gọi người đem trong nhà sở hữu cửa sổ đều trang thượng hai tầng rất nặng rèm cửa sổ, rèm cửa sổ vĩnh viễn đều là kéo lên, bên trong một điểm quan đều không thấu, vừa mới từ bên ngoài tiến vào, ở trong phòng hoàn toàn cái gì đều nhìn không tới, trong phòng lộ ra một cổ cũ kỹ mùi mốc, liền là như thế này, Tăng Hùng mới không đồng ý trở về kho trấn, không có việc gì thời điểm càng vui mừng đợi ở bên ngoài. Một cái 60 hơn tuổi lão bà An Vị ở trong phòng gốc trên xe lăn đại khái là vài thập niên không có gặp qua ánh mặt trời, sắc mặt của nàng dị thường tái nhợt, trái mắt cùng mắt mù lão đầu giống nhau dùng màu đen phim nhựa phong đứng lên, chỉ có một cái phải mắt trừng mắt vừa mới tiến phòng Tăng Hùng, lộ ra một cổ lời hại lạnh như băng quan, gọi người nhìn về sau tâm phát lạnh ý. Nàng chính là Tăng Hùng Sư Nương. Nếu người xa là bị nàng này con mắt như vậy nhìn chầm chầm, khẳng định hiểu ý trong phạm khiếp sợ. Nhưng Tăng Hùng sớm cũng đã thói quen bị nàng như vậy nhìn chầm chầm, từ nhỏ nhìn chầm chầm đến đại, một điểm cảm giác đều không có, đi vào đến chẳng hề để ý nói. Ta di động đặt ở trong túi, ở chiêu đãi khách nhân, không có nghe đến. Hắn hiện tại có thể chính mình chạy sống, không cần hoàn toàn dựa vào sư phụ có đôi khi tâm tình không tốt thời điểm liền giả vờ giả việc đều lười trang sư nương âm âm nói ta nhìn ngươi là cánh cứng trắng không biết trời cao đất rộng của nàng thanh âm nói không nên lời thô ca khó nghe không giống như là trời sinh mà như là ngày sau hư hao tăng hùng lười cùng nàng nói cái này trực tiếp hỏi ngươi kêu ta hồi tới làm gì sư nương không đáp hỏi lại Ngươi vừa mới nói ngươi ở chiêu đãi khách nhân? Ngươi ở chiêu đãi cái gì khách nhân? Nơi khác tới tham gia lễ tang người, ngươi nếu muốn nhìn, ngồi xe lăn đi bên ngoài nhìn xem. Tăng Hùng một bên ngồi vào trên sofa, vừa nói chuyện cố ý kích thích nàng, hắn cầm ra di động, mở ra tướng sách, lật xem chính mình vừa rồi chụp ảnh khương tô ảnh chụp. Nàng thật sự là xinh đẹp. Hắn đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua mỹ nữ cũng không thiếu nhưng là muốn cùng nàng so sánh với, nhất thời liền ảm đạm thất sắc. Liền như vậy một trương tùy tiện chụp ảnh ảnh chụp, đều hoàn toàn không tổn hao gì của nàng xinh đẹp, trong đám người bạch chói mắt, xinh đẹp gọi người một mắt có thể đem nàng theo trong đám người cho lấy ra đến. Hắn động động ngón tay, đem ảnh chụp phóng đại. Nàng cũng liền 17-18 tuổi đi, hắn vừa rồi gần gũi cẩn thận nhìn nàng một cái, nộn đều có thể bấm xuất thủy đến, kia làn da theo nấu chín về sau lột xác trứng gà dường như, bạch nộn nộn ngập nước, tối câu người vẫn là cặp kia hoa đào mắt, tự tiếu phi tiếu, âm lấy nhân tâm trong ngứa. Hắn xem mê mẩn, chút không nhận thấy được trong bóng đêm nguyên bản ngồi ở trong góc sư nương không tiếng động lăn lộn xe lăn tới gần đi lại. Nàng liền hướng trên di động nhìn thoáng qua, bị tăng hùng phóng đại trên ảnh chụp, là Khương Tô Hoàng Mỹ không tỳ vết oánh bạch như ngọc sườn mặt. Nàng cả người như là bị sét đánh giống nhau, phải mắt tuôn ra một đạo lệ quan. Giây tiếp theo, nàng liền đem di động theo Tăng Hùng trong tay đoạt đi lại, phải mắt gắt gao nhìn chầm chầm di động mặt trên Khương Tô, Tăng Hùng không hề phòng bị, bị giật nảy mình, tức giận nói. Ngươi thưởng ta di động làm gì? Ngươi có bệnh à? Nói xong đã nghĩ đi đem di động cướp về. Đúng lúc này, mắt mù lão đầu từ bên ngoài đi đến, khiển trách. Tăng Hùng, ai cho ngươi với ngươi sư nương nói như vậy? Tăng Hùng vẻ mặt không phục nhưng mà lúc này sư nương đã cố không lên mắng tăng hùng đối nàng không thượng không dưới mà là nghiến răng nghiến lợi một tay cầm di động giơ lên tăng hùng trước mặt một tay dùng sức bắt lấy hắn cánh tay hỏi nàng là ai nữ nhân này là ai này ảnh chụp ngươi nơi nào đến thanh âm thế nhưng có vài phần thê lương tăng hùng có chút bị dọa đến chính là nơi khác đến người ngươi làm gì lớn như vậy phản ứng ngươi vẫn là cái tiểu cô nương chẳng lẽ ngươi nhận thức sao hắn là cảm thấy sư nương khẳng định không có khả năng nhận thức khương tô nghe nói sư nương không xuất môn đã có bốn năm mươi năm khương tô nhìn mới mười tám tuổi sư nương làm sao có thể nhận thức nàng mắt mù lão đầu đã đi tới nhìn thoáng qua trên di động người nhận ra là tăng hùng mang theo nàng đến hậu sơn cái kia nữ hài nhi nhưng hắn cũng không thừa nhận thức nhưng thấy tú chi phản ứng như vậy kịch liệt hắn ôn thanh hỏi tú chi ngươi nhận thức này tiểu nha đầu sao? Đâu chỉ là nhận thức. Lý Tú Chi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lúc này liền ăn khương tô thịt uống của nàng huyết. Ta này ánh mắt. Còn có ta chân. Đều là bái nàng ban tặng. Nàng lúc trước hai mắt đều mù, là mắt mù lão đầu đào chính mình một con mắt cho nàng. Tăng Hùng đem di động đoạt đi lại, không thể nhìn được nữa nói. Ta nhìn ngươi là điên rồi đi. Ngươi ánh mắt mù thời điểm, người đều không sinh ra. Nói xong hắn liền đợi không đi xuống, trực tiếp lao ra môn đi rồi. Mắt mù lão đầu tuy rằng cũng cảm thấy là Lý Tú Chi nhận sai người, nhưng vẫn là ôn tồn. Tú Chi, ngươi đừng vội, hảo hảo nói. Lý Tú Chi lại rất khó bình phục tâm tình, luôn luôn tại nghiến răng nghiến lợi mắng. Chính là này tiện nhân. Này tiện nhân nàng làm hại ta hai mắt mù. Hai chân đi không xong lộ nhưng ta rốt cuộc gặp không xong quan. Nàng thế nào còn có thể nghênh ngang sống ở trên đời này? Mắt mù lão đầu như là sớm đã thành thói quen Lý Tú Chi như vậy trạng thái, hắn thủy chung phi thường có nhẫn nại ở một bên nghe Lý Tú Chi mắng, cái gì khó nghe thô tục đều bị nàng mắng đi ra, vẻ mặt của hắn đều liên tục thật bình tĩnh, thẳng đến Lý Tú Chi chậm rãi mắng bất động, hắn mới cho Lý Tú Chi ngã chén nước, nói Tú Chi, ngươi trước xin bớt giận, đến, trước uống miếng nước. Lý Tú Chi cũng thật là mắng mệt mỏi mắng khác, tiếp nhận cốc nước trầm trầm uống lên hơn phân nửa chén, ngực như trước ở kích động phập phòng, khó có thể bình ổn. Mắt mù lão đầu nói. Tú Chi, ngươi ánh mắt cùng chân là hơn 40 năm trước xấu. Nhưng là này tiểu nha đầu, nhìn cũng liền 17-18 tuổi. Ngươi có phải hay không nhận sai người? Lý Tú Chi gọi vào. Làm sao có thể? Nàng liền tính là hóa thành tro ta cũng có thể nhận được. Nàng chính là dùng kia ánh mắt đem Ngọc Ca cho câu đi. Này Thủy Tính Dương Hoa tiện nhân. Nếu không là nàng, Ngọc Ca cũng không sẽ chết. Ta cũng sẽ không thể không có hai mắt hai chân. Mắt mù lão đầu nghe được nàng nói lên Ngọc Ca, trong ánh mắt thần thái ám một chút, nhưng chỉ là một chút, lại khôi phục bình thường, Trấn An nói. Nhưng này đều quá hơn 40 năm, nàng liền tính còn tại nhân thế, cũng không có khả năng vẫn là cái tiểu nha đầu A, à, vừa mới ta cũng thấy, nhiều nhất cũng liền 18 tuổi. Lý Tú Chi mắng đủ, dần dần khôi phục lý trí, cũng mới phát hiện không thích hợp. Liền tính Khương Hoang lại làm sao có thể bảo dưỡng, cũng không có khả năng hơn 40 năm đều không lão nửa điểm, vẫn là cái 18 tuổi tiểu cô nương đi. Nàng cũng không phải thật sự hồ ly tinh. Có thể trên đời này làm sao có thể có dài được như vậy giống nhau người cơ hồ cùng Khương Hoang dài được giống nhau như đúc. Liền tính quá hơn 40 năm, nàng như trước nhớ được Khương Hoang bộ dáng. Dài được theo tiểu hồ ly tinh dường như, đối Ngọc Ca cười một cái, Ngọc Ca đã bị nàng mê được thần hồn điên đảo. Mắt mù lão đầu nói. Cố gắng. Là người kia tôn nữ hoặc là ngoại tôn nữ. Lý Tú Chi trong ánh mắt lóe ra hàng quang. Mặc kệ các nàng có cái gì quan hệ. Hương võ, ngươi giúp ta đem người đưa đến đây ta muốn đích thân hỏi nàng mắt mù lão đầu nhìn đến nàng trong mắt hàng quan trong lòng có chút bất an nhưng là hắn này vài thập niên chưa bao giờ vi phạm quá nàng chỉ cần là nàng muốn gì đó muốn làm chuyện liền tính những thứ kia sự là hắn không muốn làm vì bối hắn làm người chuẩn tắc hắn như trước hội liều mạng thay nàng hoàn thành cho nên trước sau như một mắt mù lão đầu ôn nhu nói hảo ngươi yên tâm ta nghĩ biện pháp mang nàng đi lại. Lý Tú Chi này mới dựa vào đến luân trên lưng ghế dựa, sở trường một hơi đến, nhưng là kia trong ánh mắt hàng ý cùng hận ý, lại cũng không có nửa phần giảm bớt. Mặc kệ cái kia tiểu nha đầu cùng Khương Hoang là cái gì quan hệ. Nàng đều đừng nghĩ đi ra kho trấn. Ai nhường này tiểu nha đầu cùng cái kia nữ nhân dài một trường giống nhau như đúc mặt ni, còn chạy đến chỗ này đến, đây là lão thiên gia đều ở giúp nàng muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng không hay ho bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video